Chương 3150, Đường Thái Tử ra tay rồi. Điều này rất bình thường, sau khi xây xong khu vui chơi Thủy Đông, có thể đưa cho Ủy ban Nhân dân khu Đức Sơn bao nhiêu thì là do chức vụ công tác, lợi nhuận kiếm được rất nhiều. Nhưng chúng ta cứ làm ở kinh biện này bọn họ cũng không thu được lợi gì cả. Lợi ích trước mắt, cái gì cũng có thể nhường đường. Nhưng, các anh đừng nóng vội, tôi lập tức tới ngay. Tôi thật sự muốn nhìn, bọn họ sao lại có thể trói hất chúng ta lại. Diệp Phàm hừ lạnh. Anh có thể qua đây không, trợ lý Diệp, quá nguy hiểm rồi. Trong số những người này tôi không nhìn rõ ai muốn phá bỏ và rời đi. Tất cả mọi người đều giống như lưu manh du côn vậy. Đoán chừng là đến tìm tên ác ôn của tập đoàn Thủy Đông. Bọn họ cầm xẻng sắt và côn, có một bà rất hung tợn, dụ anh vào. Có lẽ cũng không thể ngờ là bọn họ sẽ đánh giáp lá cả đấy. Mau nghĩ ra cách nào để báo cảnh sát đi, trợ lý Diệp nếu như anh ở trên thủ đô có người quen, chắc chắn là cục công an tỉnh rồi. Chính phủ khu Đức Sơn này nhất định là mặc kệ việc của chúng ta rồi. Chỉ có thể gọi cho cục công an tỉnh thôi. Chiến Nhất Cương nói. Nếu không, nghe nói đồng chí Bao Nghị là người trên bộ xuống tạm giữ chức, anh ta tới cục công an thành phố Yến Kinh không chừng còn có tác dụng. Không phải vội, tôi đến ngay đây. Ban ngày thế này chẳng lẽ bọn họ thật sự dám coi thường trợ lý chủ tịch tỉnh Điền Nam sao? Diệp Phàm hừ một tiếng rồi cúp điện thoại, sau đó trực tiếp bảo Đường Thành lái xe thẳng đến văn phòng của tỉnh tại thủ đô. Nửa giờ sau đã tới văn phòng của địa khu Giang Hoa tại thủ đô, Diệp Phàm là lần đầu tiên tới, nhìn từ xa thấy rằng diện tích không hề nhỏ. Hắn giật mình, nhất thời cười trên đôi lông mày. Mảnh đất này ở Bắc Kinh thì rất có tiền. Diệp lão đại cứ đùa, hình như muốn ra hạn. Có mắt nhìn đấy, ha ha ha. Đường Thành cười, đỗ xe cách khoảng hơn 100 mét. Cái cậu này, người khác muốn rút tiền của tôi rồi, cậu còn cười sao? Diệp Phàm cười nói. Tôi nào dám, Đường Thành tôi san bằng căn hộ của hắn. Đường Thành đột nhiên nghiêm mặt, bọ dạng muốn ăn thịt người khác. Đúng rồi, trực tiếp lái xe vào đi. Diệp Phàm cười nói. Điều này không hay, những người này tôi thấy không phải là nước cờ tốt. Nếu muốn làm bậy thì chỉ cần đạp vỡ xe của họ là đáng tiếc rồi. Những cái xe nào là cát phổ nhập khẩu, hơn nữa lại là tập đoàn đặc biệt đặt, tính an toàn tăng cao. Khi giao xe, lãnh đạo phân quản có thể có nhiều lần tiếp đãi rồi. Những xe này có thể tiêu mất của tập đoàn 50 vạn. Có chút năng lực Việt dã khá là cường hãn. Hơn nữa, tôi mới mở được 2 tháng, xe mới. Đường Thành ra vẻ đứng đắn, nói. Ha ha. Không thể tưởng được đồng chí Đường Thành của chúng ta bây giờ lại nhát gan như vậy. Nhưng mà, cậu nói những xe này mới đại ngạc long tháng. Có vẻ có vài chiếc xuất đi rồi. Diệp Phàm cười nói. Kha kha, tôi nói nhầm mất một số, đúng là phải 3 tháng. Đường Thành nói. 2 tay. Diệp Phàm cười nói. Có biện pháp, thời gian chúng ta vào trong tập đoàn không nhiều. Tư lịch quá ngắn cấp bậc quá thấp chúng ta chỉ có thể kiểm tra thứ cái đồ rác rưởi các anh đã dùng thôi, có thể phân được xe này thật là không tồi. Đường Thành vẻ mặt cay đắng. Khiêm tốn không đúng chỗ rồi, có điều, đồng chí tiểu Đường này, có muốn đổi xe không? Diệp Phàm nhìn Đường Thành cười. Anh nói là tập đoàn Thủy Đông, mua đơn của chúng ta. Đường Thành nhìn bên kia, ý hội đã tới rồi. Muốn thì lái xe đi. Xem ra cậu đập vỡ cây đàn của mọi người ở Thủy Đông rồi, các cao thủ không hề đạp đổ sao? Diệp Phàm cười nói. Cao Minh, Cao Minh, Diệp Đại, tôi xem như một lần nữa học được cái mới. Cái gì gọi là thủ đoạn, chính là khi xe dừng trong cửa sẽ bị đạp tung ra. Tốt, đạp rất tốt. Đường Thành giơ ngón tay cái lên, quay người cười nói. Nếu không như vậy, Diệp Đại đã sớm lái xe mới mua ấy tới cho nhanh. Tuy là vừa mua. Nhưng cũng đi được nửa năm rồi. Chúng ta đổi cái mới chẳng phải tốt hơn sao? Cậu có chủ ý gì chứ? Đó là xe của Viên Viên nhà tôi đấy. Nhớ để cậu làm hỏng thì không phải tôi sẽ phiền to sao? Diệp Phàm không đồng ý nói. Ha ha, bao chuẩn bắt tập đoàn Thủy Đông phải rót cái mới. Không chừng lại có thể đổi được xe mới. Cậu chỉ là người mới vào nghề, đây là cái thấp nhất. Đổi lại xe là thế nào cũng phải đổi lấy cái phiên bản mới nhất. Đây chính là chiếc xe hơi mà Diệp đại phu nhân của chúng ta ngồi pha ỉ không? Chuyện này, tôi nên xử lý thế nào? Không trả tiền xe, tôi sẽ trách mắng bọn họ, xem bọn họ trả hay không trả. Đường Thành nói. Được rồi, bọn họ lại động thủ rồi, lái đi đi. Diệp Phàm dương mắt nhìn, Đường Thành nhất nhấn ga,
xe nhanh chóng đã chen vào đám người. Xe của hắn không kém đâu, nghe nói rất lợi hại. Tránh ra, chủ nhiệm của chúng ta nói là sẽ không được phép phá hủy cái sân của chúng tôi. Đường Thành vừa lái xe vừa la lên, đưa Diệp Phàm lên vị trí chủ nhiệm của văn phòng. Đám người vừa xuất hiện, xe của Đường Thành liền đi xuyên qua, chen vào bên cạnh chỗ đám máy móc, răng rắc một tiếng đứng trước máy móc. Sau đó, cậu ta tự nhiên từ trong xe bước ra mở cửa cho Diệp Phàm. Hai người không ai nói gì, hướng thẳng lên cao ốc văn phòng, nói là thế nhưng thực ra có hai tầng, nó đã được xây dựng hơn 6 năm rồi, kết cấu toàn là gỗ. Chủ nhiệm Trương Chí Đức của văn phòng và Chiến Nhất Cương đều ra nghênh đón. Cái tòa cao ốc này của các cậu dường như đã có từ rất lâu rồi. Xem ra nên sớm liệt vào hàng ngũ những cao ốc nguy hiểm. Đường Thành nói, đúng là rất cũ kỹ, mất 6 năm xây dựng, tới giờ đã tròn 40 năm rồi. Chủ nhiệm Trương nhìn Đường Thành một cái, tuy nói là không biết nhưng không nghĩ cậu ta là lái xe của trợ lý Diệp. Bởi Đường Thành ăn mặc rất chỉnh tề, khí chất trên người cậu ta không có một chút nào tỏ ra là một lái xe cả. Chủ nhiệm Trương, phòng của tòa nhà này cũng khá nhiều. Mà phạm vi bên ngoài cũng không nhỏ, lúc ấy địa khu Giang Hoa sao lại có đủ tiền để hạ cái địa bàn lớn như vậy. Đây có thể là một trong những mảnh đất của kinh thành, hơn nữa, văn phòng lại chỉ có mấy công nhân làm việc thôi, như vậy thật lãng phí đấy. Diệp Phàm hỏi, phải cảm ơn cha của chủ tịch tỉnh Bạch mới đúng, lúc đó, Bạch lão chẳng phải đang công tác ở kinh thành sao. Mà mảnh đất này trước kia là một nhà máy, sau đó nhà máy sụp đổ, mà lúc đó không có bán đấu giá. Mà địa khu Giang Hoa phải thiết lập văn phòng đại diện, vừa may lại gặp Bạch lão vừa mới trở về, lãnh đạo địa khu lúc đó đã bàn chuyện này với Bạch lão. Nói là ở kinh thành không tìm được mảnh đất nào thân thuộc của đời người, hơn nữa dù có đất cũng không mua nổi tòa nhà nào. Bạch lão sau khi nghe xong liền nói rằng việc này để lão ta giải quyết. Mà nhà máy này vẫn thuộc quản lý của Bạch lão. Kết quả về cơ bản là dựa vào giá cả mà Bạch Tống đưa ra cho địa khu Giang Hoa. Đương nhiên Bạch lão cũng đưa cho nhà máy một khoản bồi thường. Khoản bồi thường này giải quyết thông qua hình thức chỉ thị xuống dưới, chứ thực tế thì nhà máy cũng mất mát khá nhiều. Kiếm được nhiều chính là địa khu Giang Hoa, tuy là nhân công của chúng tôi không nhiều nhưng mọi công tác sinh hoạt đều ở tòa nhà này. Mấy năm trước vốn dĩ muốn phá đi xây lại, lúc đó ý của lãnh đạo địa khu là muốn thu nhỏ lại. Đem chỗ thừa bán đi, có điều sau đó chuyện này lại kéo dài không làm tiếp. Chủ nhiệm Trương nói, xung quanh tầng 2 và tầng 3 kết hợp lại mà bán đấu giá thì cũng kiếm được một món lớn. Lấy giá đất hiện nay của kinh thành thì bán được mấy trăm triệu là không thành vấn đề khi đưa ra cho các nhà lãnh đạo mạnh nhất tranh đấu với nhau. Đường Thành nói, ha ha, 100 triệu thì tôi cũng không bán. Diệp Phàm cười nói, lúc này những âm thanh phình phịch, ken két, leng keng từ bên ngoài truyền vào. Từ ngoài cửa có một nhân viên chạy vào hỏi, trợ lý Diệp. Có phải là xe của các anh không? Đúng vậy, là như thế nào vậy? Đường Thành thuận miệng hỏi. Bị máy móc biến thành sắt vụn rồi, thật là tàn nhẫn. Không nói một lời nào, một người trong số đó lái xe chặn đường, cái máy móc kia liền tới phá hủy, chúng tôi ngăn cũng không ngăn được. Những người này thật giống như thổ phỉ vậy. Người nhân viên căm giận nói. Thật ăn hiếp người quá đáng, trợ lý Diệp, phải lập tức báo cáo thôi. Dám phá hủy xe của cậu. Thật quá đáng đấy. Chiến Nhất Cương nói. Ha ha, để bọn họ đập đi, cái tòa nhà này còn chưa bắt đầu, chúng ta chỉ cần ngồi uống trà là được, cứ để bọn họ phá hủy thoải mái. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh. Trợ lý Diệp, tòa nhà này muốn để cho họ phá, mà chúng ta lại ngồi trong đó, như vậy có quá nguy hiểm không? Hay là hãy ra ngoài trước rồi nghĩ cách? Chiến Nhất Cương nói. Đúng đúng, các cậu ra ngoài trước đi, tôi không ra. Trương Chí Đức tôi làm việc ở đây hơn chục năm rồi. Đây chính là nhà của tôi, bọn họ thật muốn phá hủy tòa nhà này, tôi sẽ cùng chiến với bọn họ. Cùng lắm tòa nhà này là phần mộ của Trương Chí Đức tôi. Trương Chí Đức vẻ mặt cương nghị, Diệp Phàm đương nhiên hiểu được cậu ta chỉ làm ra vẻ tốt đẹp thôi. Trương Chí Đức năm nay đã 45, 46 rồi, cấp bậc cũng lớn, cũng nên đưa lên làm phó chủ tịch được rồi. Dĩ nhiên, là ông chủ lúc này phải mạnh mẽ một chút. Lúc đó, người nhân viên vừa rồi lại bước vào, nói. Chủ nhiệm Trương, người phụ trách phía bên kia muốn gặp ông. Trợ lý Diệp, cậu xem thế nào? Trương Chí Đức xin chỉ thị. Tôi cũng muốn xem người này có phải ba đầu sáu tay hay không.
Diệp Phàm hừ một tiếng. Dẫn cậu ta tới đây. Trương Chí Đức vừa mới nói xong, một âm thanh kiêu ngạo vang lên. Không cần dẫn, tôi tự mình vào được. Tuy là không có ba đầu sáu tay, nhưng hai tay hai chân thì vẫn có. Câu nói vừa dứt, có tới 7-8 người bước vào. Đi đầu là tên đầu hói, dáng vẻ giống cán bộ. Có điều Diệp Phàm biết những lời vừa rồi không phải cậu ta nói ra. Là tên trẻ tuổi mặc đồ hiệu, vẻ mặt khí phái đi bên cạnh cậu ta nói. Vừa rồi ba đầu sáu tay là vị nào nói? Người trẻ tuổi liếc nhìn đám người Diệp Phàm, khẩu khí thật lớn. Là tôi nói, sao nào? Diệp Phàm liếc mắt nhìn cậu ta một cái, nhẹ nhàng hạ chén trà trong tay. Bộ dạng không hề sợ hãi. Chính là hướng vào những câu nói của cậu, trước tiên tôi đói cho cậu biết. Hắn hừ một cái, vẫy tay về phía người bên cạnh. Tên kia đã gọi điện thoại đến, không lâu sau, truyền đến một thứ âm thanh ầm ầm. Cả tòa nhà đều rung động. Các ngươi làm cái gì vậy? Cái đồ khốn nạn các ngươi, không phải là đã cho bọn tao 3 tháng rồi sao? Trương Chí Đức nhịn không được, đứng lên mắng. Lão già kia, còn dám mắng chửi sao, Trần Hùng, cho lão ta 2 cái tát tai. Một gã trẻ tuổi lập tức tiến tới chỗ người mà nghiêu cao mã lớn, giơ tay lên định tát vào mặt chủ nhiệm Trương. Nhưng mà bàn tay này đã bị giữ lại trên không trung. Chương 3151, muốn nhìn thông suốt. Người anh em muốn đùa giỡn phải không? Đường Thành cười hì hì, đẩy tay về phía trước, tát 3 phát. Tên nghiêu gao mã đại kia ngã xuống đất. Thật không tồi chút nào ông anh ạ, luyện như thế có đúng không? Người trẻ tuổi liếc mắt nhìn Đường Thành một cái. Luyện hay không luyện đéo liên quan tới mày, nếu không thì mày lại đây thử mấy cái. Đường Thành biểu hiện sự kiêu ngạo với cậu ta. Để bố mày cho nó mấy cái bạt tai, không đánh cái thằng đầu heo này xem bố mày thu phục chúng mày như thế nào. Người trẻ tuổi bốc hỏa, mặt đỏ bừng, chửi. Lời nói vừa dứt. 4 gã bước lên trước, giáng xuống người Đường Thành. Chiến Nhất Cương vội đứng trước mặt Diệp Phàm làm lá chắn. Không liên quan tới Nhất Cương, người bạn này của tao chỉ luyện qua mấy chiêu. Bọn họ không biết nhìn. Diệp Phàm khoát tay áo. Vừa dứt lời, mấy tiếng bang giòn vang lên, 4 gã đánh Đường Thành bị đạp ngã xuống đất. Một lũ ôm bụng kêu đau. Chủ nhiệm Trương, các người dùng thủ đoạn bạo lực để ngăn cản việc phá bỏ và rời đi nơi khác. Các người đang công khai chống lại Ủy ban Nhân dân khu Đức Sơn, các người có thái độ như vậy thì chúng tôi cũng không khách khí nữa. Tên đầu hói chỉ tay vào Trương Chí Đức, nói. Các người có những gì thì sử dụng hết là được. Diệp Phàm thay mặt Trương Chí Đức hừ một tiếng. Đi, để bố mày phá bỏ, chôn sống đám rùa này. Gã trẻ tuổi quay đầu mắng rồi đi ra. Tiếng bang giòn tan vang lên, tên trẻ tuổi nhất thời đụng phải khung cửa, đầu sưng lên một cục. Máu mũi chảy ra. Dám mắng người sao, con mẹ mày chán sống rồi phải không? Đường Thành giơ bàn tay, khẩu khí mắng. Giết chết bọn chúng. Tên trẻ tuổi phẫn nộ rồi, cậu ta còn xông lên nữa, có điều rất nhanh chóng và gọn gàng, cậu ta đã nằm dưới đất. Cậu ta đưa mắt nhìn, quay đầu đi. Cậu ta cũng hiểu được đạo lý của hảo hán không chịu thua, mà cậu ta bị ngã cũng là do tự bản thân cậu ta. Không lâu sau, cả tòa nhà đều rung động. 2 cái máy múc bắt đầu phá hủy từ phía đằng đông. Nơi này nguy hiểm, trợ lý Diệp, chúng ta đi trước đi. Chiến Nhất Cương nói. Không sao, bọn họ múc ở bên ấy, phá sang tới bên này chỗ chúng ta đứng ít nhất cũng phải nửa ngày. Diệp Phàm nói, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lạnh lùng tới mức Chiến Nhất Cương phải khuất phục. Đường Thành, chiếc xe của cậu thật là thảm hại, chắn ngang đoạn cần phá hủy thì không trách được. Dường như mọi người không hết giận lại tập trung thành một vòng tròn sắt. Diệp Phàm đứng ở phía trước cửa sổ, chỉ tay xuống chỗ chiếc xe đã thành đống sắt vụn, cười. Không sao, dù sao thì cũng là sắt vụn, phá thì phá. Cái cũ không đi sao cái mới tới được chứ. Đường Thành cũng cười tủm tỉm, nhìn Trương Đức Chí chút nữa đổ mồ hôi rồi. Chiến Nhất Cương vẻ mặt nghi ngờ, hỏi. Bắt bọn họ mua xe đền xem ra cũng khó đấy, thế lực của chúng nghe nói cũng khá lớn. Tới lúc đó thì tranh cãi cũng có thể giết chết chúng ta. Không sao, tôi thích tranh cãi cùng người khác. Đường Thành vẫn cười tủm tỉm, rất thoải mái. Cậu ta còn uống mấy ngụm trà, Diệp Phàm cầm điện thoại lên, cười. Là Chính Phong đấy hả, tôi là Diệp Phàm đây. Trợ lý Diệp, xin chào, anh khỏe không? Ngô Chính Phong giọng điệu cung kính trong điện thoại. Hai, tôi bây giờ không khỏe chút nào cả. Diệp Phàm thở dài.
trợ lý Diệp có phải anh gặp chuyện gì không? Anh nói xem. Ngô Chính Phong vội hỏi. Xe đã bị người ta phá hỏng rồi, bây giờ đã thành một đống sắt vụn rồi. Kinh thành này là thế nào đây, lại không có cúp cảnh sát. Chính Phong, anh có thể quản lý tốt thủ hạ của anh không vậy? Diệp Phàm nói, khẩu khí trở nên nghiêm khắc. Trợ lý Diệp, hiện anh đang ở đâu, tôi lập tức tới liền. Chó chết, ở đâu mà lại không có cảnh sát vậy, tôi sẽ lột ra bọn chúng. Ngô Chính Phong mắng. Diệp Phàm liền nói một cách đơn giản về địa chỉ chỗ này cho tên này biết. Phản rồi. Ngô Chính Phong để lại câu nói sau cùng. Nửa giờ sau, lật lại đống chất thải tái sinh, lời cảnh báo vang lên. Bắt hết tất cả những phần tử phá hoại cướp bóc này lại. Giọng của Ngô Chính Phong vang lên, bên dưới đột nhiên hỗn loạn. Một lúc sau, Ngô Chính Phong đã đổ mồ hôi trán. Không sao rồi chứ trợ lý Diệp. Ngô Chính Phong hết cái để nói đành hỏi. Vẫn chưa chết. Diệp Phàm nói. Để tôi gọi phân cục cảnh sát của Đức Sơn là Thái Minh Thủy tới, thật là coi trời bằng vung. Ngô Chính Phong quay đầu hướng sang tên thủ hạ bên cạnh. Vài phút sau, một tên cảnh giam tam cấp người đầy mồ hôi, chạy tới. Thái Minh Thủy, cậu không muốn làm phải không? Ngô Chính Phong mở đầu chính là một câu này. Tôi, chủ tịch Ngô, tôi thật không hiểu nổi rốt cuộc là có chuyện gì. Giọng của Thái Minh Thủy có chút run run, đứng trước mặt Thái Minh Thủy, cậu ta có vẻ nhút nhát. Không rõ, có người ở văn phòng đại diện của địa khu Giang Hoa ở thủ đô này muốn phá hoại cướp bóc, có người báo cảnh sát rồi, cảnh sát các anh ở đâu chứ? Đồng chí Thái Minh Thủy, đây là kinh thành, không phải địa bàn của bọn thổ phỉ. Ngô Chính Phong không hề khách khí giáo huấn. Chuyện này, khu đất này hình như là phải phá bỏ và rời đi nơi khác. Tôi cũng không biết nên thế nào. Bọn họ chỉ là chấp hành theo yêu cầu của công việc thôi. Bọn tôi cho dù là cục công an cũng không tiện ra mặt, phải không? Thái Minh Thủy vừa lau mồ hôi vừa nói. Thật sự là phải quy hoạch lại khu này sao? Ngô Chính Phong lạnh lùng nói. Anh là ủy ban thường vụ, bí thư ủy ban chính trị pháp luật, kiêm tổ trưởng tổ công an, nhất định anh phải là người rõ nhất, có đúng không? Chuyện này, bọn họ có ý này. Thái Minh Thủy vẫn đang toát mồ hôi. Đúng là có ý này, có văn kiện chính thức không? Diệp Phàm xen vào. Anh là... Thái Minh Thủy liếc nhìn Diệp Phàm. Cậu ấy là anh của tôi. Không ngờ là Ngô Chính Phong lại trực tiếp nói ra như vậy, nhìn Thái Minh Thủy, nói. Quyết định của khu này, thường ủy như anh phải rõ nhất chứ, nói thật đi. Nếu có nửa câu là giả, đương nhiên nếu đồng chí Thái Minh Thủy cho rằng tôi chỉ là nói mồm thì cậu cứ làm như vậy đi. Ai, việc này, chủ tịch Ngô... Khu này lại không phải đóng cửa chính thức, vậy nên không cần có văn bản. Có điều, huyện ủy cũng có ý này. Khi mà tập đoàn Thủy Đông ngắm vào địa bàn này, muốn liên kết với huyện ủy để khai phá nơi này. Chuyện này đối với huyện ủy đương nhiên là chuyện tốt, tập đoàn Thủy Đông nói là muốn đầu tư vào 6, 700 triệu làm khu vui chơi. Chỉ là huyện ủy đang suy nghĩ, có điều vẫn chưa có quyết định. Thái Minh Thủy đứng trước con mắt như hổ của Ngô Chính Phong không thể không nói thật. Nếu đã chưa có quyết định thì vừa rồi chủ nhiệm Trương báo cáo với các cậu dựa vào cái gì mà không báo cảnh sát? Mà rõ ràng rồi, chuyện này là do tập đoàn Thủy Đông liên kết với khu bị phá hủy và di rời này làm chuyện trái pháp luật. Anh còn nghĩ là đội trưởng đội công an Đức Sơn lại đi báo công an mà không xem xét tình hình sao? Cái mũ của cậu ta thật cứng rắn phải không, đến nỗi mà người khác có động vào cũng không lay chuyển phải không? Chuyện này là gì chứ? Đây chính là điển hình của việc không làm tròn trách nhiệm, anh phải học lại pháp luật đi, nên hiểu được hậu quả của việc không làm tròn trách nhiệm chứ. Ngô Chính Phong hung hăng giáo huấn. Ngô, chủ tịch Ngô, là tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi là thường ủy cấp huyện, tôi cũng không nghĩ là tập đoàn Thủy Đông lại nóng vội như vậy. Ít nhất thì cũng phải đợi văn bản chính thức của chính quyền khu vực thì mới được làm chứ. Hơn nữa lại đang trong quá trình thỏa hiệp, như này thì thật quá vội vàng. Thái Minh Thủy trình bày lý do. Mặc dù đang trong tình huống như vậy nhưng cũng không có biểu hiện gì, giọng điệu đều khách sáo. Tôi không muốn nghe cậu dài dòng, cậu nói thẳng vào vấn đề đi, chuyện này nên xử lý thế nào? Cậu cũng nhìn thấy rồi, tòa nhà của chúng tôi bị hủy rồi. Công việc thường ngày của văn phòng đại diện của địa khu Giang Hoa ở thủ đô chúng tôi cũng bị các cậu làm loạn rồi. Vừa rồi lại có mấy người vào tấn công chúng tôi. Nơi này là do cậu quản lý. Hỗn loạn như vậy còn ra thể thống gì nữa? Diệp Phàm ra mặt giáo huấn.
xin lỗi đồng chí, cũng không nên nói như vậy, phải không? Tuy là tổ công an huyện phải quản việc này, nhưng chuyện này vẫn chưa làm rõ thì cũng chưa thể kết luận điều gì đúng không? Thái độ của Thái Minh Thủy có vẻ cứng rắn. Vẫn còn chưa rõ ràng, sự thật bày ra ở đây, bí thư Thái này, cậu nhìn rõ chưa? Cái xe ngoài cửa đã thành đống sắt vụn kia là xe của Đường Thành tôi. Bọn họ không nói câu gì đã phá xe của tôi. Đấy không phải là hành vi của bọn thổ phỉ thì là cái gì? Báo cảnh sát thì các anh lại không có báo, là vị nào cho cậu cái quyền của bí thư Thái mà lại làm như vậy? Nếu anh không cho Đường Thành tôi lời giải thích hợp lý thì Đường Thành tôi quyết không bằng lòng. Đường Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm Thái Minh Thủy. Chúng tôi sẽ giải quyết, có điều, tôi nói rồi, là phải điều tra rõ ràng đã. Trước khi chưa điều tra rõ ràng mà tôi lại có quyết định hồ đồ, như vậy mới là không có trách nhiệm với công việc. Vị đồng chí này, tôi hy vọng anh nên chú ý trong lời nói một chút. Cứ vô tội mà thiếu suy nghĩ cũng là phạm pháp đấy. Thái Minh Thủy liếc mắt nhìn Đường Thành một cái. Tùy miệng mà vô tội, ha ha ha, nói hay lắm. Tôi sẽ ghi nhớ đồng chí Thái Minh Thủy ạ, hãy nhớ lấy, tôi là Đường Thành. Đường Thành vẫn còn chọc tức. Đồng chí Thái Minh Thủy, xem ra đồng chí vẫn chưa nhận thấy lỗi sai của mình. Chuyện này, trước tiên tôi quyết định, thay mặt Đảng ủy Cục Công an thành phố, tôi tuyên bố, tạm thời đình chỉ đồng chí Thái Minh Thủy nhận điều tra vụ này. Ngô Chính Phong tối cả mặt, cảm thấy không còn mặt mũi nào. Tên cấp dưới lại không hề xấu hổ. Chủ tịch Ngô, anh thật sự làm như vậy sao? Thái Minh Thủy lạnh lùng. Lời tôi nói là đùa sao? Cậu không cần nói gì nữa. Đối với sự việc văn phòng của Giang Hoa ở thủ đô bị phá hủy sẽ do Cục Công an thành phố trực tiếp tiếp nhận. Đồng chí Thái Minh Thủy, cậu trở về kiểm điểm lại mình đi. Ngô Chính Phong hừ lạnh nói. Tùy anh, có điều tôi cũng nói cho anh biết, Chủ tịch Ngô à, ở kinh thành này, không phải tất cả mọi chuyện đều do anh một mình quyết định. Thái Minh Thủy xoay người bước đi, thở phì phì. Thật xấu hổ quá trợ lý Diệp. Sắc mặt Ngô Chính Phong khá là khó coi. Tên này có giá đỡ đằng sau đúng không? Diệp Phàm nói. Ừ, là ủy ban thành phố. Nhưng mà, mặc kệ cậu ta đi, chuyện này tôi sẽ điều tra đến cùng. Trợ lý Diệp, anh hãy yên tâm giao chuyện này cho tôi. Tôi sẽ giải quyết nó trong thời gian sớm nhất. Ngô Chính Phong nói. Ủy ban thành phố, thật là uy phong đấy. Đường Thành hừ một tiếng. Cách chức của cậu, Ngô Chính Phong anh ta dựa vào cái gì? Muốn cách chức cũng không tới lượt cậu ta. Đây là quyền hạn của Đảng Bộ Huyện ủy. Chủ tịch khu Đức Sơn Tiền Minh Thiên ném một điếu thuốc cho Thái Minh Thủy. Chương 3152, nhìn thấu bản chất vấn đề. Lúc tôi đi vào vẫn còn mấy người đang ngồi, ngoài Trương Chí Đức của văn phòng của Giang Hoa tại thủ đô ra còn có Đại Ngạc Long người trẻ tuổi nữa. Thật là kiêu ngạo, trong đó có một tên có chiếc xe bị phá hoại kia. Cậu ta lái cái xe hỏng ấy, tự nhiên lại chất vấn tôi muốn xử lý. Cậu cho rằng Ngô Chính Phong lại có thể xử phạt tất cả, đúng không? Đây là kinh thành, là cơ quan nhà nước chứ không phải chỗ cho cái thứ phó phòng chó chết ấy leo lên. Lẽ nào Ngô Chính Phong vẫn chưa hiểu được năng lực của tập đoàn Thủy Đông sao? Nhưng mà chuyện này nếu như Ngô Chính Phong thật muốn nhúng tay vào hoặc có chút vướng mắc thì phải đọc toàn bộ thứ nữ tuệ nương. Thái Minh Thủy nói, vướng mắc, tôi thấy Ngô Chính Phong thật đúng là bị hôn mê. Ngay cả chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật cũng không dám. Cậu ta dựa vào cái gì mà dám can thiệp vào? Nhưng mà Ngô Chính Phong có thể ngồi vào vị trí hiện giờ, hẳn là không bị hôn mê đâu. Minh Thủy, cậu yên tâm đi làm việc đi. Cậu ta bị cách chức, nhưng mà khu Đức Sơn lại không hề có đình chỉ. Ngô Chính Phong cậu ta đã đi quá giới hạn rồi. Tuy rằng do hệ thống Cục Công an làm quản lý nhưng anh là trưởng phòng công an khu Đức Sơn, lại là thường ủy Đức Sơn, bí thư ủy ban chính trị pháp luật. Ngô Chính Phong muốn cách chức cậu thò cũng phải được sự phê chuẩn của hội đồng ủy ban huyện, chí ít cũng phải thông báo chứ. Anh ta đang làm cái gì vậy, ngay cả một câu nói cũng không nói gì mà dám cách chức của cậu. Chuyện này tôi sẽ thương lượng cùng đồng chí Thành Hà. Chủ tịch Tiền Minh Thiên nói. Tiền Minh Thiên nói như vậy nhưng Thái Minh Thủy vẫn không hề thoải mái chút nào. Chuyện ở văn phòng của Giang Hoa tại thủ đô đã do Ngô Chính Phong tiếp quản rồi, tôi cũng nhúng tay vào được. Việc này chỉ e Ngô Chính Phong dở trò, lúc đó không biết ăn nói thế nào với tập đoàn Thủy Đông. Nghe nói ngay cả cậu con trai của chủ tịch hội đồng quản trị là Trần Ý Đông cũng bị phá hủy chiếc xe rồi. Thái Minh Thủy nói, tên này thật không hiểu trời cao đất dày, có phải tên này lái xe chặn đường không? Tập đoàn Thủy Đông là tập đoàn thế nào chứ?
Chủ tịch Trần mà nóng lên thì là một nhân vật rất tầm cỡ, thấy bảo quan hệ với một vài đại lão rất tốt. Tiền Minh Thiên sửng sốt, nói. Ha ha, vậy thì bắt cái đầu cứng ngắc của Ngô Chính Phong đập vào tường cũng được, đấy không phải là tường nữa, mà là ngọn núi lớn. Tuy là lùi hai bước, lạc đà gầy đá với ngựa lớn. Tên này thật không biết trời cao đất dày mà. Mấy năm gần đây, tôi thấy cũng là loạn rồi. Thái Minh Thủy cười lạnh lùng. Thái Minh Thủy sau khi đi về văn phòng làm việc ở ủy ban, nhìn đồng hồ, sau đó lái xe thẳng tới một tiểu khu. Ninh Toàn Thủy là phó thị trưởng, ủy ban thành phố Bắc Kinh, lúc này đang ngồi đọc báo, một chung đang lắc lư. Thấy động Ninh Toàn Thủy liền ngẩng đầu nhìn, thấy Tiền Minh Thành đang tiến lại gần. Tên này không khỏi có chút kinh ngạc, hỏi. Không có việc gì làm đúng không? Từ giờ trở đi em không còn việc để làm nữa rồi, anh rể, em có thể về quê dưỡng già rồi. Mà không chắc là có được như thế không nữa. Thái Minh Thủy vẻ mặt âm trầm, đặt mông ngồi xuống. Dưỡng lão, em vợ, cậu đang nói gì vậy? Thái Minh Thủy thốt lên mấy tiếng ti tỉ, nói. Tuy Thái Minh Thủy đã ngoài 40 rồi, nhưng chị gái Thái Thanh Thanh hết mực yêu thương cậu ta, cứ gặp mặt là kêu đệ đệ. Xảy ra chuyện gì rồi? Ninh Toàn Thủy thật nhanh trí, đã nhìn ra có chuyện gì rồi? Đồ khốn Ngô Chính Phong thật không là cái gì? Thái Minh Thủy giận dữ mắng. Ăn nói lịch sự một chút, đừng có mà đồ vật nữa. Ngô Chính Phong là lãnh đạo cấp trên của cậu đấy. Sao có thể đứng sau lưng mà bình phẩm lãnh đạo của mình như thế? Minh Thủy, tính tình phải sửa mới được. Lời này có thể nói ở chỗ này của ta, nhưng trước mặt người ngoài mà nói mà lọt tới tai người nhà Ngô Chính Phong thì không biết sẽ thế nào. Thế nên, tốt nhất là không nên nói như vậy tới chức vụ này. Càng không nên nói những lời này với người ngoài, có những lời nói ra là không thu lại được. Ninh Toàn Thủy vẻ mặt nghiêm túc. Chính là em đang muốn nói ông ta không là cái thá gì cả, đùa gì chứ? Lại dám cách chức em. Thái Minh Thủy hừ nói, có chị gái ở đây nên cậu ta mới không sợ người anh rể này. Tuy là anh rể có địa vị cao nhưng lại rất mực yêu thương vợ. Tạm thời cách chức, sao lại thế? Ninh Toàn Thủy vừa nghe, mặt bỗng sửng sốt, thoáng có chút âm trầm. Thái Minh Thủy liền được thể thêm mắm thêm muối vào, nhưng mà Ninh Toàn Thủy sau khi nghe xong thì nửa ngày không nói câu gì. Bà vợ Thanh Thanh tức giận, hỏi chồng. Lão Ninh, ông vẫn không nghĩ ra phải không? Thẳng thắn gọi điện cho Ngô Chính Phong hỏi là được. Bà nghĩ là Ngô Chính Phong không hiểu mối quan hệ của ta và Thái Minh Thủy sao? Ninh Toàn Thủy nói. Phải rồi, Ngô Chính Phong nhất định hiểu được mối quan hệ này. Minh Thủy đề bạt chuyện này, ông phải nói chuyện với Ngô Chính Phong. Lẽ nào là đang giả ngốc? Ông ta thật đúng là không coi ông ra gì rồi. Thái Thanh Thanh sửng sốt. Bà có suy nghĩ không vậy? Ông ta hiểu được mối quan hệ của tôi và Thái Minh Thủy mà làm như vậy. Hơn nữa lại không nói cho tôi tiếng nào. Các người nghĩ xem, trong này có vấn đề gì? Ninh Toàn Thủy thật đúng là một củ gừng già. Cách nhìn nhận vấn đề hoàn toàn không giống nhau. Thị giác lần này cũng không giống. Có nhìn thấu hay không chính là ở điểm này. Tôi cũng cảm thấy buồn bực. Ngô Chính Phong đường đường là phó chủ tịch thành phố, là quan lớn. Trong vòng tay cảnh sát ở Kinh Thành là một nhân vật uy phong. Trước đó lại chưa tới văn phòng của Giang Hoa tại thủ đô, sau đó không rõ là khi nào cậu ta lại tới. Hơn nữa vừa mới đến đã bắt hết người của đội phá dỡ và di rời địa khu Đức Sơn của tập đoàn Thủy Lực đi. Dường như cậu ta tới văn phòng này là muốn thể hiện cái gì đấy. Tôi không hiểu, Trương Chí Đức nhất định là không thể lôi kéo được Ngô Chính Phong. Ngô Chính Phong rốt cuộc là vì cái gì mà tới văn phòng này? Thái Minh Thủy như ngộ ra điều gì, sắc mặt có vẻ khó hiểu. Xem ra cậu đã nhìn ra điều gì đấy, không tồi, dạo này tiến bộ rồi đấy. Ninh Toàn Thủy còn khen cậu em vợ một câu, sau đó nói. Cậu nghĩ kỹ xem, trong chuyện này còn có vấn đề gì nữa không? Vấn đề thì còn nhiều, em thấy có vẻ như Ngô Chính Phong rất để ý tới hai người trẻ tuổi. Thái Minh Thủy nói. Để ý như thế nào? Ninh Toàn Thủy hỏi. Một người trẻ tuổi đứng giống như vệ sĩ, chính là người lái chiếc xe bị phá hủy. Nhưng mà cách ăn mặc lại không hề giống vệ sĩ. Người kia thì ngồi, Ngô Chính Phong thì luôn đứng trong khi người kia lại luôn ngồi, có vẻ như hắn ta là ông chủ còn Ngô Chính Phong là tay sai vậy. Em cũng không rõ, hai người này nhiều nhất là hơn 30 một chút, có thể có gì chứ? Em nghe thấy Trương Chí Đức gọi tên trẻ tuổi ngồi ấy là cái gì mà trợ lý Diệp? Em nghĩ, tên trẻ tuổi kia có phải làm việc ở địa khu Giang Hoa không, hơn nữa lại là trợ lý, có
có phải là trợ lý của chủ tịch đại khu. Nhưng mà còn quá trẻ. Còn nữa, trợ lý của chủ tịch địa khu Giang Hoa là phó chủ tịch, sao lại có thể để Ngô Chính Phong đối đãi với cậu ta như vậy được? Thái Minh Thủy nói, hiện cậu đã nắm được mấu chốt của vấn đề. Kinh Thành là nơi tàng long ngọa hổ. Hai người trẻ tuổi ấy, một người kiêu ngạo lái chiếc xe như vậy. Lái chiếc xe hỏng mà vẫn còn đứng đó, và một người ngồi kia. Người ngồi kia nhất định có địa vị cao hơn người đứng, ít tuổi mà làm quan cao thì nhất định thông hiểu mọi mặt. Đương nhiên, địa vị này cũng không phải chỉ cấp bậc, chức vụ, mà là chỉ một thế lực có ảnh hưởng. Ngay cả Ngô Chính Phong cũng phải đứng, vậy thì thân phận người ngồi quả là không phàm. Có người có thân phận như vậy có thể bắt một cán bộ cấp phó phải đứng. Thân phận của cậu ta thật là sinh động đấy. Ninh Toàn Thủy phân tích lập luận thật sắc sảo, Thái Thanh Thanh không dám ngắt lời. Thái tử đảng, Thái Minh Thủy thốt ra. Tiếp cận bản chất vấn đề rất tốt. Ninh Toàn Thủy lại khen cậu em vợ một câu. Chưa từng nghe nói về nhân vật họ Diệp này, các gia tộc của nước Cộng Hòa này, dường như không có tồn tại họ Diệp. Thái Minh Thủy sửng sốt nói. Thái tử đảng thì không thể, nhưng mà những nhân vật sinh ra bên ngoài của tầng lớp gia tộc của nước Cộng Hòa cũng không ít. Ví như người chồng làm con rể của một đứa con nuôi, vân vân, số lượng rất nhiều. Ninh Toàn Thủy nói, chuyện này khó mà tra ra. Thái Minh Thủy ủ rũ. Trước tiên ta sẽ hỏi bên phía Điền Nam. Ninh Toàn Thủy nói xong vào nhà vệ sinh gọi điện, rất lâu sau mới quay lại. Đã hỏi rõ chưa anh rể? Thái Minh Thủy ngồi không yên, vội hỏi. Diệp Phàm là trợ lý chủ tịch tỉnh Điền Nam, kiêm bí thư huyện Giang Hoa. Không ngờ rằng là người này còn chưa tới 30 tuổi mà có được chức vụ như này, thật là một người không đơn giản chút nào. Ninh Toàn Thủy lắc lắc đầu. Làm sao có thể, 30 tuổi mà ngồi được vào vị trí trợ lý chủ tịch tỉnh sao? Thái Minh Thủy dường như bị người ta đâm một đao, la lên. Bởi vì cậu ta không hề ngốc, cậu ta đã cảm nhận được một cách nhạy cảm tính nghiêm trọng trong chuyện này. Việc này cũng không cần bàn luận, tuyệt đối là hắn. Nhưng mà có chút rắc rối. Có thể ngồi vào vị trí của hắn như ngày hôm nay, lại là một người trẻ tuổi như vậy, không hề đơn giản đâu Minh Thủy à, lầm này cậu đúng là đụng phải sắt thép rồi. Chẳng trách Ngô Chính Phong lại cong mông chạy như vậy, đằng sau Diệp Phàm nhất định có thế lực đáng gờm. Ninh Toàn Thủy cau mày. Anh rể, không nghe thấy đằng sau anh ta là ai sao? Thái Minh Thủy chưa từ bỏ ý định, lại hỏi tiếp. Nếu tôi đoán không sai thì cậu ta là một người mà Ninh ca tôi đây rất đáng tán thưởng. Ninh Toàn Thủy nói. Anh Ninh, vị nào vậy? Thái Minh Thủy hỏi. Còn có thể là ai, là bên tỉnh Thiên Vân đấy. Nhà chúng ta còn phải gọi hắn một tiếng anh. Hơn nữa, cậu đã từng nghe thấy tôi đã gọi ai ở sau lưng là anh, bao giờ chưa? Ninh Toàn Thủy hừ một tiếng. Việc này, hai, anh rể, anh xem, việc này. Thái Minh Thủy tối sầm mặt, không thể ngờ cậu ta lại cứ đá vào người Ninh Chí Hòa. Thì ra Ninh Chí Hòa là bà con xa của Ninh Toàn Thủy. Đương nhiên là cách nhau hai đời rồi. Đương nhiên gọi là anh thì cũng phải. Dựa vào vị trí hiện giờ của Ninh Chí Hòa, người muốn gọi cậu ta là anh cũng không ít. Nếu chọn lựa giữa bản thân mình và Ninh Chí Hòa, Thái Minh Thủy có thể chắc chắn. Anh rể tuyệt đối đứng về phía Ninh Chí Hòa. Cậu em vợ cũng không có tác dụng. Trong chuyện lớn thì chị dâu cũng không là gì. Lũ lụt vào tới Miếu Long Vương rồi. Minh Thủy, chuyện này cậu thật sơ sót. Sắc mặt Ninh Toàn Thủy thật khó coi. Chương 3153, quan hệ phía sau. Em nào có hiểu được lãnh đạo cấp trên văn phòng đại diện của Giang Hoa tại thủ đô ải lợi hại như vậy, lại có thể có liên quan tới Ninh Chí Hòa nữa. Hơn nữa việc này anh cũng rõ mà anh rể. Chủ tịch khu Tiền là cánh tay sắt của anh, việc hợp tác với tập đoàn Thủy Đông là do chủ tịch Tiền làm. Nhìn vào sự phát triển của huyện Đức Sơn, sự tiến vào của tập đoàn Thủy Đông càng làm cho chủ tịch Tiền thêm sáng lạn. Cậu ta tới Đức Sơn chưa lâu, lần trước anh rể có từng nói, muốn em phải nỗ lực giúp đỡ cậu ta. Bởi Tiền Minh Thiên là người của anh rể, là người mà anh đẩy lên. Cậu ấy làm không tốt là làm mất thể diện của anh. Thế nên, huyện ủy quyết định, em đương nhiên phải nỗ lực giúp đỡ. Thật không ngờ là văn phòng ở thủ đô này là nơi tàng long ngọa hổ. Thái Minh Thủy thật sự hối hận. Tôi nghĩ cậu không cần thiết phải lo lắng cái gì, có thể Diệp Phàm chỉ là thủ hạ của Ninh ca thôi. So với chúng ta còn thân thích hơn đúng không? Lẽ nào người nhà lại không bằng người ngoài? Việc này, tôi nghĩ nên trực tiếp nói rõ ràng với Ninh ca là được.
Hơn nữa, Diệp Phàm cũng hơi quá đáng. Lại có thể điều khiển Ngô Chính Phong làm như vậy sao? Cơ bản là không coi Ninh gia chúng ta ra gì. Với lại, tôi nghĩ Ngô Chính Phong cũng là nể mặt bí thư Ninh đi. Diệp Phàm không chắc còn dám lội oai hùm nữa đâu. Thái Minh Thủy xen vào nói. Cậu biết cái đít gì? Ninh Toàn Thủy phát ra lời nói thô lỗ, Thái Thanh Thanh sửng sốt, không dám há mồm. Ông chồng nổi giận là rất đáng sợ, Thái Minh Thủy không dám nói gì. Bình thường còn được, Thái Minh Thủy biết khi anh rể nổi giận, nếu mở miệng nhất định là bị chỉ trích. Chỉ dựa vào Ninh Chí Hòa mà nâng được Diệp Phàm lên vị trí hiện giờ sao? Phía sau hắn nhất định còn có kẻ chưa lộ mặt. Ninh Chí Hòa chính là lãnh đạo hiện giờ của hắn. Vậy còn trước đây, làm việc này phải thận trọng từng bước. Vô ý một cái thua sạch, sự thất bại lần này thì Minh Thủy cậu sẽ phải chôn vùi tiền đồ cả đời. Hơn nữa, còn liên lụy tới tôi. Ninh Toàn Thủy hừ lạnh nói, Thái Thanh Thanh không dám mở miệng. Chuyện này liên quan tới tiền đồ của chồng, ngay cả anh em huynh đệ trong nhà cũng không làm gì được. Ông chồng nhất định là tụ mình tính toán cái gì rồi. Không thì, lão Ninh này, hay là trước tiên thử hỏi Ninh ca coi sao? Đều là người nhà cả, có hỏi cũng không phạm pháp đúng không? Thái Thanh Thanh nói, chuyện này chỉ có thể làm vậy, Minh Thủy à, cậu phải chuẩn bị cho tốt. Đừng có sợ mất mặt còn đáng sợ hơn là mất cái mũ trên đầu. Ninh Toàn Thủy nói xong lại vào nhà vệ sinh. Ninh ca bảo sao? Thái Thanh Thanh hỏi. Không phải hỏi nữa, Minh Thủy, việc này tôi sẽ nói chuyện với Ngô Chính Phong. Cậu hãy lập tức tới đó. Hãy ngoan ngoãn nhận lỗi với Chủ tịch Ngô. Phải rồi, hãy viết một bản kiểm điểm thật sâu sắc. Thái độ nhất định phải thành khẩn, cậu phải tự điều chỉnh lại thân phận của mình. Cậu chính là cấp dưới của Chủ tịch thành phố Ngô, khi lãnh đạo phê bình mấy câu thì cậu phải lắng nghe. Còn nữa, phải tranh thủ lập công chuộc tội với Chủ tịch Ngô. Tranh thủ làm công việc điều tra sự việc ở văn phòng đại diện của Giang Hoa tại thủ đô. Ninh Toàn Thủy nói, Diệp Phàm, cậu đã điều chỉnh được cái gì ở văn phòng rồi phải không? Ninh Chí Hòa hỏi trong điện thoại. Ồ! Chuyện này chú Ninh cũng biết rồi sao, thật là, chuyện tốt chưa ra khỏi nhà chuyện xấu đã đi ngàn mét. Diệp Phàm sửng sốt hỏi. Làm chuyện xấu mà còn muốn gạt sao? Ninh Chí Hòa cũng mở đầu bằng câu vui đùa. Ninh thúc có gì căn dặn, Diệp Phàm tôi xin lắng nghe. Diệp Phàm nói. Được rồi, không huyên thuyên với cậu nữa. Chuyện này nói ra đúng là ủy ban huyện Đức Sơn đã sai. Đương nhiên, trong đó sẽ có nhiều lợi ích, có điều. Những cái khác tôi không quan tâm, các anh hãy gọi Thái Minh Thủy giải quyết, anh rể của cậu ta là Ninh Toàn Thủy, dù sao cũng là họ hàng của tôi. Ninh Chí Hòa nói, ý của Ninh Thúc là sao? Diệp Phàm nói, cậu đừng giả ngốc trước mặt tôi. Ninh Chí Hòa hừ nói, ô, tôi hiểu rồi. Diệp Phàm nói, hiểu được là tốt rồi, có điều cậu phải chú ý tới tập đoàn Thủy Đông một chút. Đừng có đá vào đống sắt là được. Ninh Chí Hòa cúp điện thoại. Đá vào đống sắt, nhất định là tập đoàn Thủy Đông có hậu trường vững chắc rồi. Nhưng mà Ninh Thúc không nói thì mình phải tự đi tìm hiểu rồi. Diệp Phàm ngẫm nghĩ rồi gọi điện thoại. Thật là coi trời bằng vung đấy, dám đánh nghĩa đông nhà chúng tôi. Lão Trần, anh mau phái người đi bắt kẻ đánh người lại. Một phụ nữ trung niên đang la lên ở đại sảnh. Đứng bên cạnh là tam công tử họ Trần, Trần Nghĩa Đông. Chính là đứa bé đen đủi vị Đường Thành tát cho một cái. Bắt sao, bà nghĩ rằng tôi là công an sao? Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thủy Đông là Trần Nhiệt Hỏa lại hết sức bình tĩnh, nhìn đứa trẻ rồi nhíu mày. Chẳng lẽ Nghĩa Đông lại để cho người da trắng đánh sao? Bà vợ Dương Thanh hừ lạnh lùng. Ai dám nói là người da trắng đánh con trai của Trần Nhiệt Hỏa tôi? Trần Nhiệt Hỏa đập tay xuống bàn. Chuyện này trước hết phải làm cho rõ ràng. Người đánh thấy bảo là một gã trẻ tuổi lái chiếc Jeep cũ. Nếu như nói rằng cậu ta chưa nghe thấy tập đoàn Thủy Đông bao giờ thì còn có lý do. Chỉ sợ cậu ta biết chúng ta mà vẫn ra tay. Việc bắt giam cậu ta cũng phải cân nhắc một chút. Cha, cậu ta liệu có phải là người của Thái tử Đảng? Đại công tử họ Trần là Trần Thượng Trung có vẻ thành thật, hỏi. Thái tử Đảng thì không có khả năng. Nhưng mà Thái tử Đảng cái gì mà lại lái xe gì? Không phải là Mercedes-Benz Ferrari mà là đi cái xe Jeep ghẻ sao? Tôi thấy tên này là con cẩu không có mắt. Trần Nghĩa Đông rõ ràng không phục cách nói của người anh trai. Nghĩa Đông, phải nhìn sự việc thì phải biết suy luận chứ, nói ít hiểu nhiều chứ. Chúng ta phải cẩn thận mới được,
Kinh thành này là nơi tàng long ngọa hổ, em có chắc rằng thái tử đảng lại không thích giả bộ không? Chẳng phải đã từng nghe nói có thái tử đảng rất bề bộn không? Luộm thuộm tới mức mà em không bao giờ nghĩ rằng đó là thái tử đảng. Trần Thượng Trung nói, đại ca, ý của anh là gì? Lẽ nào người em trai anh bị đánh mà anh vẫn như vậy được? Anh có còn là anh trai em không? Anh có còn là người của họ Trần không? Trần Nghĩa Đông phẫn nộ rồi, chỉ vào đại ca giống lên. Trần Nghĩa Đông biết, cha cậu lấy chuyện tập đoàn Thủy Đông đầu tư vào khu vui chơi Đức Sơn để bàn chuyện công việc của mình, trong lòng ông không thoải mái. Bởi vì một khi chuyện này thành thì vốn đầu tư có thể lên tới 5-600 triệu. Một khi xây xong, sẽ là công ty con lớn nhất của tập đoàn Thủy Đông mà Trần Thị khống chế cổ phần. Đại ca đang hiểu được vị trí của tên kia đang bị chính mình uy hiếp. Đương nhiên Trần Nghĩa Đông cũng không thể không có ý đồ riêng tư. Ai cũng muốn ngồi vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Thủy Đông. Mà trước tiên là nền móng chính là mấu chốt quan trọng nhất. Ta không phải người của Trần gia vậy cậu phải sao? Trần Thượng Trung tỏ vẻ không hài lòng, trừng mắt nhìn người em. Hai thằng khốn nạn này, chúng mày nói cái gì đấy? Trần Nhiệt Hỏa đập bàn, ngăn cuộc đấu đá nội bộ của hai anh em. Lão gia, tôi nghĩ mặc kệ chúng, bất luận thế nào, bọn họ làm thế là không coi Trần gia chúng ta ra gì, không nể mặt ủy ban huyện Đức Sơn. Bây giờ chúng ta đâm lao phải theo lao thôi, khu vui chơi Đức Sơn bây giờ như tên đã trên dây không thể không bắn. Vì vậy, nếu đã làm thì phải làm cho được. Lúc này quân sư của Trần gia, cũng là thúc thúc của Trần Nhiệt Hỏa là Trần Khôi mới lên tiếng. Ô, ông thử nói xem làm thế nào để làm thành sự thật. Trần Nhiệt Hỏa nhìn tiểu thúc. Lý do đơn giản mà văn phòng đại diện của Giang Hoa tại thủ đô ngăn cản chúng ta là do chúng ta không đưa ra được văn kiện chính thức. Đã trách chúng ta như vậy thì chúng ta mang văn kiện chính thức tới Đông Đường rồi tiếp tục. Vì vậy phải tranh thủ cơ hội với Ủy ban huyện Đức Sơn, buộc Tiền Minh Thiên phải ra mặt, để hình thức quyết định của Ủy ban huyện trở thành văn kiện chính thức cho việc quy hoạch tổng thể. Đến lúc đó, văn phòng đại diện của Giang Hoa tại thủ đô không chuyển cũng phải chuyển. Hơn nữa, chúng ta có đầy đủ lý do, khi đó, việc chúng ta muốn bắt người đánh cậu chủ đây không còn là một câu nói nữa. Vậy nên, muốn bắt bọn họ chúng ta phải tự mình nắm được mọi chuyện mới được. Tuy nới rằng chúng ta không phải lo lắng quan hệ của họ là gì. Nhưng mà, những cái có lý bao giờ cũng tốt hơn cái vô lý. Hơn nữa, khi nói chuyện với cấp trên, chúng ta cũng phải cố gắng giữ mình đúng không? Quan trọng bây giờ là nếu ông không có lý do gì để xin người khác giúp đỡ thì người ta cũng khó mở miệng. Còn nữa, ai cũng không dám đảm bảo là đối phương không có người ở phía sau. Trần Khôi sờ cằm nói. Ừ, việc này kỳ thực nên sớm giải quyết. Nếu chủ tịch Tiền muốn có chiến tích, vậy thì phải đưa ra rồi. Trước đây chúng ta còn lừa dối ông ấy, khiến cho bây giờ không đàng hoàng. Ông lập tức đi nắm cơ hội từ chủ tịch Tiền. Nếu Ủy ban huyện Đức Sơn không thể có thái độ thì tập đoàn Thủy Đông của chúng ta đành phải chọn nơi khác xây dựng khu vui chơi. Trần Nhiệt Hỏa hừ lạnh nói. Ba, việc này không thể được. Hiện giờ chúng ta đã gây ra không ít chuyện rồi. Các vùng khác cũng bị san bằng rồi. Hiện giờ chỉ còn mảnh đất văn phòng đại diện của Giang Hoa tại thủ đô thôi. Một khi nắm được trong tay chúng ta có thể lập tức khởi công. Nếu chọn vùng khác và lại mắc mớ như này thì phải làm tới bao giờ? Hơn nữa. Kinh thành tuy lớn, nhưng mảnh đất nào cũng có chủ nhân rồi, có khi ngay cả người bán đậu phụ cũng có trợ thủ phía sau. Giai đoạn trước chúng ta đã tiêu hao nhiều công sức, không thể bị hủy hoại như thế này. Còn nữa, những chuyện trước mắt này cũng không qua được. Trần Nghĩa Đông kêu lên. Kêu cái gì, khó khăn này đều không nhìn ra, chúng ta mặc dù nghĩ là muốn đổi địa bàn, nhưng chủ tịch Tiền có buông tay không? Chúng ta không sợ bọn họ nhất định phải làm mọi việc vì chúng ta. Chuyện này quyết định vậy đi, tiểu thúc nhanh đi làm việc đi. Tôi chỉ cho Ủy ban huyện Đức Sơn một ngày, sau một ngày mà không mang văn kiện chính thức tới, chúng ta sẽ đổi mảnh đất khác. Hơn nữa, tổn thất lần trước vẫn phải do Ủy ban Đức Sơn bồi thường. Một khi chuyện này giải quyết xong thì chúng ta sẽ không thể buông tha cho kẻ đánh người. Ai đánh con trai của Trần Nhiệt Hỏa tôi thì phải trả giá. Trần Nhiệt Hỏa thể hiện đầy khí phách. Trong vòng một ngày, chỉ e hơi gấp. Chủ tịch Tiền trao mày. Đã không còn là một ngày nữa rồi, chuyện này tập đoàn Thủy Đông chúng tôi sớm đã nhắc nhở các anh rồi. Các anh nhất định tiếp tục lôi kéo, nếu không đưa văn kiện chính thức, thì việc xây dựng của chúng ta sẽ không được triển khai thuận lợi. Hiện tại văn phòng đại diện của Giang Hoa tại thủ đô là một con hổ chắn đường.
Ngô Chính Phong nói rất đúng, yêu cầu bọn họ phải đưa văn kiện chính thức. Không có thì anh bảo chúng tôi làm sao mà xử lý chuyện này. Hơn nữa, mấy chục người chúng tôi còn đang bị giam giữ. Ngô Chính Phong đã buông ra những câu tục tằn, nếu mà điều tra đến cùng, đến lúc đó e là ngay cả Nghĩa Đông cũng phải bị liên lụy. Nếu Nghĩa Đông cũng dính vào, tôi nghĩ Chủ tịch Trần cũng không thể ngồi nhìn. Những câu này của Trần Khôi có ý uy hiếp. Chương 3154, kết quả là không từ bỏ ý định. Như vậy đi, tôi lập tức đi bàn bạc với bí thư một chút. Chuyện này, nếu muốn có văn bản chính thức, nhất định phải có sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ. Đương nhiên, nếu như phía bên bí thư mà các anh cũng đánh tiếng được thì càng dễ giải quyết rồi đúng không? Chủ tịch Tiền nói, đó là chuyện của cậu, chúng tôi không can thiệp. Trần Khôi kẹp công văn vừa chạy vừa thở phì phì. Tiền Minh Thiên vẻ mặt âm trầm chạy thẳng tới phòng làm việc của bí thư Văn Thành Hà. Văn Thành Hà, bí thư khu ủy Đức Sơn, trực thuộc thành phố Yến Kinh. Gần đây tiếng tăm khá lớn, Văn Thành Hà không bao lâu đã được điều tới thành phố, chưa kịp hiểu chuyện gì thì vị trí phó bí thư đã như ván đóng thuyền rồi. Trong vòng một ngày mà mang tới văn kiện chính thức, sao có thể như thế chứ? Nghe thấy những lời này của Tiền Minh Thiên, Văn Thành Hà nhíu mày lại. Bí thư Văn, chuyện này, nói trắng ra, chúng tôi làm mà thành thì cũng có chút không chân chính. Lần trước vì muốn lôi kéo tập đoàn Thủy Đông đầu tư vào mà chúng tôi đã đồng ý bằng miệng rất nhiều điều kiện ưu đãi. Bây giờ họ gặp khó khăn cần tới chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Đến khi tập đoàn Thủy Đông thật phải đổi địa điểm, điều này đối với tập đoàn Thủy Đông mà nói thì tổn thất vô cùng. Hơn nữa, việc lựa chọn vùng đất đã đi đến kết thúc rồi, đã chọn vùng đất văn phòng đại diện của Giang Hoa ở thủ đô rồi. Chúng ta không thể làm ra một công trình dở được. Chuyện này phải cho người đi báo cáo trên thành phố, chúng ta không thể giải quyết được chuyện này. Tiền Minh Thiên có ý nhắc nhở Văn Thành Hà, tên tiểu tử này cũng sắp thăng rồi. Nếu bây giờ mà gây ra sức ép gì thì tự mình tìm cách. Đồng chí Tiền Minh Thiên, việc này rất quan trọng, không phải do chúng ta không nộp văn kiện chính thức, chuyện này anh nói xem nên có như thế nào. Nếu muốn có văn kiện chính thức thì chuyện lớn như này thì nhất định phải báo lên thành phố, còn phải được sự cho phép của thành phố nữa. Nhưng mà, anh nói xem, việc quy hoạch thành phố của chúng ta nhất định sẽ được phê duyệt sao? Đây là đâu chứ, vùng đất quan trọng này. Liên quan tới việc quy hoạch lớn như vậy, cấp trên phải quy hoạch tổng thể. Chúng ta mà báo lên trên thì xem ra tỷ lệ thành công là không có. Nếu như tập đoàn Thủy Đông có thể san bằng thành phố, chúng ta có thể có được văn kiện chính thức. Văn Thành Hà nói, khốn kiếp, tên cáo già này, căn bản là không muốn nhúng tay vào chuyện này, Tiền Minh Thiên chửi trong lòng, nói. Lúc trước khi mà tập đoàn Thủy Đông tiến vào đây thì huyện ủy cũng rất nhiệt tình tiếp đón. Bây giờ cũng không thể buông tay với người đã tiếp đón mình được, làm như vậy thì sau này còn có xí nghiệp nào dám đầu tư vào Đức Sơn nữa. Không cần như vậy, chuyện này không cần ủy ban huyện thảo luận, chính quyền huyện các anh thảo luận trước là được rồi. Văn kiện chính thức thật ra cũng chỉ cần chính quyền huyện là có thể cấp cho được. Còn nữa, việc xây dựng phát triển kinh tế cũng là việc của chính quyền huyện, danh chính ngôn thuận, đúng không? Văn Thành Hà lại nói ra những lời này, Tiền Minh Thành chút nữa phải mở miệng chửi. Biết được thời điểm này đang là thời điểm mấu chốt để Văn Thành Hà thăng chức nên cậu ta không muốn gây sức ép. Đương nhiên, lúc có chiến tích thì mọi người lại không biết nương tay là gì, nhưng khi gặp phiền toái thì đương nhiên phải thu tay lại. Chính quyền huyện có số lượng gì, đây chẳng khác gì không có. Lúc đó, cũng không có thân quen với mọi người ở địa khu Giang Hoa. Nếu vì thế mà gây sức ép, chúng ta biết cư xử thế nào. Hơn nữa, chuyện này Trần gia bị bức ép quá chặt. Đã là thông điệp cuối cùng rồi, chúng ta không đợi được nữa. Hơn nữa, Trần gia đã chỉ rõ muốn chính quyền huyện cấp văn kiện chính thức. Tiền Minh Thiên nhẫn nại, nói. Việc này thì các anh phải đánh tiếng trước với chính quyền huyện. Sau đó thì báo cáo lên ủy ban huyện, sắp xếp thời gian chúng tôi thảo luận xong sẽ đưa ra quyết định. Đương nhiên, chúng ta không phải không lo liệu việc nói rõ ràng với Chủ tịch Trần, làm việc cũng phải có trình tự chứ. Không thể nói tập đoàn Thủy Đông muốn nói thế nào thì chúng ta phải làm như thế được. Vậy thì địa khu Đức Sơn chúng ta là cái gì chứ? Cũng không thể để cho xí nghiệp rời đi. Chúng ta là chính quyền, không phải là người hầu của tập đoàn Thủy Đông. Văn Thành Hà ngữ điệu kiên định. Tiền Minh Thiên rất tức giận trong lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải đi ra một cách không thoải mái. Tiền Minh Thiên nén giận trong người,
gọi điện thoại đến hậu thuẫn phía sau là Ninh Toàn Thủy, nói lại toàn bộ sự tình. Minh Thiên, Văn Thành Hà rõ ràng không muốn nhúng tay vào rồi. Cơ hội huyện ủy thông qua chuyện này là con số 0. Ninh Toàn Thủy nghe xong, ngẫm nghĩ rồi nói. Nếu không được thông qua thì chúng ta phải làm sao đây? Chủ tịch Ninh là ân nhân của Minh Thiên tôi. Anh hãy cố gắng giúp tôi ngồi vững chắc ở cái vị trí thị trưởng huyện Đức Sơn này, tôi phải làm những gì? Mà việc này nếu muốn thu tay lại thì bây giờ cũng không kịp nữa rồi. Tập đoàn Thủy Đông bức ép quá chặt, Chủ tịch Ninh anh cũng hiểu rõ quan hệ giữa tập đoàn Thủy Đông và những vị đó. Lúc đó e là tập đoàn Thủy Đông sẽ ở vị trí rất bị động. Như vậy, không những không làm cho anh được vẻ vang mà còn dấn thân vào bùn lầy. Tiền Minh Thiên nói. Minh Thiên, chuyện này cậu hãy lập tức thu tay lại. Không thể ngờ Ninh Toàn Thủy lại nói ra những lời này, đột nhiên Tiền Minh Thành cảm thấy lạnh người. Người này không hề ngốc, đương nhiên là nghe ra là cái gì. Vì thế vẫn chưa từ bỏ ý định, nói. Chủ tịch Ninh, văn phòng đại diện của Giang Hoa ở thủ đô rất có thế lực. Minh Thiên, tôi nói thật với cậu, cậu theo tôi cũng mấy chục năm rồi, tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu gặp phải chuyện này. Bí thư huyện Giang Hoa là người mà bí thư tỉnh Thiên Vân, ông Ninh Chí Hỏa rất coi trọng. Cậu ấy và tôi cũng có chút thân tình, vì thế tôi cũng nghe qua mọi chuyện rồi. Ninh Toàn Thủy nói ra nguyên nhân. Bí thư Ninh Chí Hỏa, thật không ngờ. Nhưng mà, Chủ tịch Ninh, anh nói anh có thân tình với hắn ta, chuyện này dù có nói thế nào thì cũng không làm cho anh khó xử đúng không? Tiền Minh Thiên vẫn không chịu từ bỏ ý định. Đương nhiên là do quan hệ của cậu ta với Ninh Toàn Thủy hẳn là rất tốt thế nên cậu ta mới dám hỏi như vậy. Chuyện này là đại tối kỵ. Mấu chốt vẫn không phải là Diệp Phàm. Ninh Toàn Thủy nói. Không ở hắn ta thì thật là kỳ lạ. Tiền Minh Thiên nói vút đuôi. Lúc đấy ở đây chẳng phải có hai người trẻ tuổi sao, cái người lái chiếc xe Jeep ấy cậu đã nghe thấy bao giờ chưa? Ninh Toàn Thủy hỏi. Đã nghe qua rồi, hình như tên là Đường Thành. Để điều tra rõ chuyện này tôi đã cử người đi tìm hiểu rồi. Người này hình như là trong quân đội. Đúng rồi, hình như là cán bộ, quân hàm cấp thượng úy. Tiền Minh Thiên nói. Một cấp thượng úy đương nhiên không cần phải xem xét, chức vụ chính thức là trưởng ban tổng tham mưu tình báo quân sự. Nhưng mà, cậu có thể không biết, cha của cậu ta chính là Đường Trạch Hỷ. Ninh Toàn Thủy nói ra câu này, toàn thân Tiền Minh Thành giống như là một tảng băng vậy. Tên này khổ sở rên lên một tiếng. Chính là người họ Đường đó sao? Ừ, xem ra cậu phải nhanh tay, à giải quyết đi. Xe của người ta bị phá hỏng rồi, bồi thường bây giờ cũng không muộn. Ninh Toàn Thủy gác điện thoại. Xong rồi. Tiền Minh Thiên như bị người ta rút mất xương sườn, cả người mềm nhũn trên ghế sofa, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm, sao lại là con của ông ta, sao lại là con của ông ta, Tiền Minh Thiên ta vẫn còn thật là may mắn, bỗng nhiên lại gặp phải cậu ta. Tiền Minh Thiên ngồi không yên, cứ đi lại luẩn quẩn trong phòng làm việc. Cuối cùng cắn răng một cái, gọi một cuộc điện thoại. Xin chào Chủ tịch Trần, tôi là Tiền Minh Thiên, về việc mà các anh đề nghị nội trong một ngày phải đưa ra văn kiện chính thức. Tôi đã bàn với Bí Thư Văn rồi, ý của tôi đương nhiên là phải lập tức giải quyết rồi. Có điều Bí Thư Văn cho rằng thời cơ vẫn chưa được chín muồi. Và lại, Thường ủy huyện đã thông qua rồi, nhưng mà vẫn phải báo lên thành phố đợi phê duyệt mới được. Dù sao thì vùng đất Đức Sơn của chúng ta cũng là mảnh đất quan trọng, liên quan đến dự án quy hoạch lớn như vậy. Không có sự phê duyệt của thành phố thì không có thành văn kiện chính thức được. Tiền Minh Thành đương nhiên là đổ trách nhiệm lên người Văn Thành Hà. Tiền Minh Thành, cậu nghĩ Trần Nhiệt Hỏa tôi là đứa trẻ lên ba sao? Trần Nhiệt Hỏa nghe xong liền bừng bừng sát khí. Tôi không rõ ý của Chủ tịch Trần là gì. Tiền Minh Thành giả ngốc. Những lời của cậu cái đứa trẻ 3 tuổi nó cũng hiểu. Lẽ nào Đường Đường là một chủ tịch địa khu Đức Sơn mà đồng chí Tiền Minh Thiên lại không hiểu? Chủ tịch Trần hừ nói. Việc này tôi cũng đang tranh thủ, nhưng mà cần phải có thời gian. Mà ý của Bí Thư Văn là muốn mở cuộc họp thảo luận về vấn đề này. Đương nhiên không thể là ngày mai, mà khi đã hoàn toàn quyết định thì vẫn còn phải báo cáo lên trên. Khi chuyển xuống dưới xem ra cũng không thể 10 ngày, nửa tháng là có thể giải quyết. Như vậy đã là nhanh nhất rồi, dù sao, trên thành phố cũng cử người xuống điều tra. Theo trình tự này thì cũng khá là rắc rối. Không phải chính phủ Đức Sơn chúng tôi không ra tay giúp đỡ, thực tế là làm theo thủ tục hành chính thì chỉ có thể như vậy thôi. Đương nhiên là không thể không có quy củ đúng không? Tiền Minh Thiên khéo léo.
vậy các cậu không nghĩ tới tập đoàn Thủy Đông chúng tôi sao? Làm vậy là lược hạ chúng tôi rồi. Các anh làm cái gì vậy, qua cầu rút ván sao? Tôi thấy con sông này chúng tôi còn chưa đi qua, chỉ mới đi được nửa đường. Vì những cố gắng lần trước tập đoàn Thủy Đông chúng tôi mới mở lời như vậy, hơn nữa cũng tốn mất nhiều công sức tạo các mối quan hệ khắp nơi. Vì thế chúng tôi còn trả thêm 100 triệu khoản bồi thường. Các anh muốn dùng một câu trình tự quy củ để giải quyết mọi việc sao? Chủ tịch Tiền, nếu huyện ủy Đức Sơn các anh cho rằng tập đoàn Thủy Đông chúng tôi chỉ dám nói mồm, vậy các anh rút lui đi. Trần Nhiệt Hỏa vẻ uy hiếp. Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức, không phải muốn bỏ việc này. Đối với chúng tôi, càng nhanh càng tốt đúng không? Chúng tôi sao có thể, buông tay, như thế? Có những chuyện, vẫn mong Chủ tịch Trần lượng thứ cho. Chúng tôi nhất định phải theo trình tự pháp luật. Tiền Minh Thiên lặp lại câu nói, giống như đang xào rau trong chảo. Các anh không phải là đang buông tay mà là đang đùn đẩy, rốt cuộc là các anh muốn làm gì? Lúc trước là ai cầu xin chúng tôi đầu tư vào Đức Sơn? Lúc trước là ai đồng ý đem cho chúng tôi những điều kiện ưu đãi nhất? Tất cả những cái chính địa gì gì ấy đều là do chính quyền huyện làm. Cuối cùng chúng tôi xong rồi. Chúng tôi đã mất rất nhiều công sức cho chuyện này. Kết quả chúng tôi lại không làm được. Hành vi của các anh, nói khó nghe một chút, thật sự là không chân chính. Tiền Minh Thiên, nói tới đây thôi. Các anh làm vậy cũng được, vậy hãy trả lại số tiền mà trước đây chúng tôi đã quăng vào đây. Trần Nhiệt Hỏa tôi lập tức cắp đít rời khỏi đây. Còn nữa, người của tôi hiện vẫn trong tay Ngô Chính Phong, các anh hãy ra mặt giúp tôi. Còn nữa, tiền viện phí thuốc thang của người bị đánh các anh phải thanh toán hết. Trần Nhiệt Hỏa hết sức tức giận. Chương 3155, Lão Ngư. Trần Đống, làm việc dù sao cũng phải có đạo đức có phải không? Có phải là anh không biết công việc chính phủ mà chúng tôi làm phải theo một quá trình có trình tự nhất định có phải không? Không có một trình tự nào chẳng phải rất lộn xộn hay sao? Tuy nói trước đây Tiền Minh Thiên tôi nhận được tiền đầu tư của các anh mang tính trách nhiệm cấp cao nhất đừng có yêu thích lung tung nữa. Nhưng, ở đây chúng tôi khiến cho các anh cảm động mới là nguyên nhân chủ yếu để các anh chắc chắn đầu tư. Mà liên quan đến việc xây dựng khu vui chơi giải trí, trong lòng cả hai chúng ta đều hiểu rõ rồi. Hợp lý hay không, hợp pháp hay không, tất cả mọi người đều hiểu rõ, trong lòng đều có tính toán rồi. Chính phủ của chúng ta đã cho các anh chiêu bài, đây đã là chiếu cố lớn nhất rồi. Nhưng các anh làm việc như ngày hôm nay, việc này còn có thể dựa vào chúng ta được nữa không? Nói ví dụ như, các anh bây lo liệu khu địa chính Giang Hoa. Nếu lúc trước các anh có thể điềm đạm một chút, có chuyện gì thì từ từ nói, người ta chưa chắc không chịu chuyển nhượng cho các anh. Nhưng các anh lại làm cái gì, nói khó nghe một chút, chẳng khác gì thổ phỉ đi cướp tiền cả. Mảnh đất của người ta diện tích lên tới hơn 3.000 mét vuông, các anh lại cấp cho người ta có 3 phòng, các anh thật sự cho rằng người trong thiên hạ này đều là đứa ngốc có phải không? Các anh làm cái gì hả, có phải là cường hào đi tranh giành không? Hơn nữa, các anh cũng hơi nặng tay, các phá hủy, khu chính phủ của chúng tôi cũng phái người đi giúp đỡ các anh rồi. Các anh còn muốn chúng tôi làm như thế nào? Thật sự muốn chính phủ chúng tôi gọi cục công an ra mặt lo liệu việc này cho các anh sao? Trên đời này vẫn còn pháp luật, còn có quy tắc chế độ. Khu chính phủ của chúng tôi và khu Giang Hoa cấp bậc cũng khác nhau. Chúng tôi đã đánh ra chiêu bài lớn nhất của chúng tôi cũng coi như là ưu đãi lớn nhất rồi còn gì. Kết quả của việc này các anh làm không tốt, gặp không ít phiền phức rồi. Ngược lại các anh đè đầu chúng tôi. Trần Đống, suy bụng ta ra bụng người, anh cũng nghĩ lại mà xem. Có phải là sai lầm của Tiền Minh Thiên tôi hay không? Tiền Minh Thiên cũng phát hỏa, khẩu khí cũng trở lên sắc bén. Được, được Tiền Minh Thiên anh, coi như tôi thật sự hiểu biết thủ đoạn người làm quan các anh. Việc này có phải là mặt điển hình của việc đâm sau lưng hay không? Tiền Minh Thiên, chuyện của chúng ta cũng chưa xong đâu. 3 tiếng chuông reo lên, điện thoại bị Trần Nhiệt Hỏa ngắt rồi. Tiền Minh Thiên đứng trước bàn làm việc mấy phút, cuối cùng là thở dài một tiếng, nói. Làm thế nào để các anh lật chiêu bài mới được, Tiền Minh Thiên tôi hôm nay coi như đen đủi đến nhà rồi. Bảo tôi đến nhà tù Đường Trạch Hoan, Tiền Minh Thiên tôi còn muốn làm quan mấy năm nữa. Tiền Minh Thiên nghĩ trong lòng vẫn không yên tâm, lấy công văn đi ra ngoài. Trợ lý Diệp, sự việc biến đổi thật nhanh. Đoán chừng vẻ mặt Ngô Chính Phong đang cười hì hì khi gọi điện. Thay đổi nhanh, nhanh như thế nào hả Chủ tịch thành phố Ngô? Diệp Phàm cũng cười hỏi. Nhưng mấy giờ vừa rồi, cái tên Thái Minh Thủy đã đến phòng làm việc của tôi rồi.
viết kiểm điểm dài 4 trang, hơn nữa, thái độ rất thành khẩn, rất thành thật nhận sai. Hơn nữa, chủ động mời chiến với tôi, nói là muốn tự mình xuống xử lý chuyện bị đánh, những công nhân bị hủy của khu địa chính Giang Hoa. Điều tra đến tận cùng, bất chấp là có liên quan đến ai. Ngô Chính Phong cười nói. Anh ta tỏ thái độ với anh. Diệp Phàm cười nói. Việc này thật kỳ lạ, người này trước kia cơ thể khá cường tráng. Anh cũng nhìn thấy rồi đấy, lời nói rất khó nghe. Người này trước kia sao có thể nói gì được tôi? Đơn giản là đồng chí anh rể Ninh Toàn Thủy của anh ta mà thôi. Bây giờ giống như có tính thay đổi rồi, hơn nữa, chính là trong vòng mấy giờ đồng hồ nay thay đổi. Ngô Chính Phong khá đắc ý, đoán chừng cảm giác thấy biết mặt của lá bài. Ha ha, nói như thế là anh ta nhận rõ sai lầm của anh ta rồi. Đương nhiên, nhân cách thu hút mọi NNH của chủ tịch thành phố Ngô Anh cũng có ảnh hưởng đến anh ta, nên như vậy. Diệp Phàm cười nói. Đừng cười ông chủ Thiên Minh Vương của tôi, nhưng tôi có ma lực như thế, tôi hiểu, đoán chừng ông chủ của tôi cũng có ảnh hưởng đến anh ta. Lúc đầu anh ta không xem lai lịch của tôi, sau đó đoán chừng là Ninh Toàn Thủy xem lý lịch của tôi. Vừa mới xem, đương nhiên chính là nguyên nhân chủ yếu thay đổi thái độ rồi. Hơn nữa, Thái Minh Thủy cũng đến, tự nhiên Ninh Toàn Thủy cũng đến phòng làm việc của tôi. Ngồi xuống nói chuyện với tôi, hơn nữa, còn hung hãn phê bình cậu em vợ kia. Diệp Phàm, tôi chịu không nổi. Cuối cùng, tôi cũng đồng ý chuyện này với anh ta. Tôi, việc này tôi vẫn chưa xin chỉ thị của anh, có phải có chút không ổn hay không? Ngô Chính Phong nói. Không có gì là không ổn cả, anh xử lý rất tốt. Đương nhiên, thái độ của Ninh Toàn Thắng thay đổi cũng có nguyên nhân. Nhưng, rốt cuộc là nguyên nhân gì chúng ta cũng không nhất thiết phải đi tìm hiểu kỹ. Tin rằng đồng chí Thái Minh Thủy sẽ không đùa giỡn gì cả. Nhưng anh thật sự yên tâm giao việc cho anh ta làm sao? Dù sao, việc này do cục thành phố ra mặt cũng không bằng do cơ quan công an chúng ta ra mặt. Bằng không, sẽ khiến cho người ta cảm thấy bị can thiệp có phải không? Diệp Phàm nói. Anh không trách tôi yên tâm rồi, việc này anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ xem kỹ thời khắc. Nếu như Thái Minh Thủy dám đùa giỡn, tôi tuyệt đối không tha cho anh ta. Chỉ cần phạm lỗi với anh, Ngô Chính Phong tôi cũng sẽ không giữ mặt mũi cho Ninh Toàn Thắng nữa. Ủy viên thành phố cũng không được. Ngô Chính Phong bày tỏ thái độ. Con mẹ nó đều là một lũ tiểu nhân. Trần Nhiệt Hỏa vứt cái chén, đập chén trà kia cho đến khi biến thành bông hoa nhiều mảnh mới thôi. Đương nhiên, cuối cùng anh ta cũng dọn dẹp chỗ chén trà bị vỡ kia trong lòng có chút đau khổ mới dừng tay lại. Dù sao, đây cũng là ấm trà cổ thực sự, không phải loại sơn trại. Hoàng thị đến rồi, nói tin tức cho Trương Ẩn Hào. Thất gia tự nhiên hôm nay lại không đến vườn cẩu Phan gia, nghe nói buổi tối hôm qua đã đi rồi. Ngược lại Trần Nhiệt Hỏa lại bày tỏ thái độ cung kính đi vào tứ hỏa viên, sân rất bình thường, thậm chí có thể nói là đã cũ rồi. Cánh cửa loang lổ màu sắc viết đầy năm tháng đau thương còn lưu lại. Mà ngay cả tấm sắt ở trên cánh cửa cũng đã lung lay tách ra đến 1/3 rồi, bên trong lộ ra một cái đầu gỗ màu đen. Hơn nữa, vì đầu gỗ được chạm khắc gồ ghề có vẻ rất cũ rồi. Ánh nắng mặt trời lúc hoàng hôn đã chiếu đến tận sân rồi, lúc này, có một ông già với mái tóc bạc phơ đang ngồi xuống cẩn thận chăm sóc bồn hoa. Ở giữa sân có một cái cây cạnh bàn trà uống nước và chiếc ghế nhỏ, bên trên bàn có một bình trà nhỏ. Lão Ngư, bồn hoa này do ông chăm sóc rất có tinh thần. Trần Nhiệt Hỏa cười cong cả người, vẻ mặt cung kính, cười nói. Nhiệt Hỏa, anh đừng có coi nó chỉ là hoa thôi. Mà là, bản chất của vạn vật là như nhau, hoa này cũng có linh hồn đấy. Anh xem nó như con người, nó cũng xem anh là bằng hữu. Lão Ngư cười nói, quay đầu liếc mắt nhìn Trần Nhiệt Hỏa một cái, cười nói. Như thế nào, anh hôm nay có thời gian chơi cờ cùng lão già này? Mặt trời lặn đằng đông à? Đương nhiên, đã lâu không cùng anh Trần chơi cờ rồi. Nhưng, tôi đây quá kém, dân tộc hồi bị đánh cho tơi bời, đều bị thua rất ngược. Trần Nhiệt Hỏa nói, ha ha, đừng có ở trước mặt ta làm bộ ngớ ngẩn để lừa ta. Anh làm bừa, dân tộc hồi đều muốn làm cho lão già này vui lên, đừng có cho rằng tôi không hiểu kỹ năng của anh, kỹ nghệ này, nghe nói Trần Nhiệt Hỏa anh qua cấp 5 rồi. Lão già này, không bằng các anh rồi. Lão Ngư cười nói, trước tiên bắt tay đã, sau đó đi về phía chiếc ghế nằm, Trần Nhiệt Hỏa nhanh chóng đỡ ông ấy ngồi xuống. Nào bắt đầu đi. Lão Ngư chỉ lên bàn trà. Ở giữa, Trần Nhiệt Hỏa gật gật đầu, cũng ngồi xuống.
nhưng, ngồi xuống một chút lão ngư đột nhiên dừng lại. Lã ngư, việc này. Trần Nhiệt Hỏa có chút nghi ngờ nhìn ông ta. Có chuyện gì anh cứ nói thẳng ra, đừng khiến cho việc đánh cờ không vui. Cứ nhè vậy ngồi xuống đánh cờ còn có ý nghĩa gì? Lão ngư sớm đã nhìn ra trong lòng Trần Nhiệt Hỏa có chuyện rồi, các ngón tay chỉ trên bàn cờ. Đúng, thật xin lỗi, tôi thật là thất lễ. Trần Nhiệt Hỏa đỏ mặt, vừa rồi nghĩ đến chuyện ở văn phòng đại diện tại thủ đô, tự nhiên lại dùng con mã ăn một nước cờ của lão ngư, tự nhiên lại cầm con mã lên, mà lão ngư vẫn còn ngồi đấy. Tự nhiên, lão ngư nhìn thấy cái gì đó. Có phải gặp chuyện phiền toái hay không? Lão ngư cũng không ngại, vừa lấy con mã trên tay Trần Nhiệt Hỏa đặt vào bàn cờ vừa hỏi. Ai, đối với tập đoàn Thủy Đông chúng tôi mà nói. Lần này gặp rắc rối lớn rồi. Nếu không giải quyết ngay rắc rối này, đoán chừng tập đoàn Thủy Đông chúng tôi tổn thất rất nặng nề. Chỉ sợ ảnh hưởng đến toàn bộ công ty. Tập đoàn Thủy Đông thành lập đến hiện tại cũng được 20 năm rồi, cũng không dễ dàng. Bậc cha chú đã đánh bại cả Giang Sơn, tôi không muốn hủy hoại nó. Trần Nhiệt Hỏa thở dài, đầu tiên làm cho việc này quan trọng nên một chút. Ồ, có việc gì mà khiến cho Trần Nhiệt Hỏa anh không nghĩ ra kế sách vậy? Lão ngư dừng đánh cờ, giống như là có chút hứng thú. Vì thế, Trần Nhiệt Hỏa liền nói việc này ra. Đương nhiên, có chút bẻ cong sự việc đi một chút. Là người trong nghề Trần Nhiệt Hỏa không dám nói linh tinh. Lão ngư người ta cho người đi điều tra chả phải là rõ ràng hay sao? Đến lúc đó khiến cho người trong cuộc và người ngoài cuộc cảm thấy không thoải mái. Bởi vì, Trần Nhiệt Hỏa hiểu được bản tính cẩu lão ngư. Anh có thể đi cầu xin ông ấy làm việc, nhưng tuyệt đối không được gạt ông ấy. Hơn nữa, xin giúp đỡ về cơ bản phải chú ý một chút mới được. Những chuyện vô lý về cơ bản anh không được nói ra. Đương nhiên, cái gì có thể chiếu cố lão ngư sẽ chiếu cố. Anh nói đồng chí Diệp Phàm ở tỉnh Điền Nam sao? Lão ngư hỏi. Đúng vậy, chính là hắn. Việc này nhất định là hắn dở trò. Hơn nữa, còn mở lớp cho người trẻ tuổi chơi guitar, tên là Đường Thành, hình như là người của hắn. Người này thật sự hơi kiêu ngạo, cũng không thể hiểu được như thế nào nữa. Nhưng, cuối cùng tôi vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Giống như Tiễn Minh Thiên và Thái Minh Thủy đều sợ vậy. Tiễn Minh Thiên phải mặc kệ ông chủ, lùi chuyện của khu Đức Sơn này lại. Mà Thái Minh Thủy càng tuyệt vọng hơn, bị Ngô Chính Phong sau khi hạ chức, tự nhiên mặt lại trắng bệch đi cầu xin người ta. Đoán chừng Ngô Chính Phong ở trước mặt anh rể Ninh Toàn Thủy cũng đã bỏ qua cho anh ta rồi. Khôi phục chức vụ cho anh ta rồi, nhưng, có chuyện cũng khá kỳ dị. Thái Minh Thủy hiểu được là tập đoàn Thủy Đông chúng tôi đang làm chuyện này. Anh ta tự nhiên lại cho điều tra chuyện ở văn phòng của Giang Hoa tại thủ đô. Đây không phải rõ ràng là phải theo tập đoàn Thủy Đông chúng tôi sao? Người này, ra mặt đúng là dày thật. Đối đầu mấy giờ liền với Diệp Phàm, mấy giờ sau đó tự nhiên lại đưa mấy cảnh sát đến trước cửa đã hiểu rõ ràng rồi. Gặp phải người vô liêm sỉ, tôi tuyệt đối chưa thấy ai vô liêm sỉ như anh ta. Có một người trong mấy người cảnh sát nói, thái độ của Thái Minh Thủy hoàn toàn thay đổi. Giống như thuộc hạ vậy. Trần Nhiệt Hỏa có chút giận dữ. Chương 3156, người nhà thất gia. Có suy nghĩ nguyên nhân tại sao thái độ của hai đồng chí Tiễn Minh Thiên và Thái Minh Thủy lại thay đổi hay không, đoán chừng việc này Ninh Toàn Thủy cũng ra mặt. Là nguyên nhân gì khiến cho ba vị đồng chí này thay đổi thái độ vậy? Nguyên nhân này chắc chắn là có liên quan đến cái người tên Diệp Phàm ở Giang Hoa có phải không? Lão ngư hỏi. Tôi cũng nghĩ như vậy, người này rất trẻ tuổi khiến cho người ta sợ, chính là người trẻ như thế này lại là trợ lý của tỉnh Điền Nam. Nghe nói Phó Bộ trưởng Bộ Tham Chiếu đối tốt với hắn. Vốn nghĩ hắn là người của một gia tộc nào đó ở thành phố, nhưng, kiểm tra cũng không phải. Trần Nhiệt Hỏa nói. Ha ha, người này hình như đã nghe người ta nói qua rồi. Đoán chừng cũng là nguyên nhân này. Lão ngư đột nhiên nở nụ cười. Lão ngư cũng nghe đến hắn rồi, người này rốt cuộc mục đích là gì, xin lão ngư hãy cho tôi biết rõ ràng mọi chi tiết. Tôi lo lắng không cẩn thận chúng ta còn gặp phải rủi ro gì đó. Cuối cùng mọi người cũng không sống nổi. Các lãnh đạo ở thành phố, đều là người quen có phải không? Trần Nhiệt Hỏa sửng sốt, hỏi nhanh. Gần đây tôi nhận được thiếp mời, tôi bảo người lấy ra cho anh xem. Lão ngư cười thần bí, gọi người lấy tờ giấy ấy ra. Hai tay Trần Nhiệt Hỏa cung kính nhận lấy cẩn thận mở ra. Khi quét mời các ký giả đến ký tên Triệu Bảo Cương, Trần Nhiệt Hỏa đã thở không đều rồi. Anh Triệu phải nhận cháu gái, chuyện vui.
Trần Nhiệt Hỏa hai tay cung kính trả lại tờ giấy cho lão ngư, cười nói. Ha ha, nhìn rõ tên cháu gái mà bạn ta nhận sao? Lão ngư cười, gọi người cầm thiệp ra. Tấm thiệp này mời tôi cũng không nhiều, có mấy chục chương thôi. Diệp Thanh Liên, cũng không thể hiểu được cháu gái của người này. Thật sự là may mắn, có thể nhận được sự ưu đãi cảo e những triệu. Trần Nhiệt Hỏa quả thật có chút nóng mắt, Triệu Gia Hiện đã đứng vững lên rồi. Đã dọn sạch bóng ma cho Triệu Bảo Cương nghỉ hưu rồi. Bởi vì, hai anh em Triệu Sương Sơn và Triệu Quát, một người làm ở chính phủ một người làm ở quân đội. Triệu Sương Sơn hiện giờ đã là ủy viên ban thường ủy chính trị rồi. Mà Triệu Quát đề cử lên thượng tướng, tư lệnh viên nào đó của một đại quân khu nào đó. Triệu Gia ở giới chính trị TQ một lần nữa khôi phục đến thời đại thịnh vượng Triệu Bảo Cương. Triệu Gia, lại trở về hàng ngũ gia tộc bậc nhất kinh thành. Phụ thân của cô ấy tên là Diệp Phàm, đúng lúc, nhận chức ở tỉnh Điền Nam, anh nói xem, hai người này có phải là một người hay không? Lão ngư nói những lời này, long trời lở đất, Trần Nhiệt Hỏa trấn an lại mình, tự nhiên tay run rẩy. Mặt khiếp sợ đến tái đi không có cách nào che giấu được. Khó trách, khó trách. Sắc mặt Trần Nhiệt Hỏa u ám như trời sắp mưa vậy. Nhiệt Hỏa, có một số việc, lùi một bước là biển rộng bao la. Kỳ thật. Anh chỉ có thể ngồi xuống nói chuyện với Diệp Phàm thôi. Hơn nữa, theo như chuyện anh vừa rồi nói tôi đã nhìn ra. Tập đoàn Thủy Đông các anh trong việc bồi thường phá bỏ và rời đi nơi khác có chút không được. Hơn nữa, bồi thường cho văn phòng đại diện của Giang Hoa tại thủ đô cũng quá ít rồi. Chỉ cần có điều kiện tốt, tại sao người ta lại không chuyển cho các anh có phải khôn? Việc này, làm mạnh nhất định là không thực hiện được rồi. Diệp Phàm còn có một thân phận. Chính là con dâu của Kiều Gia. Cho nên, việc này, anh hãy nhân nhượng một chút. Anh là người làm ăn, phải cẩn thận từng bước. Việc buôn bán cũng phải chú ý đến quan hệ một chút. Việc này tôi cũng không giải đồng, anh hiểu rồi chứ. Sắc mặt lão ngư già nua khá nghiêm túc. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ xử lý một cách thích đáng việc này. Trần Nhiệt Hỏa gật đầu, kỳ thật, trong lòng cũng đang rối bời. Con dâu của Kiều Viễn Sơn, ngoài Triệu Bảo Cương nhận cháu gái ra. Diệp Phàm này chẳng phải cũng xưng an hem với Triệu Sương Sơn tai to mặt lớn hay sao? Trần Gia sau khi nghe đến mấy tên này, đột nhiên sặc trà, ho khụ khụ. Khó trách kiêu ngạo như thế, thì ra là như thế. Trần Khôi thở dài, trên mặt xám xịt. Việc này, chú à, chú tự mình lo liệu đi. Thái độ phải thành khẩn, có thể đáp ứng những điều kiện thích hợp mà Diệp Phàm đưa ra. Nếu như tên này mở to miệng hổ ra thì làm như thế nào? Trần Khôi mặt tối sầm mất bình tĩnh. Tôi nói là thỏa đáng, đương nhiên, chú tùy thời cơ mà nói cho tôi những yêu cầu của bọn họ. Có một số việc, có thể suy xét, nhưng cũng không phải là Triệu Gia không có đáy. Mặt Trần Nhiệt Hỏa nghiêm nghị, hừ nói. Trợ lý Diệp, vừa rồi Triệu Gia có cổ phần của tập đoàn Thủy Đông có gọi Trần Nhiệt Hỏa đến. Nói là muốn gặp anh nói về chuyện này. Tôi không rảnh, bảo anh ta sáng ngày mai đến văn phòng nói chuyện. Diệp Phàm hừ nói. 8 giờ tối, Trương Ẩn Hào nói, Vọng Nguyệt Lầu đã xuất hiện ở thất gia viên của thất gia. Diệp Phàm và Ngưu Bá đến thẳng Vọng Nguyệt Lầu. Sự tham gia của Vọng Nguyệt Lầu thật sự rất đặc sắc, không nói đến điển hình của kiến trúc kinh thành, mà sự bài trí trong lầu là những đồ cổ của sơn trại. Giống như sự phối hợp trang trí trong Phan gia viên vậy. Trương Ẩn Hào cùng với Diệp Phàm và Ngưu Bá đi dọc theo chiếc thang gỗ lên lầu 2. Ông ta chính là ông Thất. Trương Ẩn Hào ngồi cạnh Diệp Phàm bên cửa sổ với lão già này. Lão già này không có cách nào che giấu đi độc nhãn của ông ta, bởi vì, đeo kính râm, nhưng, bên trong vừa có kính râm có thấu kính vừa có một gọng kính. Mặc trang phục TQ truyền thống, đi đôi giày vải màu đen. Đây là cách ăn mặc của những người nhàn rỗi điển hình. Bên cạnh ông ấy có một cái lồng sắt, bên trong có một con yểng đang nói lung tung mấy câu. Ông ấy đang ngồi, lão Yến Kinh đang ăn sáng. Có đậu phụ rang chân vịt nướng và một bát sữa đông. Một chai rượu liêu đông nhỏ, trước mặt còn có một cái chén nhỏ, đại khái cũng uống hết nửa chén rồi. Mỗi lần ông Thất uống một hơi rượu, sau đó nhăn mặt lại, bỏ một củ lạc vào miệng. Ông Thất, sao hôm nay lại có hứng thú đến Vọng Nguyệt Lầu vậy? Trương Ẩn Hào lên tiếng chào hỏi, vui cười hớn hở. Ha ha, già rồi, không còn dùng được nữa rồi. Không giống như hậu bối các anh còn có thể tha hồ muốn làm gì thì làm. Thật may mắn. Ông Thất liếc nhìn Trương Ẩn Hào một cái, cười nói.
Ông thất vẫn chưa thể ra được, thật sự là so sánh với chân của tiểu trương tôi mà nói còn lợi hại hơn nhiều. Trương Ẩn Hào nhìn ông thất không ngừng trà sát hai bàn tay ở chỗ lá gan. Tê dại, đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm quét một lượt, phát hiện không phải là lá gan sắt, có vẻ sáng bóng một chút. Nói thật kỳ lạ, lá gan này nhỏ bé này sao có thể đánh người được chứ? Ha ha ha! Ông thất đột nhiên cười sang sảng, Diệp Phàm cảm giác được khẩu khí của người này rất bá đạo. Tiếng cười ấy có thể là tiếng cười hùng hậu của ông thất, đạn bắn ở trên tường làm tai người ta on gong, may mắn lúc này ở lầu 2 không có ai khác, bằng không, thật đúng là dọa người ta rồi. Lão già này, công lực cũng không thấp, nhưng, Diệp Phàm biết rõ thực lực của ông thất thật sự là như thế nào được. Bởi vì, nội khí xuất hiện trong tiếng cười, cũng không phải là tất cả nội khí của toàn cơ thể thất gia. Nhưng, từ điểm nội khí này Diệp Phàm có thể khẳng định rằng, công khí của người này cũng phải tới cấp 8, đoán chừng là càng cao. Hậu sinh Trương gia, thật đáng tiếc. Thất gia sau khi cười xong, tự nhiên lắc lắc đầu, bộ dạng có chút nghi ngờ. Lời nói này của thất gia tôi có chút không hiểu rõ. Trương Ẩn Hào cười hỏi. Anh xem, về điểm vốn ban đầu của Trương gia đã cho các anh vay vô hạn. Hiện tại nhân tài lại ít đi, ông Trương vẫn còn một hai người được việc. Những người khác, tất cả đều là chó má. Ngay cả cái tên quan tài bản làm không ra gì cũng dám đi làm kinh doanh, muốn đi tìm cái chết đây mà. Thất gia hừ nói, ra vẻ như đang thử Trương Ẩn Hào. Thất gia không phải là hết đồ ăn sao? Diệp Phàm xen mồm nói. Vị này là... Thất gia hạ mắt xuống, liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Tôi không có danh hiệu gì, ông cứ gọi tôi là Diệp Phàm là được rồi. Vẻ mặt Diệp Phàm bình tĩnh, không có sự cho phép của thất gia, đã đặt mông xuống ngồi ghế phía đối diện rồi, nói với Ngưu Bá. Trên bàn toàn thức ăn ngon, mang bình rượu đến đây nào. Ngưu Bá vỗ tay, gọi người mang món ăn lên, sau đó lại lấy một bình rượu nhỏ trong dương bằng gỗ ra. Lại lấy một cái chén từ trong chiếc dương gỗ đó, sau đó cẩn thận mở chai rượu ra rót rượu cho Diệp Phàm một ly. Thật ngại quá thất gia, vị này là Diệp tiên sinh người mà nhà chúng tôi giới thiệu tới. Trương Ẩn Hào tỏ vẻ xin lỗi. Ừ, tốt lắm. Diệp Phàm uống một hơi khen rượu ngon. Phát hiện thấy đôi mắt của thất gia sáng quắc lên nhìn chằm chằm bình rượu, Diệp Phàm biết được, người này đã cảm động rồi. Bởi vì, rượu này thật sự rất tốt, là Diệp Phàm lấy của nhân sĩ Tây Hạ đã mài ra từ trong vải mang về. Tại sao lại nói là mài? Bởi vì rượu sau mấy trăm năm đã khô thành thạch rồi, sau khi Diệp Phàm mài rượu này ra lại trộn với dược liệu tốt, bào con rắn nhỏ vào điều chế mà thành. Mùi của rượu này bay tới, cao nhân như thất gia đương nhiên cũng biết mùi vị như thế nào. Đương nhiên là Diệp Phàm muốn làm thần bí rồi, phải khiến cho thất gia có hứng thú tự ông ta mắc câu mới được. Người anh em, anh lấy rượu này ở đâu vậy? Thất gia không nhịn nổi, hỏi. Ha ha, tổ tiên để lại, nơi nào tôi cũng không rõ lắm, nhưng, cũng rất lâu rồi. Vẻ mặt Diệp Phàm bình tĩnh, cười nói. Thất gia chép miệng, ngượng ngùng muốn nếm thử một chút. Nhưng, Diệp Phàm cũng không hào phóng, lại rót chén thứ hai uống cạn sạch. Uống hết cả hai chén rồi, cuối cùng cũng thấy đáy rồi. Hai, ly cuối cùng rồi, thật đáng tiếc. Diệp Phàm lắc lắc đầu, điệu bộ rất tiếc. Diệp Phàm lại cầm chén lên, cuối cùng thất gia không chịu được, đột nhiên cầm tay Diệp Phàm, nói. Diệp Phàm tiên sinh, từ từ đã. Ý này của thất gia là sao? Mặt Diệp Phàm nghiêm lại, hừ nói. Không có ý gì. Rượu này, có thể để tôi thử được không? Thất gia hỏi. Xin cứ tự nhiên. Diệp Phàm nhẹ nhàng đẩy cốc rượu này về phía thất gia để sát mũi ngửi, mắt mê hồn khen. Hảo hạng. Sau đó thất gia nhìn Trương Ẩn Hào. Rượu này là bảo bối của Diệp tiên sinh, ngay cả tôi cũng chưa có cơ hội được uống một ngụm. Trương Ẩn Hào tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Hừ. Thất gia đột nhiên nghiêm mặt, cách cốc rượu một khoảng. Rượu này giống như chạy tới miệng của thất gia vậy. Anh làm cái gì vậy? Ngưu Bá người bảo vệ này rất có trách nhiệm, từng bước lại gần muốn lấy lại chén rượu. Chương 3157, sập bẫy rồi. Lại nói khoác rồi, một chén rượu mà thôi. Diệp Phàm khoát tay áo nói. Rượu ngon. Thất gia liếm liếm đầu lưỡi, nhìn Diệp Phàm hỏi. Thế nào cậu thanh niên, tôi dùng hàng tốt đổi thì sao? Thất gia vừa nói xong. Dầm một tiếng rút ra từ bên hông một cái tẩu thuốc, trông như đồ cổ. Thất gia, của quý của ông thật là đáng giá.
Nghe nói lần trước lão Lý trả 300.000 ông cũng không quan tâm. Trương Ẩn Hào nói, nhắc nhở Diệp Phàm một chút. 300.000, dù là 1 triệu tôi cũng không bán nó. Đây là tẩu thuốc gì, Kỷ Hiểu Lam đã từng dùng có biết không? Là được vua ban cho. Thất gia hừ một tiếng khí phách thật sự. Cảm ơn thất gia giúp đỡ, tẩu thuốc này rất đáng giá, nhưng thôi, rượu của tôi hết nguồn rồi. Hiện giờ chỉ còn có 1 bình, sau này sẽ không còn. Nhưng, thất gia thật sự muốn Trường Kỳ uống rượu này, có chỗ nghe nói là có. Tôi cũng vì có việc mới tìm đến nhà họ Trương. Nhà họ Trương nói với tôi chuyện của thất gia. Tôi nghĩ, rượu này muốn lấy được cũng khó khăn. Hơn nữa, tôi cũng thấy, thất gia cũng là người thích rượu. Rượu này quá khó khăn lấy được. Diệp Phàm tung ra đề tài, biết thất gia là người hiểu biết. Rượu này có công tác dụng nâng cao công lực, thất gia tuy đã già rồi, hưng chẳng lẽ không muốn nâng cao công lực, muốn sức khỏe của mình càng tốt hơn. Ha ha, rượu này thật sự tốt, rượu ngon hiếm thấy. Tôi thật sự thích, nhưng cậu thanh niên, cậu định lừa tôi vào chồng sao? Thất gia cười. Thất gia sao lại nói vậy, tôi chỉ muốn hợp tác với ông đi tìm rượu thôi. Tôi cũng là người yêu rượu, thất gia là người thích rượu, tin tưởng cũng biết giá trị của loại rượu này. Diệp Phàm nói. Hợp tác. Thất gia nhắc lại một câu sau đó lắc lắc đầu nói. Tôi già rồi, tôi không thể chạy. Có thể uống rượu từ xa mà già sao? Đây là thất gia không tin Diệp Phàm tôi. Diệp Phàm nghiêm mặt hừ nói. Khinh thường cậu thì sao, thất gia tôi chỉ chọn người thích hợp để hợp tác, cậu thanh niên, cậu quá trẻ. Người muốn tìm thất gia tôi hợp tác có nhiều. Cả đời thất gia tôi ghét nhất mấy người không hiểu biết, dựa vào danh tiếng và tiền tài của gia tộc, có chút thế lực là lười biếng vô tích sự. Trước mặt tôi cậu giả vờ cái gì? Rượu này, cũng là có năng lực mới có thể lấy được. Chỉ cậu, phân lượng còn quá nhẹ. Nếu như trong gia tộc thì cậu là quản gia không khác gì. Thất gia kiêu ngạo. Lão già này, mặt không biết xấu hổ, ông kiêu ngạo cái gì? Ngưu Bá bước lên trước mặt thất gia, hai tay đặt trên vai thất gia. Thất gia mặt trầm xuống, lúc này, bên cạnh có một người xuất hiện, rất béo, giống như một ngọn núi. Tay người kia triển khai hùng trưởng, bàn tay đầy vết chai thô dấp hướng về phía Ngưu Bá. Hùng bàn tử cũng tới rồi. Trương Ẩn Hào chào, thật ra là đang nhắc nhở Diệp Phàm, người này chính là một trong 3 cao thủ dưới tay của thất gia Hùng Liệt. Người này bình thường gọi là Hùng bàn tử Hùng béo. Cao chưa đến 1m8, nhưng nặng tới hơn 100kg. Ngưu Bá cũng béo, hai người trông rất xứng nhau. Nhưng Hùng bàn tử thực sự buồn bực, dù y cố gắng thế nào, tay của tên to con này vẫn đặt trên vai thất gia. Hùng bàn tử mặt đỏ bừng, biết hôm nay gặp cao thủ. Tốt, cậu thanh niên, cậu hiện giờ có chút vốn nói chuyện với tôi. Thất gia vỗ nhẹ lên bàn nhưng, những củ lạc trên bàn cũng đột nhiên bắn lên hướng về phía hai tay của Ngưu Bá. Rút lui. Diệp Phàm nói, Ngưu Bá nhẹ nhàng buông tay, thật ra, làm cảm giác một lực mạnh mẽ truyền đến, không thể không buông tay. Trong mắt Ngưu Bá hiện lên vẻ bội phục, Diệp Phàm không ngờ nhìn thấy hết. Diệp Phàm chấn động trong lòng, thất gia này nhìn như thoải mái vỗ một cái không ngờ có thể đẩy lui Ngưu Bá. Xem ra, công lực của thất gia còn phải cao hơn. Ngưu Bá nhìn Hùng bàn tử một cái, xoay người đứng phía sau Diệp Phàm. Lấy đồ của cậu ra đi. Thất gia nói. Đừng vội. Diệp Phàm nói. Thất gia đã nghe qua thập tam thanh y chưa? Sao cậu lại biết về họ? Thất gia sửng sốt, hỏi, xem ra người này thật đúng là nghe nói qua. Tin tức này thất gia không cần hỏi, tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút về chuyện của thập tam thanh y. Diệp Phàm nói. Rượu này có liên quan đến thập tam thanh y. Thất gia hỏi, đương nhiên không dễ dàng nói ra. Ôi, hơn nữa, không riêng gì có rượu này, còn có rất nhiều mặt hàng tốt nữa. Nếu hợp tác này có thể thành công, thất gia thật sự có thể dưỡng lão. Diệp Phàm nói. Trong truyền thuyết còn có dược liệu để đột phát công lực. Nếu như có thể may mắn lấy được một ít, thất gia chưa lớn tuổi có lẽ còn có thể nâng cao lên một bước. Đến lúc đó, thân thể rất tốt, tâm trạng cũng tốt lên. Tâm trạng tốt, ha ha, trường thọ có thể không mời mà tới. Con mắt Diệp Phàm phát hiện, lông mi thất gia kia hơi giật giật. Lão già này ông không quan tâm thì không được, Diệp Phàm thầm hừ trong lòng. Cậu Diệp nói thật sự là mê người, thất gia tôi không thể không động tâm. Một khi đã như vậy, cậu nói một chút về mối quan hệ giữa các cậu và thập tam thanh y. Thất gia hỏi,
người này thật đúng là đanh đá chua ngoa, nói chuyện cẩn thận, rất khó chiếm ưu thế với ông ta. Diệp Phàm cũng đem chuyện thập tam thanh y chia nhau giấu bản đồ. Việc này thật đúng là có chút phiền phức có phải không? Trước tiên bản đồ không có đủ, trước mắt trong tay cậu chỉ có mấy phần, mà phần lớn lại trong tay Mãn Thiên Vân một trong 13 người áo xanh thập tam thanh y. Người của thập tam thanh y cũng không phải nhân vật đơn giản. Thật ra tôi trước kia đã nghe các bồ lão nói qua, một trưởng của thập tam thanh y có thể đánh đổ một cây đại thủ một người ôm hết. Có thể làm cho bầu trời đầy cát vàng cho nên gọi là Mãn Thiên Vân. Thất gia nói, vấn đề lớn đầu tiên là tìm bản đồ giấu đồ quý của thập tam thanh y. Hơn nữa, nhiều năm như vậy đi qua, bản đồ còn hay không cũng khó nói. Thứ nữa, chúng ta còn phải trợ giúp các cậu báo thù, đây là vấn đề hợp tác thôi. Khó khăn đương nhiên là cao, nhưng nếu không khó khăn thì tôi và nhà họ Trương hợp tác là xong việc, sao phải tìm ông? Diệp Phàm cười lạnh một tiếng. Ôi, cậu nói câu này là thật, nhưng nếu khó khăn lớn như vậy, có lẽ chúng ta cũng không thu hoạch được gì. Cho nên, nếu như có thể tìm được nơi giấu đồ quý này thì chúng ta sẽ phân chia thế nào? Thất gia hỏi, đây mới là vấn đề quan trọng. Tôi phát hiện đầu tiên đương nhiên chiếm phần lớn, chúng ta lấy 7 phần, mà nhà họ Trương một nửa còn lại, còn thất gia các ông nửa còn lại thì sao? Diệp Phàm hỏi, ha ha, cậu Diệp coi tôi là trẻ con 3 tuổi có phải không? Thất gia cười lạnh một tiếng. Tôi không hiểu thất gia nói vậy có ý gì. Diệp Phàm cũng thản nhiên hỏi. Chúng tôi mạo hiểm mạng sống chỉ lấy được một nửa nhỏ, những lời này cậu cũng có thể nói ra sao? Cậu thanh niên, Trung Quốc chúng ta không chỉ riêng có cậu hiểu biết, tôi cũng được đi học rồi. Hơn nữa, các cậu thanh niên còn có máy tính, nên tính toán này cậu không thể bằng tôi. Thất gia hừ nói. Vậy ý của thất gia là gì? Diệp Phàm hừ nói. Chúng tôi phải được thế này. Thất gia giơ 4 đầu ngón tay. Ha ha, tính toán của thất gia so với chúng ta thật đúng là hơn nhiều lắm. Diệp Phàm tôi chết khiếp hợp tác với nhà họ Trương được 6 phần. Phần lớn lại do các ông chiếm, đây là đạo lý gì? Diệp Phàm cười lạnh 2 tiếng. Chúng ta dựa vào thực lực nói chuyện, nếu không, hết thảy chỉ là nói suông. Không cần nói là lấy được đồ quý, ngay cả mạng sống không còn thì còn nói gì đồ quý. Thất gia hừ nói. Ừ, muốn xem thực lực như thế nào. Ý của thất gia là chúng tôi không bằng các ông có phải không? Diệp Phàm hừ nói. Bảo vệ của cậu thân thủ cũng không tệ, nhưng, chỉ với chút người đó, thì cấp dưới của thất gia tôi thân thủ như vậy không ít. Hơn nữa, muốn bắt được thập tam thanh y không ai có thể làm được. Không có cao thủ càng không được. Cậu thanh niên, đồ quý đương nhiên thích, nhưng phải có số mới được. Mà số của các cậu phải dựa vào chúng ta. Thất gia hừ nói, khá kiêu ngạo. Ha ha, chỉ vài người các ông, xem như là không đủ. Ngưu bá nhìn Hùng bản tử một cái, vẻ mặt khinh thường. Vị ấy lớn như thế không ngờ còn khinh thường, là người của thất gia, để lang bá tôi đến xưng phân lượng. Lúc này, từ dưới vang lên một tiếng nói, theo tiếng nói một người cao gầy đi lên. Người này thật sự gầy, gầy như cây trúc, giống như là gió thổi có thể ngã. Như người bệnh còn muốn động quyền với Ngưu bá tôi. Ngưu bá tôi không phải thổi một hơi đã làm cho anh răng rơi đầy đất sao? Ngưu bá hướng về phía trước thổi một hơi. Có thể thổi chúng ta đi ra bên ngoài thử vài cái là được. Lang bá hừ nói. Ha ha, sưng cũng tốt, chúng ta xuống phía dưới thì sao cậu Diệp? Thất gia cười tủm tỉm. Ý của thất gia là phải lấy quyền cước đều phân chia có phải không? Diệp Phàm cười lạnh. Cậu Diệp nếu có ý này tôi cũng không phản đối. Chỉ cần cậu có thể đánh 3 cấp dưới của tôi. Thất gia tôi lấy 2 phần, tuyệt không nói 2 lời. Thất gia bình tĩnh cười, con chim lập tức hét to. 2 phần, tuyệt không 2 lời. Được. Diệp Phàm gật đầy, mấy người xuống tầng đi, Sa Thiên cũng đi theo. Vị này cũng là người của cậu. Thất gia nhìn vẻ mặt ảm đạm của Sa Thiên liếc mắt một cái. Đúng. Diệp Phàm nói. Thất gia không nói gì tiếp. Mấy người lái xe đến một rừng cây thì dừng lại. Ngưu bá và lang bá hai người đều có chữ bá, lập tức liền thi triển quyền cước về phía đối phương. Nhưng, Ngưu bá hôm nay gặp người kiên quyết chết, qua mười mấy hiệp đã bị người này một cước đá đến hơn 10 mét nửa ngày không đứng lên được. Cậu Diệp có ra tay không? Lang bá khí thế tăng vọt, nhìn Diệp Phàm. Ông chủ chúng tôi là người chỉ huy, sao có thể ra tay với người thô tục như anh? Sa Thiên cười lạnh một tiếng. Đứng phía trước Diệp Phàm. Được,
vậy thì cậu có thể. Lang Bá cười một tiếng, một quyền về phía cằm của Sa Thiên. Quyền này muốn đánh đến cằm của Sa Thiên, tới rất mạnh mẽ. Chương 3158, đừng phá hỏng quy tắc. Nhưng, một lát đã không thấy tăm hơi Sa Thiên, đã nhanh chóng chuyển đến phía sau Lang Bá. Một cước đá tới, Lang Bá nhất thời bay ra ngoài. Dầm một tiếng, Lang Bá chui vào bụi cỏ. Nhưng, người này ngoan cố, lại nhảy lên đánh lại, rút ra một vòng sắt trên không trung hướng về phía Sa Thiên. Vòng sắt bay trong gió phát ra tiếng xe gió. Tính cái khỉ. Sa Thiên khinh thường, hai tay một quyền, vòng sắt của Lang Bá đã bị Sa Thiên kéo về trong tay. Sa Thiên kéo sát, cả người Lang Bá giống như bị gió to thổi, vòng vo vài vòng bị Sa Thiên kéo ra xa mấy chục mét, dầm một cái nện trên cây đại thụ, chim chóc cũng cuống cuồng chạy trốn. Ông đây liều mình. Lang Bá thật đúng là ngoan cố, lại muốn liều mình. Được rồi Lang Bá, cậu không phải đối thủ của vị này. Thất gia nhíu mày hừ một tiếng ngăn Lang Bá. Hai phần, thống nhất. Thất gia hiện giờ có thể nói chuyện về thập tam thanh y chứ. Diệp Phàm cười nhạt, mà Sa Thiên cùng Ngưu Bá ôm tay đứng phía sau Diệp Phàm. Việc này tôi cũng là nghe một ông lão nói. Thập tam thanh y hoạt động ở một sườn núi cách thành Lâu Lan không xa. Theo truyền thuyết xào huyệt của bọn chúng ngày tại núi Thanh Vương. Thất gia nói, núi Thanh Vương tình hình như thế nào, hẳn là có chút lại lịch. Diệp Phàm hỏi, tất cả mọi người nghe nói qua, thời cổ đại Tây vực có 36 nước, mà Lâu Lan chính là một trong 36 nước đó. Tây vực từ thời Vũ Hán mới thuộc về đời Hán, 36 nước ở Tây vực là Súc Khương, Lâu Lan, Thả Mạt, Tiểu Huyền, Tinh Tuyệt, Nhung Lộ, Ô Di, Cừ Lặc, Vu Điền, Gia Sơn, Ô Cán, Tây Dạ. 36 nước này một phần là bộ lạc du mục, một phần khác là những thành, mà Lâu Lan chính là quốc gia thành quách. Trên thực tế núi Thanh Vương cũng không phải thuộc nước Lâu Lan, mà thuộc về nước Tinh Tuyệt, núi Thanh Vương gọi là Thanh Vương vì vua nước Tinh Tuyệt có người tên là Đạt Ma Cát Thành Tư. Vua nước Tinh Tuyệt phong cho ông ta làm Thanh Vương, chết chôn ở núi Thanh Vương, nên núi đó được gọi là núi Thanh Vương. Thất gia hơi có vẻ đắc ý nói. Diệp Phàm cũng thầm bội phục người này, không ngờ nhớ rõ tên cả 36 nước Tây Vực, thật sự không đơn giản. Chứng tỏ người này đối với Tây Vực khá quen thuộc. Hơn nữa, từng trải người trẻ hiện giờ không thể so sánh. Không phải nghe nói vua Tinh Tuyệt là con gái sao? Diệp Phàm hỏi. Ha ha, là nam hay nữ không ai rõ. Đến bây giờ vẫn là bí mật, nhưng phạm vi núi Thanh Vương cũng không nhỏ, khoảng 10 km. Được bao vây bởi rừng cây khổng lồ. Đương nhiên, địa chỉ cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Bởi vì, Thập Tam Thanh Y rất thần bí, hơn nữa nghe nói Thập Tam Thanh Y có liên quan đến Thanh Vương. Có lẽ, Mãn Thiên Vân là con cháu của Thanh Vương. Mà lúc đó dưới tay Thanh Vương Đạt Ma Cát Thành Tư có 1.000 binh lính, dân chúng cũng trên dưới 20.000. Sinh hoạt trong phạm vi cách Lâu Lan trên 100 dặm. Nhưng Thanh Vương có dã tâm rất lớn, muốn thay mặt của nước Tinh Tuyệt. Sau bị Tinh Tuyệt diệt, mà con cháu của Thanh Vương thành thổ phỉ, xây dựng nên Thập Tam Thanh Y, chuyên môn cướp bóc thương nhân trên con đường tơ lụa. Lúc đó Hán Triều đóng quân ở vùng này. Không phải Tây vực đều giúp đỡ. Bọn họ đối với thương nhân đều rất trọng thị, cũng cử binh tuần tra muốn bắn hết Thập Tam Thanh Y. Đang tiếc chính là sa mạc quá lớn. Hơn nữa, địa hình phức tạp, mà Thập Tam Thanh Y xuất quỷ nhập thần, cướp rồi bỏ chạy. Hơn nữa thường xuyên thay đổi chỗ, dù là Hán tướng quân cũng không thể làm gì. Sau đó để mặc họ. Bởi vậy, cậu Diệp nói họ có dấu đồ quý, điểm này tôi tin tưởng. Mấy ngàn năm, Thập Tam Thanh Y cướp bóc nhiều như vậy, chắc chắn tích cóp không ít của cải. Đương nhiên, tài sản này đều giấu ở một nơi thần bí, không bản đồ thì tất cả đều là không tưởng. Thất gia nói, ôi, đầu tiên phải tìm được Thập Tam Thanh Y mới được. Nếu không hết thảy đều là không tốt, thất gia có tin tức hiện giờ của Thập Tam Thanh Y không? Diệp Phàm hỏi, tôi không có, nhưng đến Tây vực tôi có đường đi. Hẳn là không ai biết hành tung của bọn họ. Đến lúc đó chúng ta đến tìm người hỏi. Thất gia nói. Ừ, vậy quyết định như vậy đi. Diệp Phàm gật đầu nói. 11 giờ đêm, trong phòng khách Diệp Hồng Bảo vẫn sáng đèn. Sa Thiên, Ngưu Bá, Vương Nhân Bàng, Phí Nhất Độ, Trương Ẩn Hào, Ngô Tuấn, Đường Thành, Thủy Mẫu đều ở đó. Diệp Phàm ngồi trên chiếc ghế giả rồng của mình. Vương Long Đông cũng tới, người này nghe chuyện xong cũng hứng thú. Vừa đúng lúc mấy ngày nữa có thời gian nghỉ nên yêu cầu gia nhập,
Diệp Phàm nghĩ rồi cũng đồng ý. Vương Long Đông hiện giờ đẳng cấp đã đạt đến ngũ đẳng, bảo vệ mình là không thành vấn đề. Thật ra, Diệp Phàm cũng muốn anh ta phát tài. Dù sao nếu chỉ trông vào tiền trợ cấp thì cuộc sống thật sự có chút khó khăn. Nếu như bảo Cổ Phi Phi hỏi tiền nhà họ Cổ thì Vương Long Đông không thể ăn cơm. Không có kinh tế làm hậu thuẫn, làm lãnh đạo khá nguy hiểm. Vậy chỉ có thể là nhận hối lộ, ủy ban kỷ luật sẽ tìm đến cửa. Cho nên, đây cũng là một trong những lý do khiến Vương Long Đông tha thiết yêu cầu gia nhập. Anh ta tuyệt đối không muốn làm người ăn nhờ. Nếu thật sự có thể thu hoạch được đồ quý, có căn cứ chứng minh của tổ đặc nhiệm A, cũng không sợ ủy ban kỷ luật. Việc này, thật ra không đơn giản, anh Diệp chúng ta cũng phải đề phòng người này. Vương Long Đông nói. Ừ, đừng để ông ta lừa. Người này làm kinh doanh nhiều năm như vậy, chắc chắn là một nhân vật lọc lõi. Tay có lẽ cũng đã dính máu. Vương Nhân Bàng nói. Đối với núi Thanh Vương, thật ra chắc chắn quen thuộc hơn chúng ta nhiều lắm. Hơn nữa, tôi cảm thấy người này chưa nói hết, có lẽ còn giữ lại, đến lúc đó xảy ra cái gì chúng ta trở tay không kịp. Phí Nhất Độ nói. Tiền tài động lòng người, đối mặt với tài sản lớn như vậy, ông ta không động tâm, hơn nữa, truyền thuyết nói trong đó có dược liệu. Chính Diệp Phàm tôi cũng động tâm, thật ra cũng không phải hạng người lương thiện, đề phòng nhất định phải đề phòng. Nhưng, chúng ta mạnh hơn họ, cũng không cần phải lo lắng quá. Hơn nữa chúng ta đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ là nghề không bằng họ. Nếu bàn về tấn công bí mật, chúng ta cũng không phải hạng người lương thiện. Nếu người này thành thật cuối cùng tôi còn phân cho ông ta một chút. Nếu ông ta dám đùa giỡn dối trá, thì núi Thanh Vương chính là nơi chôn ông ta. Đối với người như thế, diệt ông ta coi như trừ hại cho đất nước. Nhiều năm như vậy thật ra muốn điều tra ông ta, có lẽ khó. Đương nhiên cũng phải có quy định. Chúng ta không thể tùy tiện phá hủy quy định. Nếu ông ta phá vỡ quy định trước, chúng ta không cần qua mức kiêng dè. Diệp Phàm hừ lạnh. Ôi, trên đường có quy định, việc này là thật. Trên đường khó khăn tất cả đều là bạn bè. Ai phá vỡ quy tắc trước bị giết cũng xứng đáng, bởi vì, họ phá vỡ quy tắc trước. Anh Diệp việc này anh cũng phải kiêng nể chúng ta. Trương gia cũng nói. Thật ra, nhà chúng tôi đã sớm thoát khỏi đường này, hiện giờ chỉ tập trung buôn bán. Đường này không liên quan đến chúng tôi. Chỉ là quan hệ với một số người lớn tuổi thôi. Trương Ẩn Hào nói. Người của chúng ta không cần xuất hiện hết, chia hai tổ, một tổ ngoài sáng, một tổ bí mật. Mấy người Ngô Tuấn ở tổ bí mật, tôi dẫn đầu tổ xuất hiện. Vốn muốn để Sa Thiên ở tổ bí mật, nhưng... Thật ra đã gặp Sa Thiên rồi, chỉ có thể để cậu ta xuất hiện. Nếu Sa Thiên ở tổ bí mật, thật ra làm cho Thất gia nghi ngờ. Diệp Phàm nói. Đáng tiếc chính là Lão Hồng Tà không đi được, nếu không mang một đội khác đi chúng ta sẽ có người bảo vệ. Đường Thành chen vào nói. Lão Hồng Tà muốn đi, sẽ sắp xếp ở tổ bí mật, cho hai người đi sau ông ta là được. Khi gặp tấn công là lúc ông ta tuyệt đối có thể đánh vài cái. Đương nhiên. Ông ta vì không có chân, chỉ có thể tấn công trong thời gian ngắn, thời gian dài chắc chắn không được. Dẫn ông ấy đi chỉ để phòng bất chắc, nếu gặp cao thủ tiên thiên, chúng ta không đấu lại. Núi Thanh Vương thật sự bí mật, thập tam thanh y không ai chắc chắn không có cao thủ tiên thiên. Chúng ta phải chuẩn bị tốt. Phát tài quan trọng nhưng, quan trọng hơn là an toàn của chúng ta. Tôi hy vọng, mọi người đều có thể sống và trở về đầy đủ. Một người cũng không thể ngã xuống. Nếu không, chính tôi hại các câu. Diệp Phàm nói. Anh Diệp chúng ta đều tình nguyện, nếu muốn phát tài, đương nhiên phải mạo hiểm. Mặc dù xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng không oán hận. Chúng tôi sẽ viết di thư. Phí Nhất Độ nói. Đúng vậy, anh Diệp tốt với anh em như thế, có áo cùng mặc có tài cùng nhau phát. Chúng tôi sẽ không trách anh. Đường Thành nói. Tôi cõng tiền bối Hồng Tà. Ngô Tuấn nói. Việc này trong tổ các cậu bàn bạc một chút là được, thay phiên nhau đi. Đối với các cậu cong một người không khó, bình thường chúng ta xuất động mang trên lưng đều mấy trăm cân. Nhưng cõng một người sống cũng không phải nói chơi. Diệp Phàm nói, chỉ sợ tiền bối Hồng Tà không chịu thì làm sao, hơn nữa ông ấy không thể rời khỏi Lục Tinh Thủy. Vương Nhân Bàng nói, việc này dễ giải quyết, chúng ta đi ra ngoài cũng không nhiều thời gian, nhiều nhất hơn 10 ngày. Đem Lục Tinh Thủy theo một chút là được, tin rằng tiền bối có thể kiên trì. Việc thuyết phục tôi sẽ làm, tin rằng ông ấy sẽ động tâm. Diệp Phàm nói. Ha ha, kho báu của thập tam thanh y. Hồng Tà tôi quyết định.
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng lão Hồng Tà, ông ta đã tự đẩy xe lăn vào. Tiền bối suy nghĩ kỹ chưa, việc này rất nguy hiểm. Làm không tốt là mất mạng. Diệp Phàm cười nói. Không có gì, dù sao cũng đã sớm đáng chết. Tôi hy vọng có thể tìm được một ít dược liệu tuyệt thế, coi như là một hy vọng đi. Tiền bạc tôi không cần, tôi cần dược liệu. Vốn Lệ lão cũng muốn đi, nhưng, Chu Chân Chân sống chết không chịu, tính rồi, để cho người ta yêu quý một chút. Bọn họ thật sự không dễ dàng mới có thể ở cùng nhau. Thật ra, tôi một người ăn no cả nhà không đói bụng. Đã chết cũng không có gì, về với đất bụi thôi. Sớm hay muộn cũng có một ngày như thế. Lão Hồng Tà cười cười nói. Chương 3159, một lời xin lỗi là đủ sao? Có tiền bối gia nhập, chúng ta nắm chắc phần thắng càng lớn. Diệp Phàm gật đầu cười nói. Trên đời này những vấn đề không xác định rất nhiều, dù là tôi cũng không thể nói là biết hết. Xã hội hiện đại, tuy nói cao thủ siêu cấp cực ít nhìn thấy, nhưng, Lão Hồng Tà tôi tin tưởng, thế giới rộng lớn như vậy, còn có thêm rất nhiều cao thủ chưa xuất hiện. Hồng Tà không ngờ khiêm tốn, sau đó nói. Đương nhiên, cao thủ tiên thiên đại viên mãn, Hồng Tà tôi tin tưởng trên đời cũng ít khi thấy. Lão già này nói chuyện trước sau mâu thuẫn, Vương Nhân Bàng khách sáo một câu trong lòng. Sáng ngày thứ hai, Trần Khôi của tập đoàn Thủy Đông Trần ra đến văn phòng tại thủ đô. Trợ lý Diệp, đối với chuyện xảy ra ngày hôm qua chúng tôi thật đáng tiếc. Đây chỉ là hiểu lầm, tôi được chủ tịch tập đoàn Thủy Đông ủy thác bày tỏ xin lỗi đối với tổn thất của Giang Hoa. Trần Khôi ra vẻ chân thành nói. Một lời xin lỗi là đủ sao? Diệp Phàm không hòa nhã cho lắm. Đương nhiên không đủ, Trần Đông nói, chúng tôi có thể bồi thường một cách thích hợp cho văn phòng của Giang Hoa ở Bắc Kinh để tỏ lòng xin lỗi của chúng tôi. Trần Khôn nói, thế nào là thích hợp? Diệp Phàm từng bước ép sát. Người của văn phòng của Giang Hoa ở Bắc Kinh bị đánh bị thương tiền viện phí do phía chúng tôi chi trả hoàn toàn. Trần Khôi nói, nhà chúng tôi bị đập hỏng, còn xe của đồng chí Đường Thành. Chủ nhiệm Trương Chí Đức hừ lạnh nói. Về việc này chúng tôi muốn thương lượng với các anh một việc khác. Xe của đồng chí Đường Thành chúng tôi sẽ bồi thường. Nhưng khu nhà của các anh, chúng tôi muốn thương lượng với các anh một chút về việc bồi thường. Ví dụ như các anh bán cho chúng tôi khu đó, chúng tôi muốn xây dựng một khu vui chơi ở đây. Các vùng lân cận đã thương lượng tốt rồi, chỉ còn mảnh đất này của văn phòng Giang Hoa các anh. Còn giá cả so với trước kia có thể điều chỉnh thích hợp cao hơn một chút. Trần Khôi nói, điều chỉnh thích hợp cao hơn một chút, cao đến mức nào? Diệp Phàm hỏi, ban đầu chúng ta dùng khu căn hộ 140m² để đổi lấy khu đất này của các anh, Chủ tịch Trần nói, có thể thêm 5. Trần Khôi nói, ha ha, đây chính là thành ý của các anh, Tổng Giám đốc Trần, đây chỉ là tính toán riêng của các anh. Khu nhà ở của các anh nhiều nhất có thể bán được 1 triệu, 8 thì nhiều lắm bán được 8 triệu. Khu đất này của chúng ta hơn 3.000m², hơn nữa còn trang thiết bị. Các anh dùng 8 triệu để mau, việc này khác gì chiếm đoạt. Diệp Phàm cười lạnh vài tiếng. Chủ tịch Trần nói, có thể thêm vào một khoản tiền bồi thường 5 triệu. Thật ra khu đất của các anh để đó cũng lãng phí có phải không? Chỉ bằng đổi một chút lợi ích thực tế chẳng phải là rất tốt sao? Chủ tịch Trần nghe nói thủ phủ của địa khu Giang Hoa đang di rời, các anh không phải đang cần tiền sao? Trần Khôi thật đúng là để bụng, không ngờ điểm này cũng đã điều tra rõ ràng rồi. Đất chúng tôi tự mình giải quyết, tổn thất về nhà các anh phải bồi thường gấp bội lần. Còn chuyện bán hay không là chuyện của địa khu Giang Hoa chúng tôi, không liên quan đến các anh. Đương nhiên, nếu các anh muốn bàn, thì chúng ta lấy cách đấu giá là được. Diệp Phàm nói, trợ lý Diệp, việc này, khu đất của các anh thuộc về quy hoạch của chính quyền khu Đức Sơn. Nhiều nhất chỉ có thể phá bỏ và di rời đi nơi khác. Bồi thường cũng chỉ là có phải không? Nếu anh muốn bán đấu giá, thì chẳng phải không đúng với quy hoạch của chính quyền ở đây sao? Trần Khôi nói, người này mặt trầm xuống. Tổng Giám đốc Trần, hiện giờ các anh còn muốn mang quy hoạch của chính quyền ra ngụy trang. Tôi thấy các anh bàn việc mua bán không có chút thành ý nào. Quy hoạch của khu, các anh đưa ra văn bản là được. Nếu không, chúng tôi chỉ cần các anh bồi thường tổn thất cho chúng tôi. Những vấn đề khác không liên quan đến các anh. Thái độ Diệp Phàm kiên quyết. Cho một con số, các anh muốn nhiều hay ít. Trần Khôi ra vẻ bất cứ giá nào. Chỗ chúng tôi tiếp giáp với ba bộ, tuy nói cách xa trung tâm. Nhưng đất Bắc Kinh hiện nay giá cũng mỗi ngày một cao.
một mét vuông có thể bán đấu giá đến mấy chục nghìn. Khu đất của chúng tôi giá trị ít nhất phải thế này. Diệp Phàm giơ năm đầu ngón tay. 500 triệu, trợ lý Diệp, ha ha, vậy khác gì vay tiền ngân hàng. Chỗ các anh nói nghiêm túc thì chỉ có thể xem như là phạm vi khu vực 3. Nói là khu vực 2 chỉ là cách nói của các anh. Hơn nữa mặc dù là các anh là khu 2, nhưng cũng không phải mặt đường, chỉ có thể coi như vùng ngoại thành thôi. Một mét vuông 4-5 nghìn là cao. Khu đất của các anh, nói thật, tổng giá trị 100 triệu là cao nhất. Trần Khôi mặt đần ra. Có đáng hay không các anh tự suy nghĩ, thấp hơn số tiền này không bàn nữa. Diệp Phàm vẻ mặt hờ hững nói. Trợ lý Diệp, chúng tôi đại diện cho công ty mang thành ý đến. Anh như vậy chúng tôi có thành ý cũng không bàn tiếp được. Trần Khôi nói. Chúng tôi cũng không cần các anh bàn, là các anh chủ động đến bàn thôi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Nếu trợ lý Diệp nói như vậy, tôi cũng không làm được, tôi cáo từ trước. Trần Khôi đứng lên. Cáo từ có thể, nhưng, khu nhà ở của chúng tôi tổn thất nghiêm trọng, các anh làm thành như vậy chẳng lẽ muốn phủi mông chạy lấy người sao? Hành vi của các anh như vậy là ảnh hưởng đến công việc của văn phòng tại Bắc Kinh, hiện giờ ngay cả công việc đều không thể làm. Vì thế, các anh bồi thường hết mọi tổn thất. Diệp Phàm hừ nói. 100 nghìn có đủ không? Trần Khôi đau lòng thiếu chút nữa hét lên. 100 nghìn, đừng nhìn tòa nhà của chúng tôi chỉ có 2 tầng, nhưng diện tích không nhỏ. Hơn nữa, trong đó chúng tôi còn các vật liệu đá. Nói nghiêm túc khu nhà này của chúng tôi là một công trình kiến trúc, có liên quan đến ngành di sản văn hóa. Thường xuyên đi lại chính là khá phiền toái. Diệp Phàm nói, Trần Khôi thiếu chút nữa chán nản hừ nói. 6 căn phòng xây dựng mấy năm cũng gọi là di sản văn hóa, vậy di sản văn hóa của đất nước chúng ta không thể đếm được. Trợ lý Diệp, lý do vớ vẩn như vậy anh cũng nói ra được, thật sự là buồn cười. Trợ lý Diệp chẳng lẽ ngay cả di sản văn hóa cũng muốn tự làm sao? Chê cười, việc này cũng không có gì buồn cười. Diệp Phàm hừ một tiếng, nhìn chủ nhiệm Trương nói. Đem tài liệu có liên quan để Tổng Giám Đốc Trần xem một chút. Trần Khôi khá nghi ngờ, cười lạnh nhận tài liệu. Sau đó mặt càng ngày càng sầm lại. Việc này, các anh làm sao làm giả tạo được? Trần Khôi hừ nói. Giả tạo, chê cười, anh thấy là giả tạo sao? Giấy trắng mực đen, còn có căn cứ chính xác của các đơn vị liên quan, con dấu đỏ này không giả. Diệp Phàm tôi tái sinh cũng không ngốc đến mức đi khắc dấu của các cơ quan nhà nước đi. Diệp Phàm hừ nói, chủ nhiệm Trương và Đường Thành đứng bên cạnh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Việc này đương nhiên là Diệp Phàm dở trò quỷ. Văn phòng của địa khu Giang Hoa ở Bắc Kinh ban đầu là một nhà xưởng, sau đó không biết hắn chạy đi đâu hỏi thăm, không ngờ thật đúng là hỏi thăm Gia Long Thần. Nghe nói chỗ này trước giải phóng là nơi đặt sở chỉ huy của quân giải phóng, chẳng qua lúc trước khu nhà đã bị tiêu hủy. Hiện giờ phòng gỗ đã được xây dựng vài năm, căn bản là không phải trước kia. Nhưng, Diệp Phàm có thủ đoạn, đem khu nhà này thành sở chỉ huy trước kia. Lý do là khu nhà được sửa chữa một phần xây dựng lại. Mà những điều này là xây dựng thành phố, cho nên khu nhà này vẫn là chỗ đóng quân của chỉ huy quân giải phóng. Việc này đương nhiên còn có ý nghĩa kỷ niệm, còn việc có chứng minh của quân đội không khó đối với Diệp Phàm. Mà các nguyên lão để chứng minh cũng tìm ra được rồi. Chẳng qua căn bản là không phải cùng ngôi nhà. Cái này căn bản là xảo trá, Trần Khôi cũng không ngốc, nhưng nhất thời không tìm ra cách để nói, nên lép vế. Ôi, gạch trước giải phóng là khó tìm, lập tức bị máy xúc của các anh nghiền nát. Sau này muốn tu sửa như trước thì không thể tìm ra loại gạch giống như thế. Di sản văn hóa cứ bị hủy như vậy, nếu lúc trước lãnh đạo bộ đội đi qua đây, còn không vào chỗ chúng tôi nhắm rượu. Các lãnh đạo lão thành rất coi trọng chốn cũ, hơn nữa yêu thích, thật phiền. Diệp Phàm còn rung đùi đắc ý thở dài. Đúng vậy, tu sửa di sản văn hóa thật sự tốn tiền. Như Đôn Hoàng, một cái động mà tu xả mất hơn 1 triệu. Chúng ta là nhà làm bằng khung gỗ, tuy nói thô ráp nhưng quan trọng là o tìm được gạch. Bảo tìm loại gạch này, thứ nhất là không giống, thứ hai là rất mới. Tiêu tiền đã có thể nguy rồi. Chủ nhiệm Trương phối hợp thở dài. Việc này quá lớn, tôi không quyết định được, cáo từ. Trần Khôi trả lại tài liệu, giận dữ đi. Ha ha ha, Đường Thành cuối cùng không nhịn được cười. Nhưng anh Diệp, trò đùa này có bị vạch trần không? Ha ha, vạch trần, có một số việc nói di sản văn hóa chính là di sản văn hóa,
anh nói không phải thì là không phải, rất khó xem xét. Hơn nữa, chúng ta thật sự là được xây dựng trên địa điểm đó, sao không thể nói là di sản văn hóa có phải không? Diệp Phàm cười. Ý này của anh rất hay. Đường Thành cười nói. Đương nhiên là thế, không hung hăng thì việc di rời trung tâm địa khu Giang Hoa lấy đâu ra tiền. Đây là tập đoàn Thủy Đông cống hiến cho dân Giang Hoa chúng ta thôi. Bọn họ cũng là làm việc tốt. Cũng giống chúng ta, đều là vì phục vụ nhân dân thôi. Diệp Phàm cười gượng một tiếng, Trương Chí Đức nghe thiếu chút nữa toát mồ hôi lạnh. Thầm nói lần này tập đoàn Thủy Đông xem như coi tiền như rác. Di sản văn hóa, hoang đường, rất hoang đường. Trần Đông thật sự không chịu được, đập bàn. Hơn nữa, ném tập tài liệu xuống dưới đất. Việc này thật là không tốt giải quyết, lúc trước khu nhà ở kia đúng là xây dựng ở địa chỉ đó. Hơn nữa bọn họ hành động nhanh chóng, gần một ngày không ngờ ngoài cửa treo tấm bảng đó. Trần Khôi giận dữ nói. Tấm bảng nào? Trần Đông hừ lạnh nói. Chương 3160, đồ chó má gì đó. Kỷ niệm cánh quân Hoài Đông quán. Trần Khôi nói. Cái gì chó má cánh quân Hoài Đông, tôi nghe nói qua Đông Giã, Đông Giang, Côn Lôn, lấy đâu ra cánh quân Hoài Đông? Đúng là đồ chó má mà. Trần Nhiệt Hỏa vỗ bàn nói. Việc này tôi cũng không rõ ràng lắm, nếu không chúng ta điều tra. Trước giải phóng có nhiều cánh quân, tên tuổi cũng rất lộn xộn. Nghe nói lúc mới bắt đầu quân giải phóng chỉ mấy nghìn người, sau đó không ngừng mở rộng, mỗi cánh quân đều đạt đến trên 1 triệu quân. Tên gọi đơn vị cũng khá hỗn loạn. Trần Khôi nói. Tôi thấy căn bản đây là mánh lưới của Diệp Phàm. Cánh quân Hoài Đông gì đó, không có ảnh. Người này đang nói dối chúng ta, tôi thấy hắn cũng hơi quá mức. Chúng ta tuyệt đối không thể cúi đầu như vậy. Đại công tử của nhà họ Trần Trần Thượng Trung lạnh lùng hừ nói. Văn kiện này nếu trên đó có dấu của quân khu, còn có dấu của chính phủ, các cậu nói ăn bản và dấu này là giả sao? Trần Nhiệt Hỏa bình tĩnh lại, nhặt văn bản lên nói. Không đến 2 ngày có thể có nhiều dấu như vậy, nhất định là giả tạo. Diệp Phàm cũng không phải thiên thần, chỉ chạy nhiều ngành như vậy cũng có thể ngất. Huống chi văn bản này chắc chắn còn phải kiểm tra thực hư, cuối cùng còn phải phê duyệt, không có mấy tháng là không thể có. Trần Thượng Trung hừ lạnh nói. Thượng Trung, con nói Diệp Phàm làm giả. Trần Nhiệt Hỏa nhìn con trai một cái hỏi. Chắc chắn là giả. Trần Thượng Trung khẩu khí 9 phần chắc chắn. Hắn hẳn là không dám, đồ giả này nhất định sẽ điều tra ra. Giả mạo dấu của quân khu Bắc Kinh, lại còn dấu của chính phủ, mũ của hắn còn chưa đủ. Diệp Phàm có thể ngồi đến vị trí ngày hôm nay, tuyệt đối không thể phạm một sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Hơn nữa, hắn biết chúng ta có thể kiểm tra cũng không thể đưa lên tận cửa có phải không? Trần Khôi lắc lắc đầu. Không giả anh đi làm thử xe, không chỉ nói 2 ngày, dù là cho anh 1 tháng có thể làm thì Trần Thượng Trung tôi bội phục anh. Trần Thượng Trung hiển nhiên mất hứng. Nghĩa Đông, con nói đi. Trần Nhiệt Hỏa quay sang hỏi đứa con nhỏ. Không phải là giả, Diệp Phàm không cần phải làm như vậy. Dù là nói dối thì đến tay tập đoàn Thủy Đông chúng ta cũng đến tay nhà nước, hắn không thể liều lĩnh như vậy. Còn trong 2 ngày có thể làm ra những thứ này, chắc chắn có thủ đoạn đặc biệt. Có lẽ cùng không thể làm rõ mọi chuyện. Thông qua một ít đường ngang ngõ tắt hoàn thành việc này. Nếu không làm minh bạch thì trong 2 ngày em cũng không thể làm được việc này. Trần Thượng Trung nhìn em trai nói. Nếu người ta có năng lực đặc biệt. Trần Nghĩa Đông cãi. Được rồi, dấu này chắc chắn không giả, Diệp Phàm sẽ không ngu ngốc như vậy. Các con có thể thấy được cái gì? Trần Nhiệt Hỏa hỏi mấy đứa con. Người này năng lượng kinh người, mặc dù là đi đường ngang ngõ tắt cũng thật đáng sợ. Có thể trong 2 ngày lo xong việc này, đây quả thực không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Trần Nghĩa Đông không ngờ vẻ mặt bội phục. Đường ngang ngõ tắt, đây chính là không dễ đi. Xem đây là dấu ở đâu, quân khu Bắc Kinh, Ủy ban Nhân dân Bắc Kinh. Đây là 2 nơi nào? Trần Thượng Trung châm chọc nói. Chủ tịch, đây có phải chứng tỏ quan hệ của Diệp Phàm và bộ đội rất tốt không? Mà bên Ủy ban Bắc Kinh thì dễ hiểu, Ngô Chính Phong tự thân xuất mã hoàn toàn có thể đóng dấu này. Nhưng bên phía bộ đội thì khá khó hiểu. Trần Khôi nói. Có Kiều Hoành Sơn ở đó, dấu gì không thể lấy được. Trần Nhiệt Hỏa hừ lạnh một tiếng. Kiều Hoành Sơn, khó trách. Trần Khôi gật gật đầu nhìn Trần Đông liếc mắt một cái nói. Việc này thật đúng là khó giải quyết. Đối mặt với 2 con dấu cực mạnh này,
chúng ta phải đấu với một di sản văn hóa có lẽ khó khăn rất lớn. Đây không phải là đi ngược lại quyết định của chính quyền sao? Đương nhiên cũng không phải không thể đi ngược lại, có chứng cứ có thể đi ngược lại. Nhưng gần nhất chúng ta không thể dậy nổi, chúng ta không thể tiếp tục kéo dài. Đối với Diệp Phàm thì không sao cả, không thể kéo dài là chúng ta, cho nên, phải nhanh chóng giải quyết việc này, muốn giải quyết, phải có quan hệ. Ôi, còn phải đi một chuyến. Trần Nhiệt Hỏa gật đầu nói. Buổi chiều tà, Trần Nhiệt Hỏa dẫn theo mấy người đến tứ hợp viện. Một ngày đến một lần, ông chạy trốn như thế thì khó chịu, Tiểu Trần, chắc chắn vẫn là chuyện hôm qua đi. Ngư lão mở mắt ra hỏi. Không có cách nào, còn phải đềm tìm ông già, tôi thật sự có chút sơn cùng thủy tận. Trần Nhiệt Hỏa vẻ mặt chua xót. Việc này có thể làm cho ông lo đến mức như vậy. Diệp Phàm chẳng lẽ là người có khả năng đó. Lão Ngư cũng hơi vẻ tức giận, cả người ngồi dậy. Sau đó chỉ vào ghế nhỏ đối diện nói. Ngồi xuống Tiểu Trần, từ từ nói. Tôi thật sự muốn xem Tiểu Hầu Tử thật đúng là có thể ngất trời như thế nào. Thiên hạ này còn là thiên hạ thế hệ chúng tôi gây dựng nên. Hắn là công phu sư tử ngoạm, cuối cùng có mánh lới. Trần Nhiệt Hỏa lấy ra tài liệu liên quan. Muốn có tài liệu này đối với có người thì khó như lên trời, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói cũng không khó làm được. Bởi vì hắn có thể làm được điều kiện. Lão Ngư nhìn gật đầu nói. Lão Ngư, chẳng lẽ còn thật sự có cánh quân Hoài Đông? Trần Nhiệt Hỏa khá nghi ngờ nói. Tôi cũng không rõ ràng lắm, cánh quân là kết quả của một thời kỳ đặc biệt. Năm 1927, khởi nghĩa Nam Xương bộ đội trú ở ngoài thành. Sau đó Hồng quân Trung Quốc cũng có vài chỗ, đội du kích cũng có cánh quân. Thời kỳ kháng chiến chống Nhật, đảng lãnh đạo du kích cũng gọi là cánh quân. Chiến tranh giải phóng lúc đầu, hình thành 27 cánh quân dã chiến, với 6 lữ đoàn dã chiến. Cánh quân thường gồm 3 sư đoàn hoặc lữ đoàn, thuộc quân dã chiến hoặc quân khu. Lúc đó cũng khá hỗn loạn, cánh quân to nhỏ không ít. Nhưng, Diệp Phàm dùng mánh lưới này, nhất định có cánh quân Hoài Đông. Chẳng qua, chỉ là cánh quân có lẽ người không nhiều lắm, có thể là cấp sư, cũng có thể là cấp lữ đoàn thôi. Nếu như hoàn toàn giả tạo, dấu của quân khu không thể đóng. Việc này quân khu Bắc Kinh chắc chắn đã kiểm tra. Mà chính quyền Bắc Kinh cũng đã điều tra tài liệu, điểm này không cần phải nghi ngờ gì. Ngư lão nói, chẳng lẽ cứ để Diệp Phàm dùng mánh lưới này đến ngoạm tập đoàn Thủy Đông của chúng ta? Trần Nhiệt Hỏa hừ nói, ông nói thật với tôi, khu đất của họ bán đấu giá có giá trị gì không? Ngưu lão cũng không dễ lừa, nghiêm túc. Trần Nhiệt Hỏa sửng sốt, mặt hơi đỏ lên nói, thực tế bán đấu giá thật khó tính. Nhưng năm trước gần đó chính quyền có bán đấu giá ột khu đất. Nếu tham chiếu khu đất đó thì giá trị khối đất thường trú khu Giang Hoa ở Bắc Kinh không ít tiền. Giá trị bao nhiêu? Ngư lão hỏi nhanh. Đại khái trên dưới 300 triệu, nhưng Diệp Phàm muốn 5 triệu, đó là công phu sư tử ngoạm. Chúng ta đã đồng ý bồi thường 10 triệu cho tổn thất cho bọn hắn, đây là vượt quá tổn thất thực tế. Chỉ tòa nhà kia thì đáng giá mấy đồng, dù đập hư hết xây một tòa khác cũng 5-6 triệu. 10 triệu tuyệt đối là hơn, nhưng hắn còn không chịu, lại dùng mánh lưới khu di tích cánh quân, rõ ràng là muốn lừa bịp tống tiền chúng ta. Thằng nhóc này đừng nhìn hắn trẻ tuổi, hạ thủ so với lang sói còn đáng sợ hơn. Trần Nhiệt Hỏa nói, các cậu đồng ý cấp nhiều hay ít? Ngư lão hỏi, chúng tôi đồng ý ít hơn, chỉ 100 triệu. Ngư lão cũng biết, đầu tư 700 triệu, nếu dùng 3-400 triệu để mua đất, thì xây dựng không còn mấy. Trần Nhiệt Hỏa nói, hậu quả khá nghiêm trọng, chỉ sợ đến lúc đó tiền vốn không đủ làm cho dự án kéo dài, chúng tôi không thể kéo dài. Một năm lãi suất ngân hàng đã mấy triệu, nếu vẫn kéo dài không sinh lợi thì tập đoàn chúng ta có khi phải đóng cửa. Đây là liên quan đến sinh tử của tập đoàn chúng tôi. Việc này thật là các cậu đối lý, nếu trước các cậu không làm như thế, Diệp Phàm cũng không nắm được nhược điểm, cũng không xảy ra những chuyện phía sau. Hiện giờ đã rơi vào bẫy của hắn, các cậu muốn rút ra, nhổ ra cũng có chút phiền phức. Nếu Diệp Phàm cứ nắm việc này không thay, hy sinh để làm chuyện này, Ngô Chính Phong không phải là người thiện. Nếu tiếp tục tra xuống Nghĩa Đông sẽ khá bị động, lần này cậu gặp một đối thủ khó chơi, dù tôi cũng khá bội phục người trẻ tuổi này. Khó trách tuổi còn trẻ có thể đi đến bước hôm nay. Tôi nghĩ, nhà họ Kiều hỗ trợ hắn không ít, nhưng tự tố chất bản thân hắn vượt qua thử thách mới là trụ cột. Vốn chuyện này thật muốn hỏi đến, chúng ta hoàn toàn có thể tra lại văn bản này.
Tuy nói có mánh lới cánh quân Hoài Đông, nhưng thủ đoạn của Diệp Phàm cũng không quang minh chính đại, tra ra, chắc chắn cũng có thể làm ra một chút vấn đề. Chẳng qua, chúng ta không thể làm như vậy cũng không có gì tốt với cậu. Bọn họ chẳng qua lấy thời gian ngắn, hoàn toàn có thể lấy việc đặc biệt để lừa dối có phải không? Nhưng, hiện giờ các cậu muốn không đầu tư nữa còn kịp sao? Ngư lão nói, không thể rút lui, tên đã trên dây không thể không bắn đi. Nếu hiện giờ triệt, tổn thất của chúng tôi thảm hại hơn. Hơn nữa, Trần Nhiệt Hỏa tôi cũng không muốn làm con rùa rụt đầu như vậy. Đây không phải là phong cách của nhà họ Trần chúng tôi. Tin rằng ngư lão cũng không muốn thấy việc như vậy xảy ra có phải không? Trần Nhiệt Hỏa nói, ôi, nếu cần thiết phát, vậy phải trao đổi với họ. Ngư lão nói, không thể nói, Diệp Phàm khẩu khí quá mạnh mẽ cứng rắn. Chúng ta không thể theo lời hắn, cho bọn hắn 5 triệu chúng ta còn có lợi nhuận gì. Trần Nhiệt Hỏa nói, như vậy đi, lại thêm một chút, vì các cậu đối lý. Khu đất này cậu nói giá trị 3 triệu, có lẽ còn chưa đến mức cao nhất đi. Tiểu Trần, cậu thật đúng là cho rằng tôi mắt đã mở có phải không? Ngư lão đôi mắt không ngờ sắc bén nhìn chằm chằm Trần Nhiệt Hỏa nói. Hơn nữa, có một số việc đối với cậu nói cũng nghiêm trọng có phải không? Việc này, Trần Nhiệt Hỏa do dự. Chương 3161, ngư lão đến nhà họ Triệu. Tiểu Trần, khi nào thì cậu học được cách nói dối trước mặt tôi? Ngư lão hừ nói, nghiêm nhiên có chút không vui. Ngư lão, khi nào Tiểu Trần tôi dám nói dối trước mặt ngài chứ? Nếu ngư lão hỏi, tôi đều nói thật, nhiều nhất là trên 50 triệu, cao hơn là không được, đây là hạn mức cao nhất. Trần Nhiệt Hỏa nói, cậu trực tiếp nói với Diệp Phàm hắn nói thế nào? Ngư lão hỏi, không được, chúng tôi đã thử qua, thằng nhóc này chính là tảng đá dưới hầm cầu, sống chết không buông tha. Hơn nữa, tôi nghi ngờ người này muốn mượn việc này trừng trị nhà họ Trần chúng ta. Tôi không nghĩ rơi vào bẫy của hắn như vậy, cứ tiếp tục như vậy thì nhà họ Trần chúng ta ở Bắc Kinh còn có thể làm gì? Việc này cũng làm ô uế thanh danh của ngư lão có phải không? Trần Nhiệt Hỏa thật sự là quỷ, đem việc này đặt lên cả ngư lão. Nói đến tôi làm gì, cậu còn muốn đùa giỡn trước mặt tôi có phải không? Ngư lão hừ một tiếng, khoát tay áo nói. Việc này để tôi giải quyết. Tôi thật muốn xem thằng nhóc này có thể gây ra sóng gió gì. 8 giờ tối, ngư lão đến nhà họ Triệu. Ha ha, ông bạn, đã lâu không gặp ông đến gặp thua. Triệu Bảo Cương vẻ mặt hồ hởi. Hai người là người cùng thời, quan hệ đương nhiên không tồi, coi là bạn già. Vậy cũng không nhất định, lần trước thua, lần này chắc gì ông đã thắng. Ngư lão cười nói. Hả, có chuẩn bị mà đến. Triệu Bảo Cương sửng sốt, cười nói. Lần này đến không phải chơi cờ với ông, có chuyện tìm ông. Ngư lão nói thẳng ra. Hả, hình như ông chưa từng có chuyện tìm tôi. Tôi đã là lão già về hưu sắp xuống mồ rồi còn có thể giúp ông được việc gì. Hơn nữa, chuyện mà ngư quốc trương ông không thể giải quyết, Triệu Bảo Cương tôi có thể dùng được sao? Triệu Bảo Cương nhưng thật ra có chút ngây người. Vị Diệp Phàm của tỉnh Điền Nam ông có quen không? Ngư lão không nói nhiều lời. Đương nhiên quen. Tôi đã nói với ông về hắn, mấy ngày nữa tôi nhận con gái hắn làm cháu gái. Triệu Bảo Cương gật gật đầu, sau đó nói. Hắn làm gì ông rồi, nhưng người này tính tình quả thật có chút nóng. Không liên quan đến tôi, là con trai của Trần Căn Vượng có mâu thuẫn với hắn. Lão Trần đã mất nhiều năm, năm đó chúng ta còn sóng vai chiến đấu với nhau. Trước khi chết giao cho tôi quan tâm đến con ông ấy. Ông bạn già tuy đã không còn nữa. Nhưng... chuyện người ta giao tôi cũng không đành lòng mặc kệ. Ngư lão nói, đánh bài tình cảm, bởi vì Trần Căn Thượng và ngư lão đều cùng Triệu Bảo Cương chiến đấu với nhau. Mà Trần Nhiệt Hỏa là con trai của Trần Căn Vượng. Ôi! Triệu Bảo Cương thở dài, thật lâu sau hỏi. Ông nói một chút, rốt cuộc sao lại thế? Ngư lão cũng không thêm bất cứ gì, nói sự thật. Ý của ông là bảo tôi bảo Diệp Phàm đồng ý. Triệu Bảo Cương nhíu mày. Đúng vậy. Đây là giới hạn, nếu không phải tôi ra mặt nói chuyện với thằng nhóc này, đó không phải là không xong có phải không? Việc này làm thế, thật phiền. Ngư lão nói. Chỉ sợ thằng nhóc này không đồng ý. Triệu Bảo Cương chau mày, có chút khó xử. Không thể nào, thằng nhóc này như vậy chẳng lẽ còn có thể không nghe lời ông? Tuy nói nghỉ rồi, nhưng lời nói của ông vẫn khá có phân lượng. Ngư lão sửng sốt,
nhìn Triệu Bảo Cương khó xử cũng không phải là giả, trong lòng cũng 10 phần nghi hoặc. Ôi, ông không hiểu được tính của hắn. Trước kia khi còn tại chức hắn còn không nghe tôi, nên đừng nói đến hiện giờ. Tôi cũng vì thích tính cách này của hắn nên mới nhận con gái của hắn làm cháu gái. Đương nhiên tôi cũng rất yêu quý đứa bé. Hơn nữa, năm đó hắn vừa mới tốt nghiệp đã làm trưởng thôn một thôn. Không ngờ dám cãi lời một ủy viên thường vụ tỉnh ủy Tề Chấn Đào. Triệu Bảo Cương nói. Thế thật sao? Ngư lão ngạc nhiên, sau đó nói. Tề Chấn Đào hình như là con trai của lão Tề từng là chủ tịch tỉnh Giang Đô đúng không? Ủy viên thường vụ tỉnh ủy mà không làm gì được một trưởng thôn, chức vụ của hắn hình như hơi vượt cấp. Lúc ấy chính là thế thôi, là lãnh đạo tầng thấp nhất. Nhưng, hắn bị người ta điều đến thôn đó. Triệu Bảo Cương nói. Bị người ta làm như vậy chứng tỏ hắn cũng không có bối cảnh gì có phải không? Ngư lão ngạc nhiên hơn. Ôi, xuất thân bình thường, cha hình như là chủ nhiệm phòng lao động huyện Cổ Xuyên, mẹ là cô giáo. Trong nhà 8 đời tổ tông cũng chưa từng làm lãnh đạo. Thật ra là một gia tộc không đáy. Triệu Bảo Cương nói. Lợi hại, khó trách dám ép đứa con của lão Trần đến mức không thở nổi. Ngư lão thở dài nói. Như vậy đi, nhắc lại một chút. Tôi sẽ nói lại chuyện này với hắn. Tin rằng hắn sẽ nể mặt Triệu Bảo Cương tôi một chút. Tất cả mọi người cùng lui một bước có phải không? Triệu Bảo Cương cười nói. Được, vậy quyết định như vậy đi. Bên chỗ Tiểu Trần tôi sẽ khuyên y, ôi, việc này chính là phiền toái. Ngư lão thở dài. Không cần phiền, chúng ta chơi cờ. Đối với con trai của lão Trần chỉ là vấn đề kiếm tiền ít đi một ít thôi. Tin rằng, với tài sản của nó... 500 triệu cũng không là gì. Triệu Bảo Cương nói. Cũng đúng, chúng ta chơi cờ. Ngư lão gật gật đầu, sau đó nói. Nhưng, có cơ hội tôi thật sự muốn gặp thằng nhóc đặc biệt này xem nó có 3 đầu 6 tay không. Ông bạn, nghe giọng hình như có chút không phục. Triệu Bảo Cương nói đùa. Có chút đúng vậy, tôi đã liệt hắn vào đối thủ khó chơi. Nhiều năm như vậy không làm việc, thật ra chơi một chút cũng thú vị, coi như là tìm niềm vui tuổi già. Ngư lão cười nói, chơi thì chơi, nhưng đừng quá là được, tôi muốn nhắc nhở ông một chút ông bạn, hắn không riêng gì có nhà họ Kiều làm hậu thuẫn. Nghe nói nhà họ Phí đối với hắn cũng không khác gì nhà họ Kiều. Hơn nữa, thằng nhóc này tự thân cũng rất có năng lượng. Ngay cả chủ tịch đường cũng tặng chữ cho hắn, ông xem, tôi và ông cũng chưa có cơ hội có được chữ của đích thân chủ tịch đường. Triệu Bảo Cương đương nhiên bảo vệ Diệp Phàm, nếu thực gặp lão Ngư thì cũng là phiền toái. Đến lúc đó làm cho tất cả mọi người không thoải mái cũng không có ý nghĩa. Tôi càng có hứng thú. Ngư lão hai mắt sáng lên. Nhìn như vậy giống là như trên chiến trường vậy, tính hiếu thắng của ông vẫn không thay đổi được. Triệu Bảo Cương trêu. Uống rượu ngắm trăng sáng chúng ta sẽ không, đó là việc của những nhà thơ. Nhưng, chiến tranh thì chúng ta đã đi qua, trong tay tôi cũng từng dính máu tươi của không dưới 10 tên địch. Ngư lão cười lớn. Nói rất hay. Triệu Bảo Cương cũng hào khí lên. Nhưng, ông bạn, ngàn vạn lần đừng mặt xám mày cho. Chỉ với hắn, một thằng nhóc còn chưa trưởng thành, không quá mức như vậy chứ ông bạn. Ngư lão căn bản không tin. Ha ha, tuyệt mệnh hấp dẫn. Triệu Bảo Cương cười thần bí, cuối cùng không nói gì. Trong vòng 2 ngày, tập đoàn Thủy Đông đã ký kết xong việc mua lại khu đất văn phòng đại diện của Giang Hoa tại Bắc Kinh, 400 triệu. Vì tập đoàn Thủy Đông nhất thời không có 400 triệu, cho nên, chuyển khoản 3 triệu, 1 triệu là khu Giang Hoa giữ 10% cổ phần trong khu vui chơi Đức Sơn. Hai bên giải quyết xong là tin tốt đối với khu ủy Đức Sơn. Ngô Chính Phong đã hành động, ban đêm đã thả hết người bị giam ra. Đương nhiên, nên xử phạt vẫn phải xử phạt, đó là vấn đề thể diện. Cũng lợi dụng 2 ngày này Diệp Phàm mang Chiến Nhất Cương đến văn phòng của Kiều Hoành Sơn. Khi vừa nhìn thấy lãnh đạo cao cấp của quân đội này Chiến Nhất Cương kích động mất một hồi. Thằng nhóc này, tại sao lại gây sức ép về phía Bắc Kinh? Ngay cả bộ đội chúng ta cũng không buông tha. Xem ra, đồng chí Tiểu Diệp của chúng ta hiện giờ cấp bậc cao, lòng dạ cũng không chừng. Có phải bước tiếp theo muốn gây sức ép đến quốc vụ viện? Kiều Hoành Sơn cười ha hả mắng. Bác trai, cháu nào dám có phải không? Chẳng qua hiện giờ cháu đã nhậm chức ở địa khu Giang Hoa thôi. Mà tư lệnh viên của phân quân khu Giang Hoa Chiến Nhất Cương rất quan tâm đến việc di rời thủ phủ địa khu Giang Hoa. Mấy ngày nay luôn lo lắng cho việc di rời của phân quân khu, tôi cũng không đành lòng. Quân đội của các bác phải có cách.
Diệp Phàm cười nói. Hả, cậu cũng biết sợ sao? Kiều Hoành Sơn vẻ cực kỳ thân thiết. Đương nhiên sợ, ngành khác chúng ta còn có thể nắm được, quân đội các bác không giống thế. Nhìn thấy đều là tướng quân đại tá, nhìn đã sợ. Diệp Phàm nói. Cậu nhóc, tránh ra, tôi muốn đồng chí Nhất Cương nói chuyện này. Kiều Hoành Sơn cười đuổi Diệp Phàm đi. Bác trai, bác quan tâm chút, tư lệnh viên chiến có thể hay không cũng là hoàn thành công việc của cháu. Diệp Phàm giả mặt quỷ, đi ra gian ngoài. Tránh ra một bên đi. Kiều Hoành Sơn tức giận hừ nói, thấy Diệp Phàm và Kiều Hoành Sơn như thế, Chiến Nhất Cương trong lòng lại càng chắc chắn thêm. Diệp Phàm muốn đến Bắc Kinh phê duyệt, thật ra làm cho địa khu Giang Hoa và tập đoàn Hoành không được chú ý. Mà Che Thiệu Trung còn đồng ý trong thời gian này ở lại công ty để chủ trì công tác của Hoành không. Chủ tịch địa khu Giang Hoa Chu Gia Sinh trong khoảng thời gian này biểu hiện rất tích cực, quy hoạch di rời trung tâm đã được phê duyệt. Đã bước vào giai đoạn khởi công xây dựng. Đầu tháng 11, người đã đến đông đủ, quân của Diệp Phàm đi thẳng đến thành cổ Lâu Lan. Diệp Phàm muốn trước lễ nhận cháu gái của Triệu Bảo Cương tìm ra dược liệu. Diệp Phàm muốn phối chế sinh mệnh tiềm lực hoàn, phần quà này là quý nhất đối với Triệu Bảo Cương. Triệu Bảo Cương cơ thể tốt hơn, có thể sống lâu thêm vài năm, đối với Diệp Phàm cũng có lợi. Dù sao, hai bên sau này có quan hệ này, có chút tác dụng. Diệp Phàm dẫn theo Vương Nhân Bàng, Trương Ẩn Hào, Vương Long Đông, Sa Thiên, Ngưu Bá cùng Phí Nhất Độ, Thủy Mẫu tổng cộng 7 người làm tổ công khai. Mà Ngô Tuấn, Hồng Ta, Mao Ni là tổ bí mật. Hai tổ cùng nhau xuất phát đến Lâu Lan. Hẹn gặp Thất Gia ở thị trấn Hà Tây cách Lâu Lan gần 100 km. Thị trấn Hà Tây là một thôn thí điểm lớn, nghe nói thị trấn có mấy nghìn người. Đây là khu vực bị bao vây bởi sa mạc, đi tiếp chính là khu sa mạc mênh mông. Chương 3162, người dẫn đường. Thất Gia vẫn mặc cái áo vải mà thường ngày ông vẫn mặc nhưng lại đi giày thể thao. Suy cho cùng vẫn là sự kết hợp chênh lệch trong ăn mặc của ông ta. Hai bên chạm mặt nhau trong một nhà trọ nhỏ ở thị trấn Hà Tây, Diệp Phàm phát hiện Thất Gia có dẫn theo 6 người, trong đó có 3 người mà Trương Ẩn Hào giới thiệu là đại tướng trong quân ngũ. Khi vào vùng sa mạc mọi người nên chỉ đem theo những thứ cần thiết, có tiểu tử họ Trương ở đây mọi người đỡ được khá nhiều việc đấy. Thất Gia nhìn quanh nhóm người của Diệp Phàm nói. Nhưng còn vũ khí thì mọi người đem những gì vậy? Chúng tôi có cái này. Trương Ẩn Hào vỗ vỗ vào súng đeo bên hông rồi nói. Vẫn còn mấy khẩu súng trường, đều là hàng đắt tiền của Nga, mua ở chợ đen đấy. Đưa đây xem nào. Thất Gia nói, Trương Ẩn Hào thấy vậy ném một khẩu súng qua, Thất Gia vừa đỡ lấy súng, tháo băng đạn ra một cách thành thạo, xem ra ông ta cũng là một tay dùng súng lõi đời. Tuyệt, đích thị là một trong 10 loại súng trường nổi tiếng trên thế giới. Nghe nói trong vòng một dặm có thể đánh bạo khinh loại xe thiết giáp. Uy lực bất phàm, Thất Gia thuộc như lòng bàn tay. Diệp Phàm cười thầm trong lòng vì cái loại súng này đã sớm được điều chỉnh qua tổ A rồi. Nhưng uy lực của nó tuyệt nhiên không kém hơn loại súng trường laser cũ của Mỹ có thể đánh bại xe thiết giáp trong vòng 2 dặm. Đương nhiên, vẫn còn một số vũ khí đặc biệt của tổ A chế tạo ra, Diệp Phàm không có ý trưng ra đây, phía Thất Gia lấy vũ khí lạnh là chính đương nhiên cũng không hiểu được 3 khẩu súng AK-47 từ đâu ra. Nhưng so với những trang thiết bị của nhóm người Diệp Phàm thì cũng thuộc vào loại lỗi thời. Đương nhiên Thất Gia làm được những việc này thì cũng chứng tỏ ông ta có những bản lĩnh nhất định. Vậy phải xem nó phát huy trong tay ai, nếu không nó chỉ là một thứ đồ chơi không hơn. Lúc đó chẳng khác gì một cái miệng lộ ra 2 cái răng, thằng bé châm biếm. Người này chính là Hổ Sĩ, một trong 3 đại tướng của Thất Gia. Ha ha, tôi không có sở trường dùng súng. Tuy nhiên tin chắc là dùng cái này cũng có thể đánh bại ông. Vương Nhân Bàng châm chọc nói. Hổ Sĩ tôi không phải là cọc gỗ. Hổ Sĩ hừ nói, hiển nhiên ông không đánh nổi tôi. Nói vậy cũng không chính xác, tôi làm thuê cũng gọi là đang làm mà. Vương Nhân Bàng nói xen vào. Được rồi, buổi tối chúng ta nghỉ ngơi cho khỏe, sáng sớm mai xuất phát, trước khi xuất phát vẫn phải kiểm tra lại một chút, kẻo thiếu cái gì là phiền to đấy. Thất Gia giảng giải. Thất Gia, người hướng dẫn đâu? Diệp Phàm hỏi. Chờ chút tới ngay, Thất Gia nói. Hai bên đang ăn cơm thì lúc này có một người có vết sẹo trên mặt tới, vết sẹo này phải dài đến 10 mấy cm, giống như một con giun dài bò trên mặt. Người này ăn mặc thật không dám khen, hoàn toàn giống như người từ Afghanistan đến vậy.
tóc không những rối tung mà người còn mùi hôi rất khó chịu khiến khô nhóm người Vương Nhân Bàng và Vương Long Đông phải cau mày bịt mũi. Đứng cách xa lão đó một chút. Vương Nhân Bàng không chịu được hướng về phía lão đó nói to lên. Anh tên gì để tôi ghi lại? Người này nhìn Vương Nhân Bàng mà không có vẻ gì là sợ hãi. Lão ra đây tên Vương Nhân Bàng, sao hả? Vương Nhân Bàng hắng giọng nói, che mũi uống một ngụm canh có mùi khó ngửi. Tôi nhớ anh rồi, người này gật gật đầu không hề tức giận. Còn chưa xéo đi à, Vương Nhân Bàng quát lớn. Diệp tiên sinh, anh nên quản lý thuộc hạ của mình cho tốt, ở đây tốt nhất là đừng có đắc tội với người khác. Người anh em này là người hướng dẫn chúng ta từ nay về sau, các ông gọi anh ta là Thiết Cùng là được rồi, ở sa mạc chúng ta còn phải dựa vào anh ấy đấy. Tay thuộc hạ này cũng quá là hung hãn, về sau phải chú ý, phải tôn trọng Thiết Cùng một chút, nếu không chúng ta bị đưa đi đâu thành ma quỷ thì cũng đừng trách tôi. Thất gia hắng giọng nói. Thiết Cùng, xin chào, tôi là Diệp Phàm. Diệp Phàm chào hỏi. Không ngờ người hướng dẫn mà thất gia mời lại là anh ta, Vương Nhân Bàng bất giác ngạc nhiên một chút. Người hướng dẫn, anh tắm cũng nên tắm cho sạch sẽ chứ. Phí Nhất Độ lên tiếng. Chê tôi hôi thì các ông đi tìm người khác, tôi không tiếc chút tiền các ông trả để dẫn đường đâu. Thiết Cùng lạnh lùng nói, nhìn thẳng vào nhóm người của Diệp Phàm. Mọi người hiểu lầm rồi, bây giờ mọi người cảm thấy rất hôi, thực tế là ngày mai sau khi vào sa mạc, chúng ta đều rất hôi. Thất gia nói, đều rất hôi, là sao hả thất gia? Vương Nhân Bàng không tin kéo dài giọng hỏi. Trên người anh ta có bôi một loại thuốc chống độc côn trùng, gọi là Thố Lý Vương. Loại thuốc này rất quý, có thể khiến cho các côn trùng độc hại tránh xa khi đi trên sa mạc. Đương nhiên không thể khiến cho toàn bộ côn trùng độc hại tránh xa ra, chỉ là có còn hơn không, thất gia nói. Thà chết cũng không bôi cái này. Vương Nhân Bàng nói. Bôi hay không bôi tùy anh, tôi chỉ nhắc anh một chút nếu anh cứ nhất mực không bôi tôi cũng chẳng có cách nào, đến lúc đó mất mạng thì đừng trách tôi. Thất gia chau mày, lạnh lùng nói. Mạng của tôi là của tôi, ông không phải bận tâm. Vương Nhân Bàng nói. Đủ rồi Nhân Bàng, anh bắt buộc phải bôi thuốc. Diệp Phàm hạ lệnh. Được rồi, tôi bôi là được chứ gì. Vương Nhân Bàng đành phải gật đầu, làm cho thất gia lại phải nhìn sang Diệp Phàm, cảm thấy vị thư sinh Diệp Phàm này uy lực quả là không nhỏ. Vừa rồi tên họ Vương thật giống như là tên càn quấy, không ngờ chỉ một câu nói của chàng trai trẻ này mà đã làm cho hắn phải nghe lời. Kiểu người này thường chưa nhìn thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Thất gia xem ra đã già, ông ta tin tưởng vào trực giác của mình. Xin lỗi, tôi không thể đưa thuốc Thố Lý Vương cho anh Vương được. Không ngờ Thiết Cùng lại nói. Được, 7 người chúng tôi ở đây anh cho 6 người là đủ rồi. Diệp Phàm liếc nhìn anh ta một cái, hừ nói. Tôi sẽ cho các anh 6 phần. Thiết Cùng nói. Nhưng tôi phải nhắc nhở các anh một chút hiệu lực của thuốc Thố Lý Vương này có thể chỉ kéo dài được 5 ngày. Nếu các anh lấy thuốc cho 6 người mà dùng cho 7 người thì hiệu quả sẽ không duy trì đủ cho 5 ngày vì số lượng không đủ sẽ giảm đi 2 ngày thậm chí sẽ không có hiệu quả. Đến lúc đó đừng có trách Thiết Cùng tôi đã không nhắc nhở các anh. Điều này anh không phải bận tâm, chúng tôi tự sắp xếp. Diệp Phàm khoát tay, có chút không hài lòng đối với người này. Ăn xong cơm, Thiết Cùng bị thất gia gọi lại, cùng với Diệp Phàm 3 người cùng ngồi nói chuyện. Anh Diệp. Thiết Cùng tôi trước đây có mang ơn thất gia, nếu như không nể thất gia thì các anh dựa vào chút tiền này làm sao có thể gọi được tôi. Thiết Cùng nói, ha ha, chúng tôi chỉ là muốn tìm hiểu một chút tình hình của tổ chức 13 áo xanh, anh có biết chi tiết về bọn họ không? Diệp Phàm cười nhẹ, tổ chức thập tam thanh y, các anh hỏi họ để làm gì? Thiết Cùng sửng sốt, dường như có chút cảnh giác. Anh chỉ quan tâm đến việc cung cấp thông tin về họ là được rồi. Chúng tôi còn có thể cho anh một khoản lớn với các thông tin này, Diệp Phàm nói. Được, tôi chỉ cho các anh một chút tình hình về họ, những cái khác đừng gọi tôi. Thiết Cùng gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, khoản này anh Diệp cho tôi bao nhiêu? Cầm lấy, đây mới chỉ là một nửa, sau khi về sẽ đưa nốt cho anh nửa còn lại. Diệp Phàm với tay ném qua 2 xấp tiền mặt. Thiết Cùng đỡ lấy xem, gật đầu nói. Đủ rồi. Nghĩ rồi nói. Tổ chức thập tam thanh y trước đây ở thời kỳ cổ đại làm công việc giết người cướp của, giờ xã hội hiện đại rồi họ không thể làm cái công việc đó được. Nếu không sẽ sớm bị công an hoặc cảnh sát biên phòng tiêu diệt. Trang thiết bị của cảnh sát ở xã hội hiện đại tinh vi hơn rất nhiều so với thời cổ đại.
nhưng ở sa mạc vẫn có rất nhiều chuyện có thể làm nên luật nhân quả, trước đây là phường cướp bóc, giờ họ đã trở thành người bảo vệ. Mở một công ty bí mật, chuyên làm về các mảng công việc ví dụ bảo vệ an toàn cho mọi người khi đi trên sa mạc, hướng dẫn viên du lịch, hướng dẫn các nhà khảo cổ đến thám hiểm sa mạc. Nếu như được trả giá cao lại còn có thể giúp anh làm một số việc chỉ có thể tiến hành trên sa mạc. Hơn nữa mấy nghìn năm về trước họ đều xuất thân từ vùng biển, do vậy họ rất thông thuộc vùng này. Cho nên còn có thể cung cấp một chút manh mối cho những nhà tham hiểm, dù sao việc gì thì họ đều chấp nhận làm, chỉ cần có liên quan đến vùng này là được. Hơn nữa, giá có thể cao nhưng có thể đến được sa mạc đều là người có tiền, không họ cũng chẳng để ý đến điều này. Công ty này của họ làm những công việc khá phức tạp. Diệp Phàm hừ một tiếng rồi nói. Dường như trong đó còn có một số việc mà không ai biết hay sao ấy. Ha ha, điều này thì tôi không biết rõ lắm, thực ra, tất cả những điều này là do ông già tôi nói vậy. Người già thường làm công việc hướng dẫn, đương nhiên cũng từng nghe nói câu chuyện về họ, mà khi tôi 18 tuổi đã từng nghe lời răn dò của người già, đến nay cũng đã là 20 năm rồi. Tôi đã từng dẫn đoàn đi trên sa mạc, từng dẫn đoàn khảo cổ, có lúc còn dẫn đoàn cho cả nhóm bộ đội đi vào sa mạc nữa. Đương nhiên họ không trả giá hậu hĩnh như anh. Thiết Cùng nói. Thiết Cùng, anh vẫn chưa nói rõ tình hình hiện tại của họ, ví dụ như công ty của họ hiện tại mở ở đâu, tổ chức thập tam thanh y cụ thể là có bao nhiêu người, còn nữa, tổ chức của họ như thế nào? Thất Gia hỏi dồn dập. Thất Gia, tôi cảm thấy lần này các ông đến đây không đơn giản là chỉ để tìm kiếm khảo cổ đúng không? Thiết Cùng nói. Đừng loanh quanh nữa, anh cứ trả lời câu hỏi của tôi là được rồi, những cái khác anh đừng xen vào. Anh là người chỉ đường mà, anh nên hiểu rõ điều này. Chỉ cần người thuê trả tiền, anh cứ chỉ dẫn đúng đường, tức là nếu anh có nhìn thấy người thuê có giết người thì anh cũng coi như không nhìn thấy gì. Cho nên, chuyện không liên quan thì đừng quản, hỏa tại miệng mà ra, câu này khá phù hợp với các anh đấy. Thất Gia lạnh lùng nói. Thất Gia, ông già nhà tôi nợ ông một mạng, nếu không tôi rảnh rỗi gì mà đi quản việc của các ông. Được rồi, tôi nói là xong chứ gì. Nhóm thập tam thanh y hiện nay không còn nhiều nữa, ở thời cổ đại xa xưa họ có đến mấy trăm người, là một trong những đoàn ngựa thổ hung hãn nhất sa mạc. Bây giờ khôn ổn nữa, không những phải chuyển đến chỗ bí mật mà số lượng lại giảm xuống, những người có bản lĩnh đều từ bỏ rồi. Tuy nhiên, nền móng của nhóm thập tam thanh y cũng có thể nói là khung sườn vẫn còn, nghe nói mấy chục năm trước tổ chức thập tam thanh y xảy ra nội chiến, rất nhiều người chết và bỏ trốn. Từ đó về sau, tổ chức thập tam thanh y càng ngày càng suy sụp, bây giờ nghe nói chỉ còn mấy chục người ngựa thôi. Nhưng những người sau khi rời tổ chức thập tam thanh y giờ lại được bổ sung đầy đủ rồi, nếu bàn về công phu quyền cước thì tôi không được rõ lắm. Tuy nhiên, được họ bảo vệ thì những người đến thám hiểm khảo cổ trên sa mạc về cơ bản không phát xảy ra chuyện gì cả. Cho nên danh tiếng của họ ở phương diện này lại rất tốt. Công việc này họ làm cũng không tồi, còn nữa. Nếu anh thích tác phẩm này thì hoan nghênh anh đến gửi phiếu giới thiệu, vé tháng. Sự ủng hộ của anh chính là động lực lớn nhất cho tôi, xin mời người sử dụng đến đọc xem. Chương 3163, dò xét tỉ mỉ. Anh nói xem, chúng ta có thể trực tiếp mướn bọn họ được không? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên là được, tuy nhiên, phải xem mọi người thế nào đã. Nếu thực sự mọi người có ý này, tôi sẽ nhờ người giới thiệu. Thiết Cùng nói. Có thể đến trực tiếp chỗ bọn họ, nghe nói bọn họ đang tiếp khách ở sườn núi Thanh Vương. Đi qua chỗ này là có thể liên hệ với bọn họ. Diệp tiên sinh, ý của anh như thế nào? Thất Gia hỏi. Chúng ta đi trực tiếp đến đó, đó là cách tốt nhất. Diệp Phàm nói. Ừ, nếu phái 13 người mặc đồ đen đến, việc khảo cổ và thám hiểm của chúng ta sẽ an toàn hơn. Dù sao bọn họ cũng quen thuộc đường đi. Hơn nữa. Một số đầu mối khảo cổ chúng ta cũng phải nhờ bọn họ cung cấp cho chúng ta. Thất Gia nói. Vậy được, 6 giờ sáng ngày mai sẽ xuất phát. Tôi cho mọi người 27 con lạc đà. Mỗi người một con, còn lại thì dùng để kéo hàng. Thiết Cùng nói. Có thể lái xe đi không? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên là có thể, tuy nhiên, ở giữa sa mạc cũng không có đường đi đâu. Chỉ có thể dùng kinh nghiệm và cảm giác để xác định phương hướng thôi. Giữa sa mạc này có rất nhiều nguy cơ, ví dụ như chảy cát thì ngay cả xe ô tô cũng không thể ngăn cản được. Còn có mạch nước ngầm, cống ngầm, chỉ cần xe rơi vào một trong những nơi đó là sẽ không ra được. Hơn nữa, còn có nguy cơ bị chôn sống. Tuy nói lạc đà là động vật,
nhưng chúng ta gọi nó là con tàu của sa mạc. Nó có khả năng nhất định để chống đỡ với cát của sa mạc. So với sử dụng ô tô thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa, khả năng sinh tồn tốt hơn so với ô tô. Thiết Cùng nói. Huống chi, các anh đến đây để thám hiểm khảo cổ. Đi thám hiểm mà ngồi trên lạc đà thưởng thức phong cảnh sa mạc, cũng là một lựa chọn không tồi mà. Thì lạc đà vậy, cứ mướn vài con để phòng khi dùng đến. Diệp Phàm gật đầu nói. Thiết Cùng đi ra ngoài sắp xếp. Thất Gia liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, cười nói. Phải chú ý, người này có điểm còn muốn gạt chúng ta, rõ thật là buồn cười. Ha ha, để ngồi trên lưng con lạc đà đi ra bên ngoài cũng là bình thường. Chỉ cần trong lòng anh ta thoải mái là đủ rồi, để đi một đoạn đường dài. Diệp Phàm cười nói. Thật sự mà nói đương nhiên lạc đà rất tốt, chẳng qua là lạc đà chở không được nhiều đồ bằng xe tải thôi. Thất Gia cười nói. Có phải là Diệp tiên sinh muốn từ trạm tiếp đón lâm thời của thập tam thanh y để đào ra bọn họ không? Điểm này tương đối là khó khăn. Tuy nhiên, tôi nghĩ, chỉ cần chúng ta có thể hé lộ ra một chút. Tin tưởng là Mãn Thiên Vân cũng cảm thấy hứng thú. Diệp Phàm nói. Lúc bọn họ cảm thấy hứng thú, cũng là lúc chúng ta gặp phải nguy hiểm. Bọn họ cũng không phải là người tốt. Một khi đã để lộ, phải luôn luôn đề phòng. Bằng không, ở giữa sa mạc. Phỏng chừng bọn họ sẽ dùng súng trường để loại trừ nhau. Nhân lúc bất ngờ sẽ phóng thương chúng ta nếu chúng ta không đề phòng. Thất Gia nói. Thất Gia nói đúng. Diệp Phàm gật gật đầu. Một lúc sau vào phòng Diệp Phàm chiêu tập nhân lực lại đây nói qua một chút về tình hình. Diệp Phàm, tôi cảm thấy Thiết Cùng có chút vấn đề phải không? Vương Nhân Bàng nói. Mọi người thấy gì vậy? Diệp Phàm liếc mắt nhìn Vương Long Đông Phí Nhất Độ một cái. Có vấn đề hay không nhiều khi rất khó để nhận biết, tuy nhiên, phương pháp phòng ngự là phải có. Như vậy thì từ ngày mai Sa Thiên bắt đầu theo dõi Thiết Cùng là được. Hơn nữa, cũng phải đề phòng Thất Gia, chỉ sợ anh ta lựa chọn hợp tác cùng Mãn Thiên Vân mà bỏ qua chúng ta. Sa mạc này mênh mông, chết vài người thật đúng là thần không biết quỷ không hay. Thân thể bị chôn vùi dưới cát. Vương Long Đông nói, về Thất Gia tạm thời không cần phải suy nghĩ, dù sao. Hợp tác cùng Mãn Thiên Vân không bằng hợp tác với chúng ta. Tuy nhiên, nếu không bắt được Mãn Thiên Vân thì thật sự không thể biết được kho báu. Dưới kho báu, Thất Gia thực có thể có cơ hội khác đổi ông chủ. Cho nên, sau khi chúng ta tiến vào sa mạc sẽ phải chịu mấy hướng công kích. Mà lần này chúng ta tới đây, còn có một nhiệm vụ. Chính là bắt Mãn Thiên Vân. Để cho pháp luật trừng trị bọn họ. Diệp Phàm nói, Mãn Thiên Vân là loại người khôn ngoan. So sánh với chúng ta mà nói, chúng ta vẫn có phần điềm đạm hơn. Thất Gia lựa chọn sói hay là cừu, tôi nghĩ anh ta sẽ sáng suốt lựa chọn. Vương Long Đông nói, chúng ta chính là sói đội lốt cừu. Vương Nhân Bàng vừa nói, tất cả mọi người đều cười to. Rạng sáng ngày hôm sau, thời tiết khu vực phía Bắc khá lạnh. Tuy nhiên, may mắn tất cả mọi người đều có công phu, nên cảm thấy tốt hơn. Còn ở bên này Ngưu Bá đã sớm đem hành lý buộc lên trên lưng lạc đà. Người của Thất Gia cũng mới đến. Chúng ta muốn đi tới Cổ Tinh Tuyệt Quốc trên sườn núi Thanh Vương, mà Lâu Lan lại nằm ở mặt đông bắc của Cổ Tinh Tuyệt Quốc. Thời đó vẫn còn mấy nước như Câu Di, Vu Điền, để nói được ranh giới chính xác, đó là điều không thể rõ ràng được. Cho nên, không cẩn thận là sẽ làm loạn núi Thanh Vương. Cho nên, chúng ta phải đi dọc theo lòng sông Khổng Tước. Tuy nhiên, chỉ là tới gần thôi, ở giữa sa mạc mọi người lúc nào cũng phải cẩn thận, coi chừng có bão cát. Thiết Cùng giao cho nói. Truyền thuyết Lâu Lan biến mất là bởi vì thiếu nước, mà bệnh dịch cũng là nguyên nhân lớn gây nên, chúng chính là cú đánh cuối cùng vào người Lâu Lan. Khi đó, nó là một loại bệnh truyền nhiễm cấp tính đáng sợ, trong truyền thuyết gọi nó là bệnh sốt cao, cả một làng bị bệnh, chết toàn gia đình. Bởi vì thiếu nước, bọn họ không thể không đi ra ngoài. Tuy nhiên, bọn họ không may mắn, trong quá trình di chuyển gặp phải cơn bão cát trước nay chưa từng có. Đó là một cơn bão thật lớn, trời đất u ám, đất đá bay mù trời, tiếng như ác quỷ, không nhìn thấy những tòa nhà trong thành phố, tiếng ầm vang lên. Cả thành phố đều có thể bị vùi lấp, có thể thấy được sự lợi hại của bão cát. Trước sức mạnh của thiên nhiên, con người có vẻ rất nhỏ bé. Vương Long Đông thở dài nói. Mọi người, khi gặp phải bão cát phải nhanh chóng đội khăn lên che mặt. Hơn nữa, còn phải chú ý giảm thiểu diện tích phải chịu lực, vì vậy ghé vào đồi cát là giải pháp cần thiết. Nhưng phải chú ý đến việc lựa chọn phương hướng,
nói như vậy tốt nhất là phải lựa chọn theo hướng ngược gió là tốt nhất. Nếu như chọn thuận theo chiều gió mà nói, như vậy sức mạnh của bão cát có thể xé bỏ được chiếc khăn che mặt, cho dù mọi người có buộc chắc đến mấy cũng là vô ích. Ngay lập tức bão cát sẽ khiến cho một lượng lớn cát bay vào miệng mũi của mọi người. Mà nằm sấp xuống cũng không phải là nằm bất động như cái xác chết, luôn luôn phải cử động cơ thể của mình, như vậy mới có thể bảo đảm cát sẽ không bao phủ khắp người. Việc lựa chọn gò cát mà nói, nên lựa chọn mặt sau gò cát, dường như sẽ tốt hơn, bởi vì mặt trước của gò cát tương đối không tập trung, đương nhiên là đối lập với mặt sau rồi. Không chừng sẽ vùi lấp người, nguy hiểm đến tánh mạng. Đương nhiên, ở đằng sau cũng không có thể cam đoan anh sẽ an toàn, đây chẳng qua chỉ là tương đối mà thôi. Nếu mọi người nghĩ hạt cát có thể bền vững giống như nham thạch đó chỉ là những điều viển vông. Cho nên, tùy nơi tùy thời điểm cần phải cẩn thận mới có thể bảo vệ được tính mạng. Thiết Cùng lặp đi lặp lại lời nói. Trên sa mạc mặt trời chói chang chiếu vào trên hạt cát, vào giữa buổi trưa những hạt cát này trở nên nóng bỏng. Cho dù có đi giày, nhưng vẫn bỏng chân. Đột nhiên nhiệt độ lên cao, may là tất cả mọi người đều ngồi ở trên lưng lạc đà, hơn nữa còn mang đầy đủ nước uống, còn có thể không gặp trở ngại gì. Mà đám người đi theo từ xa, bọn họ dùng cả ô tô lẫn lạc đà. Giữa sa mạc mịt mù này, muốn tìm thấy bọn họ xác suất đúng bằng không. Hơn nữa, cho dù có tìm thấy từ xa, mọi người cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, đi tới Lâu Lan để khảo cổ đội thám hiểm vắng mặt rất ít. Cứ như vậy, nước giếng không phạm nước sông, chẳng ai để ý đến ai cả. Lúc xế chiều, bầu trời bắt đầu lộng gió. Mới bắt đầu là những cơn gió nhỏ, đám người Vương Nhân Bàng cùng với Phí Nhất Độ còn nói là rất dễ chịu. Mọi người cẩn thận nhé, những cơn gió nhỏ này có thể biến thành những cơn gió to. Nếu thật sự như vậy thì mọi người theo sát tôi để tìm chỗ ẩn náu. Thiết Cùng nhìn những cơn gió từ xa, nói. Không lâu sau, gió càng lúc càng lớn. Không được rồi, phải tìm chỗ ngồi tránh đã. Thiết Cùng, Thất Gia và Diệp Phàm cùng nói. Vậy dừng lại nghỉ đã, ngày mai lại đi tiếp. Diệp Phàm gật đầu nói. Không còn kịp rồi, mau tránh đi. Lúc này, Thiết Cùng nhìn, sắc mặt đều thay đổi. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm nhìn xa xa, phát hiện từ xa có những tiếng thì thầm, giống như có toàn mây đen đang trên đường hướng tới mình. Những đám mây thật lớn. Ngưu Bá nhịn không nổi mắng một câu. Đây không phải là mây, đó là cát quỷ. Lúc đầu giống như là mây, nói là gió lớn. Đến lúc đến trước mặt thì đã không kịp nữa rồi. Mọi người mau chạy cùng tôi đi. Thiết Cùng hét lớn lên. Mất cảnh giác thật, nhìn qua giống như là mây. Vương Nhân Bàng mắng một câu. Mọi người nhanh chóng dục lạc đà đi nhanh về hướng núi tọa xa cùng với Thiết Cùng. Tên chết tiệt này, làm thế nào mà chạy nhanh như vậy, chúng tôi không theo kịp được. Ngưu Bá mắng, hình dáng Thiết Cùng càng ngày càng xa. Người này đã quen ở giữa sa mạc, đương nhiên là chạy trốn nhanh rồi. Còn Ngưu Bá mới là lần đầu tiên đến sa mạc, lúc đó chân tay cũng có chút luống cuống. Trước kia Diệp Phàm và Vương Nhân Bàng cũng đã chiến đấu ở giữa sa mạc, cho nên cũng không sợ hãi lắm. Thất Gia, ông mời người đi dẫn đường. Bão cát vừa đến đây đã chạy còn nhanh hơn cả thỏ, căn bản là mặc kệ chúng tôi. Đây là dẫn đường sao? Diệp Phàm hừ một tiếng. Bình thường, tiền tài và tính mạng đều quan trọng. Lúc này anh còn muốn hắn cứu chúng ta mà không tự cứu mình, điều đó chỉ là vớ vẩn. Thất Gia vẫn còn rất bình tĩnh, nhìn xem Thiết Cùng biến mất ở chỗ nào, nói. Chạy theo tôi. Thất Gia thúc giục lạc đà đuổi theo. Nhìn thấy núi cát rất gần, nhưng thực ra tương đối xa. Trong nháy mắt mây cát quỷ đã tới trước mặt, trời đất u ám, mặt trăng bị che khuất. Ngay cả cách nhau có hai thước cũng không nhìn thấy người. Hơn nữa, toàn bộ cát bay vào mồm miệng, Ngưu Bá quay sang chửi mẹ nó. Đừng nói gì, nếu nói cát sẽ bay vào mồm miệng đó. Diệp Phàm vừa lấy tay che miệng vừa la lớn. Ngưu Bá nghe thấy quả nhiên là không dám nói nữa, đi theo sát Diệp Phàm chạy về phía núi cát. Sau 3 phút, cho dù tất cả mọi người đều có kỹ năng, nhưng vẫn thất lạc. Tất cả mọi người chạy về hướng núi cát bằng cảm giác. Ngay cả lạc đà nặng mấy trăm cân cũng bị sự cuồng loạn của cát ma thổi bay vào không trung, túm cũng khó mà túm được. Đi theo tôi. Trong sự hỗn loạn mọi người vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng của Diệp Phàm, mọi người theo tiếng gọi chạy nhanh tới. Cuối cùng tới núi cát thấy một bóng người, Thiết Cùng chọn chỗ ngồi này cũng không tệ lắm. Tạm thời cũng không có phát hiện ra sa băng nào nguy hiểm. Diệp Phàm nghiêng người liếc mắt nhìn Thiết Cùng một cái,
phát hiện cả người anh ta đang ngồi trên cát. Trong lòng có cảm giác dường như là anh ta đang cố ý. Tuy nhiên tạm thời không có chứng cứ nên cũng không có nói gì. Chương 3164, rừng ma. Ngay sau đó kiểm tra quân số, cảm ơn trời đất, tất cả 7 người trong tổ đều vẫn còn đó. Nhưng mà mấy con lạc đà bị thổi đi mất. Trong chúng ta có 2 người bị mất tích. Thất gia tiến lại gần nói. Bây giờ cũng khó mà đi tìm, để cho cơn bão cát đỡ hơn rồi lại đi tìm. Diệp Phàm nói, phát hiện thất gia là một trong 3 vị đại tướng đang ngồi bên trong. Phỏng chừng những người mất tích chính là những người không có năng lực. 3 giờ sau bão cát đi qua, mọi người cầm đèn pin đi tìm người. Tuy nhiên, không tìm được, nhưng lại phát hiện ra thi thể của 2 con lạc đà. Bị cát vùi mất nửa người. Còn chưa đi được một nửa đường đã chết 2 con rồi, may là lúc trước mua thêm mấy con, bằng không, mấy thứ này ai sẽ cõng đây? Vương Nhân Bàng tức giận đá vào xác chết của lạc đà. Đừng có lộn xộn. Thiết Cùng quát. Cái con mẹ mày, mày dẫn dường vậy sao? Vương Nhân Bàng hét lớn, tát một cái vào mặt Thiết Cùng. Tất cả mọi người bình tĩnh lại đi, người trên sa mạc rất tôn kính lạc đà. Cho nên Thiết Cùng mới bảo anh dừng tay. Thất gia chạy nhanh tới khuyên nhủ, chuyển sang nói với Diệp Phàm. Anh mang theo những người không tốt, nói cho mọi người biết, hiện tại chúng ta là một đội quân cực mạnh. Tức giận cũng phải nhịn, bằng không, chỉ có thể giải tán. Việc đánh giặc cần phải có kỷ luật, bằng không, tất cả mọi người đều sẽ chết ở nơi này. Vừa rồi Thiết Cùng nói có chút hơi quá. Diệp Phàm nói, đó là bản chất của người địa phương, tôi và anh gặp phải cũng sẽ như vậy, không thể trách được anh ta. Thất gia nói, được rồi, không nói về chuyện này nữa. Diệp Phàm khoát tay áo. Sáng ngày thứ 2, mọi người tiếp tục xuất phát. Giữa trưa thấy khá nhiều cây trên sườn núi, nhìn từ xa có vẻ giống như rừng quế. Có cây, ha ha ha, chúng ta nghỉ ngơi một chút dưới tán cây cho mát mẻ đi. Vẻ mặt Vương Nhân Bàng mừng rỡ, thực ra tất cả mọi người trong hội đang ở trên sa mạc đều cười rất vui. Anh không thể đi đến đó được. Không thể ngờ được Thiết Cùng lại lạnh lùng nói ra một câu. Rừng cây này có gì hại sao? Vương Nhân Bàng không tin vào việc này. Anh nhìn xem nó giống rừng cây sao, xung quanh không có con suối nào cả, không có nước thì cây sống thế nào được. Nếu như lác đác vài cây hồ dương thì còn bình thường, đằng này, tiên sinh, mở mắt của anh ra nhìn xem có phải là rừng cây không nhé. Thiết Cùng châm chọc nói, Diệp Phàm và mọi người cùng cầm kính viễn vọng quan sát. Đúng là cây mà, có phải là rừng cây khô héo hay không? Diệp Phàm và mọi người nhìn kính viễn vọng rồi nói. Đúng vậy, đúng thật là rừng cây khô héo. Tuy nhiên, rừng cây này có cái tên rất đáng sợ. Chúng tôi gọi nó là rừng ma. Trên mặt Thiết Cùng hiện lên vẻ sợ hãi. Rừng ma, có nghĩa là gì? Vương Long Đông hỏi. Đó là do bộ dạng quỷ quái như trong Tây Du Ký khiến chúng ta phải sợ hãi. Thiết Cùng hừ nói. Rốt cuộc là nó có điều gì đáng sợ? Thất gia hỏi. Đi vào trong đó sẽ không ra được, không biết được nơi đó đã có bao nhiêu người chết trở thành oan hồn rồi. Thiết Cùng lắc lắc đầu. Chưa bao giờ thấy có người đi ra ngoài. Diệp Phàm hỏi, điều đó cũng có phần là tốt. Tuy nhiên, nói bên trong có yên ma quỷ quái Diệp Phàm tôi không tin được. Có, tuy nhiên, sau khi đi ra không lâu sẽ trở nên điên rồ. Lúc nói cũng kêu to, vẻ mặt thì sợ hãi. Dường như bên trong có điều gì đó đáng sợ. Hơn nữa, đi vào 10 có thể thấy một người đi ra là đã không tồi rồi. Cho nên, chúng tôi gọi nơi này là vùng cấm. Sau lại có người điều tra tư liệu, nói nơi này chính là mộ phần của Hoàng hậu Tinh Tuyệt. Có pháp sư làm tà thuật bên trong, cho nên, không cho phép người nào đi vào cả. Đây chính là một thủ đoạn rất đặc biệt, người can đảm đến mấy cũng không dám đi vào. Mình biết bên trong có rất nhiều bí mật. Có lẽ còn có cả kho báu, nhưng kho báu có giá trị đến mấy cũng không bằng tính mệnh con người. Tôi đã từng mang 2 đội thám hiểm, bọn họ cũng không tin tà ma nên muốn đi vào. Tôi không dám đi vào, cuối cùng tôi chờ suốt nửa tháng. Nhưng không thấy người nào đi ra cả. Thiết Cùng nói. Tuy nhiên, cha của tôi đã từng đi vào một lần. Nhưng không lâu sau đó ông ấy lại bị điên, rồi chết. Lúc ông ta tỉnh táo anh có hỏi xem ở bên trong có điều gì hoặc là có đường ra hay không không? Diệp Phàm hỏi. Hỏi ư, trên khuôn mặt của cha tôi lúc nào cũng hiện lên vẻ sợ hãi. Cha tôi luôn mạnh bạo, cho dù có đối mặt với xác chết cũng không có chút sợ hãi.
hỏi ông chỉ lắc đầu, nếu không thì hét lớn lên. Hơn nữa, còn luôn dặn tôi dù thế nào cũng không được vào đó. Lúc đầu tôi cũng rất muốn vào đó xem thế nào, tuy nhiên, trước khi chết cha tôi có dặn như vậy, cho nên tôi cũng không dám đi vào. Thiết Cùng nói, 10 vạn, anh có vào hay không? Vương Nhân Bàng tức giận nói, không. Thiết Cùng không hề nghĩ ngợi, thẳng thừng lắc đầu. 60 vạn, anh dẫn chúng tôi đi vào đó. Tôi không tin cha anh đã dặn như vậy. Diệp Phàm nói, 60 vạn. Thiết Cùng có chút dao động, đang do dự. Người anh em, đi dạo một vòng đã kiếm được 60 vạn, cho dù là cướp ngân hàng cũng không nhanh như vậy. Hơn nữa, lúc ra có an toàn hay không chúng tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Anh trông nom ở ngoài tốt là được, tôi nghĩ, chẳng qua nơi này là do mọi người đồn thổi mà ra thôi. Có người chết ở bên trong đó mọi người đã sợ rồi. Cây cối khô héo thế này còn có thể tìm ra được ma pháp nào? Vương Nhân Bàng rượt dây nói. Đưa trước cho anh 30 vạn. Diệp Phàm ra hiệu cho Vương Long Đông nói, anh ta móc từ trong túi ra một bó lớn tiền, khiến anh ta có chút chói mắt. Cũng không phải là Diệp Phàm phải đi tìm bí mật, mà là Diệp Phàm có sự tính toán khác. Phỏng chừng ở khu Lâu Lan này, đối với những việc thần bí, Diệp Phàm đều muốn đi xem. Để có thể thăm dò được bí mật, cung Thiên Tinh Tinh. Nhất định trong khu rừng có manh mối. Trực giác của Diệp Phàm mách bảo, nhất định nơi này, cùng với đảo Thủy Tinh có rất nhiều mối liên hệ. Tự nhiên, Diệp Phàm không muốn bỏ qua bất kỳ một đầu mối nào. Không ít đâu Thiết Cùng, 60 vạn này, là vốn của chúng tôi cấp, đủ để anh sống được vài năm. Nó giúp anh ổn định, hoàn toàn không cần phải mạo hiểm tính mạng đi dẫn đường như thế này. Thất gia nói, được rồi, ứng trước cho tôi một nửa tiền rồi đi. Vài người chúng ta sẽ ở bên ngoài canh giữ, đến lúc phát sinh chuyện ngoài ý muốn còn có thể cầu xin sự trợ giúp. Quả nhiên là Thiết Cùng không chịu nổi, đồng ý. Vì thế, mỗi bên để lại hai người bên ngoài để trông coi lạc đà. Còn lại mặc trang phục gọn nhẹ để xuất trận, mọi người cầm theo một chút thực phẩm và một số ít các đồ dụng thiết yếu đi theo Thiết Cùng vào. Đến gần mới phát hiện, đúng thật là toàn cây cối khô héo. Tuy nhiên, tuy nói là khô héo, nhưng cũng có cây có thể đạt được tới 17-18 thước, còn đa số là cao 7-8 thước. Cây còn khá nguyên vẹn, mà nhánh cây vẫn phát triển. Nhiều năm trôi qua như vậy mà các nhánh cây còn không có bị gió cắt ăn mòn. Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, giữa sa mạc khô héo mà vẫn có thể nhìn thấy cây cối, mà đa phần đều là thật. Điều đó thật là khá hiếm thấy. Vương Nhân Bàng nói. Mọi thứ ở đây đều là phong thủy, mọi người nhìn này, trong rừng cây đều có những cây cao lớn, vững chắc để chắn gió cát. Bão cát đều ở bên ngoài rìa, cho dù may mắn lạc vào đây cũng không hơn. Nói cách khác, sẽ bị chôn hết. Tuy nhiên, rừng ma này phỏng chừng có chút tác dụng tự lọc, thông qua môi trường địa lý đem cát sắp xếp ra ngoài. Chắc là như vậy, tuy nhiên, phải làm thế nào? Bằng không, chỉ một ngày cũng có thể hủy hoại được khu rừng ma này. Hơn nữa, ma ở trong rừng có luồng lực lượng thần bí tuần hoàn. Việc này, chúng ta có muốn làm cũng không được. Thiết Cùng đi dẫn đầu. Giữa hai gốc cây thật lớn có một khoảng cách rộng chừng 10 thước, mọi người đều đi từ nơi này vào trong. Nhìn ở bên ngoài rừng ma cũng không tính được, tuy nhiên, vừa đi vào đã phát hiện cây cối thật là cao lớn. Có gan để đi vào khu rừng nguyên thủy, tuy nói là cây cối đều khô héo, nhưng ở trong này thật là quỷ dị, tất cả mọi người đều xốc lại để đề phòng. Mọi người vừa đi vào vừa đánh dấu hiệu một cách cẩn thận. Nhìn kia, người chết. Vương Long Đông nói, mọi người nghe thấy nhìn lại, quả nhiên ở dưới một tàng cây lộ ra một cái sọ. Vương Nhân Bàng tiến lại gần đá một cước, thấy toàn xương cốt. Ngoài xương cốt ra còn có nhiều vết rỉ sét của đao cùng với một vài công cụ để khai thác, dây thừng đã nát vụn và một số loại linh tinh gì đó. Không có nhiều giá trị cho bộ sưu tập mấy, quang cảnh này chắc đã được 100 năm. Phải đến để kiểm tra đã. Trương Ẩn Hào kiểm tra một chút rồi nói. Tôi đã nói qua từ trước rồi, đi vào sẽ không đi được ra. Thiết Cùng Lai có chút muốn rút lui. Sợ gì chứ? Chẳng nhẽ những cây không này còn có thể nuốt được người. Nếu gặp cao thủ thì thế nào, chúng ta có mấy người có thân thủ. Vương Nhân Bàng hừ nói. Thân thủ cao, ở trong này có khi cũng vô dụng, không thể thi triển được. Thiết Cùng cãi lại nói. Anh nhìn này, khẳng định chúng ta có thể trở về bình an. Vương Nhân Bàng và Thiết Cùng tranh luận. Được rồi, đừng rông dài nữa, có lẽ mọi người nên chú ý tới xung quanh đi.
Thất gia nói. Nhưng mà, càng đi vào trong trong lòng mọi người càng cảm thấy có chút bất an, ở bên trong này dường như ánh sáng cũng kém đi. Mọi thứ ở nơi này đều trở nên có phần u ám, một bầu không khí ảm đạm bao phủ, lúc đầu vốn rất sôi nổi, nhưng thực ra ở trong rừng có một luồng khí lạnh, làm cho người ta đều cảm thấy có chút lạnh lẽo run lên. Mà cây cối khô héo cũng lung tung loạn bậy lên, cây to nhất cũng phải mấy người mới ôm hết được, một vài cây cối có vẻ như một nửa đã hóa đá một nửa là cây. Cũng không hiểu được những năm về trước có bao nhiêu người chết ở đây, trên mặt đất tràn ngập những tang thương thay đổi lớn. Nhìn kìa, có phòng ở. Vương Nhân Bàng kêu lên, mọi người dương mắt lên nhìn, quả nhiên, giữa cây cối lộn xộn có một cái vòng tròn bảo giống như thứ gì đó. Thứ này bề ngoài có điểm giống như là nhà bạt, đường kính 10 thước. Tuy nhiên, được làm từ chất liệu bùn gỗ, những lỗ thủng ở nơi này đều là bị bão cắt ăn mòn, chỉ hoàn toàn có xác bên ngoài. Tuy nhiên, cũng có một phần bị chôn ở dưới cát. Chương 3165, vật này sao lại mọc lông chim? Tuy nói mái vòm của phòng chỉ dùng đất ba gian để hình thành, tuy nhiên, người cổ đại cũng có năng lực về kiến trúc. Bọn họ dùng đất ba gian cho thêm một chút gạo nếp cùng với một số thành phần tự nhiên có độ dính cao. Hơn nữa đất ba đan có tính chất dính, lại dùng một vài biện pháp đặc biệt để chát, độ chắc chắn cũng có ít nhất 3 phần tính chất của xi măng cốt thép. Mà nói về mặt bền vững thì phương pháp này so với phương pháp xi măng cốt thép thời hiện hại còn bền vững hơn. Thiết cùng vuốt tay vào tường nói. Diệp Phàm nén nhẹ nhàng, đột nhiên, đầu óc chấn động, có chút ngây người. Bởi vì, hắn ngửi được mùi vị đất ba đan này khá quen thuộc giống như cái gì đó. Vì thế, Diệp Phàm tò mò ngồi xổm xuống quan sát một cách cẩn thận, lại dùng lực mài nhỏ để kiểm tra. Có thể khẳng định, trong đất vàng này có những chất dính đặc biệt để dính những quan tài trong cổ mộ thời Đường ở đập Thiên Thủy. Diệp Phàm gọi nó là thạch dao. Muốn tách thạch dao phải dùng nội khí, bằng không, cho dù dùng dao chém, lửa đốt cũng khó có thể mở ra được. Cái này còn được Diệp Phàm phát minh ứng dụng trong tàu ngầm hiện đại của quân đội, tuy nhiên, do nguyên liệu ít, cho nên chỉ những vị trí quan trọng trong tàu ngầm mới dùng tới. Bởi vì, ở trong trận chiến, rất ít người sẽ dùng nội khí để phá vỡ những chỗ kết nối của tàu ngầm. Hơn nữa, cho dù là anh muốn dùng nội khí để mở, cũng cần phải có thời gian. Hỏa lực trên tàu ngầm không cho phép anh có thời gian để làm như vậy. Nhưng thật ra so với dùng công nghệ Hàn bây giờ thì kỹ thuật này hoàn hảo hơn. Trong bức tường này có chứa đựng các loại thành phần, đó là theo cách nói của những cao thủ thời cổ đại tinh tuyệt. Mà, nguyên vật liệu thạch dao rất khó tìm. Người cổ đại ở địa phương nào đã làm ra, nếu như có thể phát hiện đó là thạch dao, đối với Diệp Phàm mà nói cũng là một bất ngờ lớn. Bởi vì, bản thân mình đã hợp tác cùng quân đội cấp báo về tình hình nguyên vật liệu của thạch dao. Nếu không có thể tìm một loại nguyên vật liệu mới, phỏng chừng chỉ có thể duy trì một vài năm là đóng cửa. Vào xem đi. Vương Nhân Bàng nói, mọi người đang chuẩn bị đi vào. Đột nhiên, vù vù một tiếng, giống như cái gì đó vừa bị nổ tung. Mây đỏ thật lớn, con mẹ nó thật là kỳ lạ. Đây là ban ngày cũng không phải là chập tối, làm sao lại có đám mây đỏ lớn như vậy? Vương Long Đông kêu lên. Không được rồi, chạy mau, Xa Thứ Vương, đến đấy. Sắc mặt Thiết Cùng trắng bệch ra, nhanh chóng nghĩ để chạy đi. Tuy nhiên, bị Vương Nhân Bàng bắt được, quát. Cái gì mà Xa Thứ Vương, chạy cái gì? Mẹ cha mày, cứ mỗi khi đến thời khắc mấu chốt là lại bỏ chạy. Mày đi dẫn đường hay là làm gì? Chính là cái kia, mọi người nhìn đi, cũng sắp tới rồi, đó là gió độc rất đáng sợ ở trong sa mạc. Đầu ngón tay thô, màu đỏ, bị chúng nó bao quanh đúng là chuyện không tốt. Mọi người nghĩ cách đi. Hàng vạn người đã phải ở lại đây, tất cả chúng ta cũng phải để tính mạng ở nơi này. Thiết Cùng lo lắng đến mức giống lên. Dưới đôi mắt ưng, Diệp Phàm phát hiện một cách nhanh chóng từ xa có một đám mây đỏ bay tới. Đúng vậy, tôi cũng đã nghe nói qua, mười chỉ Xa Thứ Vương có thể giết chết một người sống, mau chóng tìm chỗ ngồi tránh đi. Bây giờ mà chạy chắc không còn kịp rồi, chúng ta chạy ở dưới đất, chúng bay ở trên trời, chạy làm sao được chứ? Trương Ẩn Hào cũng lo lắng kêu lên. Trốn vào trong phòng trước đã. Chúng ta thay phiên nhau coi chừng cửa ra vào là được. Diệp Phàm nói, tất cả mọi người đều đi vào. Một người cấp dưới của thất gia chậm hơn một chút, kêu thảm thiết vài tiếng, hổ xỉ kéo anh ta vào, phát hiện ở dưới đùi giống như có hơn chục cái hồng châm, như là lông ở trên da của lợn. Anh ta đang định dùng tay rút ra thì Thiết Cùng kêu lên. Không thể rút được,
rút một cái thì sẽ bị gãy ngay. Châm bị gãy sẽ chạy vào bên trong. Đây là độc xa thứ vương rất lợi hại, châm độc này vào trong người anh vẫn sống. Tuy nhiên, cứ động hoặc là hoạt động nó sẽ phát tác nhanh hơn. Muốn chết à? Làm thế nào để lấy ra? Không lấy ra thì dù sao vẫn phải chết. Trên mặt Hồ Sỉ đầy giận dữ nhìn chằm chằm Thiết Cung. Trông bộ dạng như muốn ăn thịt người. Ngay cả thịt đồng loại cũng ăn được. Thiết Cung vừa nói xong, tất cả mọi người đều rút một hơi lương khí. Phiến thịt lớn như vậy cũng phải rơi. Còn để cho người khác sống hay không? Hồ Sỉ nói. Bởi vì, diện tích các châm thật sự quá lớn. Phỏng chừng nếu không khoét chỗ thịt đó thì không có cách nào xử lý để lấy châm ra được. Nói rông dài làm gì chứ, ra tay đi. Thất gia hừ lạnh nói, Hổ Sỉ không nói chuyện, lấy ra một con dao mỏng, hai tay dùng lưỡi dao mỏng di chuyển. Hơn nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không lâu sau, Hổ Sỉ dùng nội khí rất mạnh mẽ, do ma sát nên lưỡi dao nóng lên, đỏ rực lên. Hổ Sỉ xẹt qua một đao, người nọ còn không có kịp phản ứng, một miếng thịt mỏng ở đùi đã bay ra ngoài. Không đủ sâu, phải khoét thêm nữa. Thiết Cùng kêu lên. Hổ Sỉ vừa nghe thấy, không có cách nào, lại thêm một đao nữa. Lại một miếng thịt nữa bay ra, máu chảy đầm đìa. Còn Hùng Bàn Tử nhanh chóng lấy hộp bông băng cấp cứu ra bó vào. Tuy nhiên, Diệp Phàm thật sự giật mình, phát hiện đao công của Hổ Sỉ thật sự là kinh người. Miếng thịt lúc đầu rơi xuống mỏng như tờ giấy. Miếng thịt thứ hai bởi vì cần phải dày hơn rất nhiều. Tuy nhiên, toàn bộ châm đều ở trên miếng thịt. Không có chút tổn thương nào. Bởi vì lưỡi dao có nhiệt cũng có tác dụng cầm máu, sau khi chém xong da lập tức bị cháy xém, còn máu cũng không bị chảy mấy. Còn bọn Vương Nhân Bàng cùng Lang Phách đang thay phiên nhau trông coi cổng ra vào, thực là hao phí nội khí. Tuy nói xa thứ vương chỉ là cần bị rơi xuống đất sẽ chết đi, nhưng mà nó nhiều lắm. Hơn nữa, xa thứ vương thường đi theo lỗ nhỏ để vào, trong khoảng thời gian ngắn, toàn thể cũng được di chuyển lên. Về sau, rõ ràng mọi người cởi quần áo dùng quần áo để quét sạch khí ra bên ngoài, như vậy sức mạnh càng lớn hơn một chút. Nếu không nhanh sẽ chuyển sang bất tỉnh, tất cả mọi người đều cảm giác thấy xa thứ vương đang sắp đâm vào. Phỏng chừng là không có. Thiết Cùng nói, mọi người đã phấn chấn trở lại, khiến cho tinh thần trở nên hăng hái hơn, cuối cùng giữ được toàn bộ xa thứ vương. Trong khoảng thời gian ngắn, nằm dưới đất như một lũ chó chết. Chỉ có Diệp Phàm còn bình tĩnh một chút. Nhưng lại có cảm giác có chút bất an. Mà cách cổng ra vào khoảng nửa thước có thi thể xa thứ vương, nhìn qua thấy dày đặc, có màu đỏ tươi, thật sự là đang rỉ ra. Con mẹ nói, phỏng chừng những người trước kia vào đây đa số đều bị xa thứ vương đâm chết. Thứ này, thật là đáng ghét. Vương Nhân Bàng phi xuống dưới đất, giẫm ba cái liên tiếp lên xác xa thứ vương. Đừng giẫm, nếu giẫm quá nhiều sẽ gây sức ép và phát ra tiếng động sẽ dẫn đường cho xa thứ vương đến đây, chúng ta sẽ phải bỏ mạng ở nơi này đó. Thiết Cùng kêu lên. Tuy nói trong lòng Vương Nhân Bàng không phục, nhưng cũng không dám giẫm tiếp. Sau một loạt lời nói của Thiết Cùng đúng là ứng nghiệm. Tôi nghĩ sáng sớm ngày mai mọi người hãy rút khỏi đây đi, nơi này vẫn rất thần bí. Chúng ta tới đây cũng không có mục đích gì, nếu chết oan ở chỗ này sẽ không tốt. Thất gia nhíu mày lại nói. Ừ, nghỉ ngơi đi đã, ngày mai sẽ rút về. Diệp Phàm gật gật đầu, có chút thất vọng, cũng không có thể phát hiện ra cái gì có liên quan đến đảo Thủy Tinh. Vào nửa đêm, có một tiếng hét kinh sợ khiến cho tất cả mọi người đều ngồi dậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Hổ Sỉ hỏi. Hình như là có tiếng động. Lúc này, Hùng Bàn Tử nói. Không thể nào, Ảnh Tử và Đao Bát bị mất tích trong Quỷ Vân. Làm sao có thể đến nơi đây, trong khi chúng ta đã tìm mất không ít thời gian rồi. Hổ Sỉ có chút nghi hoặc. A, ô, lại có vài tiếng kêu thảm thiết hơn truyền đến, thanh âm đó thực sự rất đáng sợ, gan mọi người đều lớn, tuy nhiên đều có chút sởn tóc gáy lên. Đúng là trong bóng tối có tiếng động. Hổ Sỉ đứng lên. Chúng ta đi ra ngoài tìm xem sao. Hùng Bàn Tử xin ý kiến của thất gia. Nơi này đúng là rất kỳ lạ, tốt nhất là đừng có đi ra ngoài. Mà buổi tối không rõ ràng như ban ngày, tình huống càng phức tạp hơn. Thiết Cùng hừ một tiếng. Mẹ kiếp, bóng dáng đó là anh em của tôi. Đi thôi. Hồ Sỉ vẫy vẫy tay, chạy ra ngoài đầu tiên, Hùng Bàn Tử thấy cũng đi theo ra ngoài, thất gia cũng không nói gì đi ra ngoài, khi đi tới cửa nhìn Diệp Phàm. Chúng ta cùng đi tìm xem sao. Diệp Phàm nói, đã là hai bên cùng hợp tác,
có khó khăn gì mọi người cùng nhau giải quyết. Bằng không, ở trong này mà lục đục với nhau, sau này có muốn hợp tác với nhau cũng khó khăn. Mọi người đã bật đèn pin, Diệp Phàm chăm chú nghe theo thanh âm mà đi. May là thanh âm kêu thảm thiết kia thỉnh thoảng lại vang lên, bằng không, thật đúng là khó có thể tìm được. Tuy nhiên, khi đến gần chỗ có tiếng kêu thảm bỗng nhiên lại ngừng lại. Không đúng phải không? Vương Nhân Bàng nói thầm một câu. Hừ! Hổ Sĩ và Hùng Bàn Tử không vừa lòng trừng mắt lên liếc nhìn Vương Nhân Bàng một cái, hai tay nắm vào kêu răng rắc. Nói không đúng à, nhìn cái dám ý. Vương Nhân Bàng hừ nói. Được rồi, chắc là sẽ ở xung quanh đây thôi, mọi người phân công nhau tìm cẩn thận nhé. Nếu cần sự giúp đỡ liền quay về ngay nhé. Diệp Phàm nói. Đây là... Vương Nhân Bàng nói, tuy nhiên, rõ ràng giọng nói đó biến điệu, là mang theo một giọng nói vô cùng thay đổi, hơn nữa. Vừa dứt lời, đèn pin liền rơi xuống đất. Đúng là quá nhát gan, sợ tới mức đèn pin rơi cả xuống. Phí Nhất Độ châm chọc hừ một tiếng, hơn chục chiếc đèn pin của mọi người đều hướng về phía Vương Nhân Bàng. Rất thảm. Có một người đầy máu, không thể gọi là người. Hình như trên người đều bầm tím. Đầu ở trên mặt đất, nội tạng giải đều ra trên đất. Hình như không chỉ là một người mà là nội tạng của một vài người. Diệp Phàm không cảm giác gì. Thiết Cùng ngẩn ngơ vội vàng quay đầu đi. Phần phật một chút, giống như là có bóng người. Hùng Bàn Tử run rẩy nói, dưới ánh sáng của đèn pin, phát hiện ra một bóng dáng đang đi qua huyết hồ chứa đầy nội tạng. Diệp Phàm vung một đao đi qua, trên mặt đất rơi xuống mấy cái điểu mao. Diệp Phàm đưa tay ra, điểu mao vào trong tay, phát hiện thấy màu đen, hình như có vẻ giống như lông của quả đen. Tuy nhiên, Thất Gia lặng lẽ liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Phỏng chừng là vừa mới lộ ra là một cao thủ khiến cho lão già trở nên cảnh giác. Đã nhìn thấy qua loại lông chim này chưa? Diệp Phàm đưa lông chim ra, Thiết Cùng và Trương Ẩn Hào nhìn một cách cẩn thận, cuối cùng đều lắc lắc đầu. Không được rồi, đó là Thi Ngao làm. Đột nhiên Thất Gia nói. Thi Ngao, những người chết ở đây đều là người mới chết không lâu. Máu còn đang chảy đầm đìa, Thi Ngao làm sao có thể tìm được nhanh như vậy? Hơn nữa, trên người Thi Ngao làm sao có thể có lông chim dài như vậy được? Trương Ẩn Hào có chút nghi hoặc. Thi Ngao là cái gì vậy? Vương Nhân Bàng hỏi. Chương 3166, chúng nó đang lễ bái cái gì? Thật ra Thi Ngao chính là xác chết đặc biệt thích ăn một loại đồ vật nào đó, bộ dạng có phần giống như con rùa trên mặt đất. Tuy nhiên, cũng không giống cho lắm, so với rùa đen thì chúng độc ác hơn nhiều. Răng nanh thì sắc nhọn, hơn nữa, xác rất dày. Cho dù là đạn bắn vào cũng khó có thể xuyên qua ngay được. Hơn nữa, bởi vì một thời gian dài Thi Ngao lấy xác chết làm thức ăn. Mọi người đều biết, sau khi thi thể thối rữa có chứa rất nhiều độc tố. Thi Ngao thường xuyên lấy chúng làm thức ăn, đương nhiên, trong cơ thể liền dự trữ một lượng độc tố lớn. Xử lý bọn họ không thể dùng súng, chỉ sợ đánh không được. Chỉ sợ đánh bạo độc tố sẽ phun ra, lan tỏa ra bên ngoài. Một lượng khí độc bằng bàn tay tản ra cũng có thể hạ độc được bất kỳ ai cũng như với động vật trong vòng mấy chục thước. Trương Ẩn Hào nói. Cậu thanh niên, lão phu đã đi qua nhiều nơi hơn so với cậu. Loại độc Thi Ngao này đã tuyệt chủng, không thể tưởng tượng được lại có thể xuất hiện ở trong này. Loại Thi Ngao này gọi là Thi Ngao điểu, sau tiến hóa thành một đôi cánh. Việc đi lại so với Thi Ngao nhanh hơn nhiều, bởi vì chúng có thể bay trên không trung. Hơn nữa, lại có thể ăn xác chết. Khả năng công kích sắc bén hơn, miệng lại còn có thể phun ra độc tố. Nếu chỉ có một hai con chúng ta còn không sợ, nếu có nhiều thì chúng ta phải nhanh chóng rút ra khỏi chỗ này. Bằng không, toàn bộ sẽ phải ở lại nơi này. Thất Gia nói. Tôi nhớ ra rồi, hình như là có một truyền thuyết. Nghe nói vợ vua Cổ Tinh Tuyệt thích nuôi dưỡng loại rùa có dạng như con chim. Sau này lại phát hiện ra loại chim này có khả năng công kích rất mạnh. Cho nên đã đào tạo thành một con chim đặc biệt dùng trong quân đội, dùng để giết người tương đối có hiệu quả. Tuy nhiên, loại Thi Ngao này ăn xác chết, người dân nước Tinh Tuyệt Cốt cũng không nhiều, chỉ có khoảng mấy chục ngàn người. Cũng không có khả năng nuôi dưỡng nhiều lắm, cho nên, phát động chiến tranh giết người, chính là để cung cấp thực phẩm cho Ngao Điểu. Có lẽ đất nước Cổ Tinh Tuyệt diệt vong, là bởi vì đã chọc giận xung quanh cho nên đã bị các nước láng giềng vây lại tấn công. Trương Ẩn Hào nghĩ rồi nói. Tuy nhiên, vừa dứt lời. Hổ Sĩ bay lên một cái không đánh vào cái đầu kêu lớn. Trời ạ, là ảnh tử, ai giết chết anh?
lấy đầu của anh ta về nhà an táng, đi mau. Thất gia cũng gào lên, tát một cái vào mặt của bóng người, đánh cho tỉnh người này. Tôi không đi thật ra, khẳng định đao bát cũng ở trong này. Hổ sỉ bị té ngã vào trong đống bẩn, kêu lên. Nếu anh ta không đi thì giết anh ta đi. Thất gia nhìn Hùng Bàn Tử hừ nói. Tại sao lại về, sao lại thế này? Đột nhiên Vương Long Đông kêu lên, sợ hãi nhìn xung quanh. Diệp Phàm vừa thấy, cũng trợn tròn mắt lên, bởi vì, đột nhiên bốn phía dường như đều biến hóa, sương mù bay như mưa phùn trên không trung. Đèn pin chiếu vào xuất hiện rất nhiều cái gì đó màu xanh lục. Nhiều ngọc lục bảo như vậy, con mẹ nó phát tài rồi. Vương Nhân Bàng vui sướng. Rõ ràng đó là ngọc lục bảo, tất cả đều là mắt của Thi Ngao. Thất gia mắng một câu, Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng đảo qua một cái, đột nhiên thở dài. Thiếu chút nữa đèn pin rơi xuống đất. Vừa rồi còn không có phát hiện thấy, bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện ra. Trong động đột nhiên có mấy nghìn Thi Ngao đi đến. Hơn nữa, lớn bé đều có. Lớn thì như chậu rửa mặt, bé thì như nắm tay đứa trẻ con. Ánh sáng của đèn pin chiếu vào đôi mắt của chúng phản xạ lại phát ra ánh sáng màu xanh lục. Chẳng trách Vương Nhân Bàng lại bảo là Ngọc Lục Bảo. Chạy mau, chạy lại đây. Thiết Cùng kêu lên. Không nói thêm gì liền nhanh chóng chạy trốn đầu tiên. Một tiếng động giòn vang. Thiết Cùng chạy về phía trước đột nhiên cơ thể lại ngã xuống, giống như có vật nặng gì đó va chạm vào. Đó là do một con ngao điểu rất lớn làm. Thất gia nói, từ không trung bắn ra một quả bom màu đen. Một tiếng nổ lớn, một con ngao điểu kêu một tiếng thảm thiết ngã phịch xuống ngay trước mắt mọi người. Bộ dạng ngao điểu đúng thật giống như là rùa, đầu thò ra bên ngoài thân lui vào bên trong. Mà thân mình cũng giống như hình dáng của rùa. Chẳng qua ở trên lưng rùa có một đôi cánh rộng khoảng 3-4 thước thôi. Tuy nhiên, đầu điểu rất lớn, đã trưởng thành bằng nắm tay, rơi xuống mặt đất ngao điểu hung dữ há mồm, một mùi vị hơi thối bay đến khiến mọi người thiếu chút nữa là ngã. Một tiếng nổ lớn, đầu lưỡi của ngao điểu bắn ra bên ngoài một thước dài. Trên đầu lưỡi có một chút nước bọt hướng về phía Vương Nhân Bàng. Tránh ra, có độc đấy. Diệp Phàm kêu lên, một cái tát đi ra, ngao điểu bị Diệp Phàm đánh vào trên người hét thảm một tiếng. Hình như là tấn công bằng sừng, chung quanh có vài tiếng chít chít giống như là tiếng chuột kêu, toàn bộ đám người của Diệp Phàm bao quanh ánh sáng màu lục để tấn công. Giết! Diệp Phàm và Thất Gia cũng hét lên, mọi người xoay đao côn hướng về phía mắt lục. Hành động phải chú ý một chút, đừng để chúng nó phun nước độc. Thiết Cùng tỉnh dậy đứng lên kêu. Trong tiếng ào ào. Toàn bộ mọi người đánh giết xung quanh nhau. Trên không trung còn có rất nhiều ngao điểu đến đây công kích, nhất thời chân tay mọi người có chút luống cuống. Cứ như vậy chúng ta sẽ mệt chết đi được, phải tìm chỗ nào đó để làm điểm tựa, để tránh xung quanh đều là địch. Diệp Phàm kêu lên, bên kia có đống gì đó, chúng ta qua đó để lấy điểm tựa tiêu diệt bọn chết tiệt này. Thất gia chỉ về phía bên trái kêu lên. Diệp Phàm phát hiện, đúng là có đống đồ vật gì đó đen đen. Hình như là được chất thành một đống giống như là tường. Diệp Phàm dẫn đầu xông về hướng đó. Đúng là đen thật. Đến trước mắt mới phát hiện ra đó là một đống quan tài, tất cả đều được xếp thành một đống, xếp chồng chất như dạng gỗ. Tuy nhiên, cách xếp gỗ này cũng thật là đáng sợ. Nhìn qua thấy không dưới mấy trăm cỗ quan tài. Tất cả các quan tài này đều đóng từ gỗ đinh to có đường kính một thước. Nhìn cũng không rõ là niên đại nào, hơn nữa. Nhìn qua chắc phải được giữ gìn rất cẩn thận. Mấy trăm cỗ quan tài đắp đống cùng một chỗ đương nhiên là để sấm người. Hơn nữa, không có lộ ra một thi thể nào ở bên trong. Lúc này mọi người có cố cũng không kịp, toàn bộ hai bên quan tài lại gần đi lên. Dừng lại, có ma. Diệp Phàm đột nhiên kêu lên. Ma ở đâu? Cả người Vương Nhân Bàng phản xạ có điều kiện giơ đạn lên, giọng nói có chút run rẩy, nói là không sợ là nói dối, ở đây mọi người đều gan dạ. Nhưng đều bị dọa cho mất hết can đảm. Thậm chí, đều có chút bị kích động thần kinh. Không phải ma thật, tôi nói là nơi này có ma. Diệp Phàm nói. Ừ, là có ma. Thất gia cũng cảm giác được, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hai người dẫn đầu. Mọi người xem, nhóm Thi Ngao này giống như sợ chỗ ngồi này. Thất gia chỉ bên ngoài, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, tất cả nhóm Thi Ngao đều xếp hàng bên ngoài quan tài. Không có một con Thi Ngao nào xông tới. Giống như trời sinh ra bọn họ đã sợ hãi nơi này. Diệp tiên sinh, chúng ta sẽ không mạo hiểm ra khỏi cái hang này.
Thất gia cười khổ một tiếng, tuy nói thần kinh của ông ta rất vững, nhưng hôm nay cũng bị thành thần kinh rồi. Nơi này đúng thật là rất quỷ dị, Diệp Phàm còn giữ bình tĩnh được một chút. Bởi vì, sau khi trải qua cuộc chiến với một số việc kỳ lạ ở đảo Thủy Tinh, những điều đó là một sức đề kháng để chống cự. Quan tài này có thể sắp xếp thành một cái gì đó, ví dụ như là một mê cung, sợ tới mức ngay cả nhóm Thi Ngao cũng không dám vào. Vương Long Đông hỏi. Ma trận bát quái, có lúc giống lúc lại không giống. Trương Ẩn Hào nhìn, lắc lắc đầu. Thi Ngao không có linh trí sợ gì ma trận, phỏng chừng sau khi Thi Ngao vào đây sẽ ngã môi, bản năng của động vật này chúng nó không thể không sợ. Ngay cả nhóm Thi Ngao đều sợ hãi, trong quan tài này chắc chắn là không an toàn, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài mà không gặp tổn thương. Thất gia nói. Mọi người nhìn kỹ xem, những văn tự trên quan tài này có chút không hiểu. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm nhìn, nói. Những nét khác trên mặt này là văn tự của người tinh tuyệt. Trương Ấn Hào nhìn nói. Những câu trên quan tài này nghĩa là gì, chẳng lẽ là giới thiệu chủ nhân của quan tài này? Diệp Phàm hỏi. Không biết, không cần nói tôi không biết, đương nhiên phỏng chừng cũng không có vài người nhận biết được văn tự của tinh tuyệt này. Năm đó, người anh tham gia thám hiểm M.A. Style. 18.621.943, họ đã tìm ra một văn tự viết bằng chữ Hán trên gỗ, và da dê. Trong đó có nhắc tới địa phương có tên là Kadota, Khải Độ Đa, và Tinh Tuyệt. Có thể là trong nghĩa của chữ Hán Tinh Tuyệt được dịch âm là Kadota, hoặc là, hai cái tên này có sự tương ứng, hẳn là có một từ là tên gọi địa danh. Đó còn là một bí ẩn. Tuy nhiên, đối với những lô văn kiện này các nhà khảo cổ học lịch sử này chỉ có thể lấy căn cứ đất đã khai quật và một số tài liệu để cân nhắc ý nghĩa của nó. Tất cả đều là đoán. Đáng tiếc là phía trên không có chữ Hán, chúng ta biết rồi cũng như là không biết. Trương Ẩn Hào khá là hối tiếc, nhẹ nhàng vuốt ve văn tự. Quan tài này tính đến bây giờ cũng có đến 2-3.000 năm lịch sử, nếu mang về tất cả đều là di sản văn hóa. Có giao bán 30 hay 40 ngàn không thành vấn đề. Vương Nhân Bàng nói. Đúng lúc này, đèn pin chợt lóe sáng, trong lòng Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện một loạt những văn tự có phần quen thuộc. Trong lòng hắn cả kinh, thấy chữ này gần như chữ trên miếng ngọc là phân nhánh của huyết trích tử. Chẳng lẽ những chữ viết tồn tại trên miếng ngọc với loại chữ này là một? Những chữ viết trên miếng ngọc bích chính là mãn văn. Có thể mãn văn cũng là chữ theo tinh tuyệt, trong lòng Diệp Phàm lắc lắc đầu, cảm thấy thật không thể tin nổi. Bây giờ phải nghĩ cách sống sót để đi ra ngoài đã, suy nghĩ về cái quan tài này thì có tác dụng gì chứ? Hồ Sỉ Khinh Bỉ hừ nói. Tôi sợ những cái bóng, sợ phải sống như thế này chứ không sợ cái chết. Tinh thần Hùng Bàn Tử trở lên nhanh nhẹn hơn nữa vừa mới phát hiện ra bóng dáng anh em tốt bị chết thảm như vậy. Y tức giận, đá một cái vào bên cạnh chiếc quan tài, có một tiếng kêu, tất cả cỗ quan tài ở phía dưới Hùng Bàn Tử biểu diễn bay trên không trung về phía sau. Mẹ nó chứ, anh làm gì chứ, sao có thể đá loạn lên? Mọi người chú ý đến tình huống đột phát. Diệp Phàm chạy nhanh kêu lên. Vài tiếng kêu răng rắc vang lên, chiếc quan tài bay lên bị Hùng Bàn Tử dùng sức phá hủy. Nhất thời, có một mùi vị thối bay ra, một số xương cốt có màu đen bay từ trong ra khắp nơi. Bầu không khí bao phủ xung quanh, lúc này đặc biệt im lặng. Mà ngay cả lúc trước khi kêu lên thì nhóm Thi Ngao cũng ngơ ngác nhìn quan tài mở ra. Hơn 1.000 con Thi Ngao nhìn lên trên, trận này tương đối là hoành tráng. Không phải chúng nó đang lễ bái gì đó chứ? Vương Nhân Bàng nói. Chương 3167, tổ tiên ở bên trong hay sao? Chẳng lẽ ở bên trong có tổ tiên của nhóm Thi Ngao? Trương Ẩn Hào cũng có phần khó hiểu. Đúng lúc này, có một tiếng giòn vang truyền trong không trung. Dẫn đầu hình như là một con ngao điểu rất lớn, nó phát ra hiệu lệnh. Nhóm Thi Ngao sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, giống như là đang chạy trốn. Thi Ngao đều bị dọa chạy hết, phỏng chừng ngay tức khắc sẽ có động tĩnh, chúng ta cũng mau chóng rời đi thôi. Chạy! Diệp Phàm kêu lên. Mọi người đều co chân chạy theo sau Thi Ngao. Đúng lúc này, có vẻ như cuộc diễu hành nổi lên. Xung quanh quan tài tiếng nổ vang lên không ngừng, mọi người còn không chạy ra ngoài, quan tài nứt ra giống như bị mũi tên nhọn đâm vào. Mọi người đành phải dừng lại để ngăn cản những cuộc tấn công quan tài, thân thủ Vương Long Đông yếu, Diệp Phàm phải luôn kèm bên anh ta. Cậu cứ ở bên cạnh tôi, cho dù xảy ra chuyện gì, đừng rời đi. Diệp Phàm nói, chỉ về hướng quan tài bị công kích,
cảm thấy nhiệm vụ này hết sức nặng nề, hình như quan tài này là cao thủ 11 đẳng dùng nội khí mới đập vỡ được. Ở trong đêm tối, quan tài mở tung bay đầy trời, hơn nữa trong đó còn có xương cốt người chết lẫn lộn, nhìn cảnh tượng đó, nó còn khủng khiếp hơn so với những truyền thuyết hư cấu. Lúc này mọi người cũng quên mất sợ hãi, chỉ biết làm thế nào để tất cả tấn công tới được quan tài ở trên mặt đất. Không được rồi, không thể được rồi, chỉ có thể chợt hiện lên. Thất gia đột nhiên kêu lên, Diệp Phàm cũng nhanh chóng kêu dừng tay. Bởi vì, đập bể những quan tài trên mặt đất này không lâu thì trong đó xuất hiện một luồng khói đen, giống như là khói đốt. Đeo mặt nạ chống độc vào, có độc đấy. Diệp Phàm kêu lên, mọi người nhanh chóng đeo mặt nạ chống độc vào. Tuy nhiên, nếu động thủ sẽ không tốt. Đúng lúc này, âm thanh xèo xèo lại vang lên, nhóm Thi Ngao lại đang trở lại. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn nữa quan tài bắn ra rất kỳ lạ, mọi người mệt nhoài. Một giờ qua đi, tất cả mọi người đều có chút tuyệt vọng. Bởi vì, Thi Ngao ùn ùn tiến vào một cách dũng mãnh, dường như không thể giết hết được. Mà đôi cánh của Thi Ngao lại hung tàn hơn ở trong không trung. Tất cả mọi người đều bị thương. Mà trong quan tài lại không phát hiện ra mặt thứ ba, càng có vẻ kỳ lạ khác thường. Đúng lúc này, huyết cương bên hông Diệp Phàm dường như có động tĩnh. Bản thân mình như là gió đứng lên. Chẳng lẽ nàng ta nghĩ ra được là đã gặp ở đâu? Trong lòng Diệp Phàm nghĩ, lùi về phía sau lén thả huyết cương ra. Sau đó kiểm soát nàng từ từ đi từ trong quan tài ra. Huyết cương, chúng ta chết chắc rồi. Hùng bàn tử vừa thấy huyết cương, sợ tới mức giọng nói run rẩy lên. Nổ súng đi, dù sao cũng là chết, trước khi chết sẽ hủy hoại nó. Hồ Sỉ kêu lên. Đừng vội, nhìn này. Dường như huyết cương và Thi Ngao có thủ oán. Chúng ta quan sát một chút đã. Nhất định là đến đây để giúp đỡ. Diệp Phàm nói, huyết cương chạy ào vào giữa đàn Thi Ngao, vừa đá vừa giết. Hình như Thi Ngao rất sợ huyết cương, có một con trốn nhưng 7-8 con xông tới. Tuy nhiên, huyết cương dường như hưng phấn lên. Thường chỉ là một cước giết chết một con Thi Ngào, sau đó Thi Ngào thổi ra một làn khói nhẹ. Còn huyết cương vẫn căng mũi lên hít khí vào. Giống như là ma túy, huyết cương càng giết càng hăng. Việc trước khi chết Thi Ngào phát ra khói độc giống như có tác dụng tăng thêm sức lực cho nàng. Không lâu sau, trên mặt đất có rất nhiều xác của Thi Ngào. Còn ngao điểu trên trời cũng sớm bị dọa cho chuồn mất. Mối nguy tạm thời đã xua tan. Cuối cùng Thi Ngao không có xuất hiện lại nữa, tuy nhiên, tất cả mọi người đều không dám xả hơi, mọi người trợn to mắt nhìn huyết cương, dường như so với Thi Ngao nàng còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Huyết cương đứng bất động ở trước mặt mọi người, chỉ có Vương Nhân Bàng là đã gặp qua huyết cương. Tự nhiên trong lòng Diệp Phàm oán thầm làm cái gì không làm, lại làm ra cái không phải người đến dọa người. Thật ra, huyết cương đáng sợ như vậy sao? Hùng bàn tử không nhịn được hỏi. Đương nhiên. Cậu không thấy sao, chúng ta nhiều người như vậy còn không thể đối phó được với Thi Ngao, thế mà một mình nó có thể giải quyết được hết. Thất gia nhỏ giọng nói, sợ kinh động đến huyết cương. Rốt cuộc là nàng lợi hại đến mức độ nào, cô ấy có thể làm điều ấy với Thi Ngao nhưng chưa chắc đã làm được điều đó với người sống. Hổ Sỉ hỏi lão bà. Để đối đầu với huyết cương mà vẫn còn sống chứng tỏ phải có công lực của thần tiên. Thất gia nói một câu, ngoại trừ Diệp Phàm và Vương Nhân Bàng. Tất cả đều biến sắc. Vậy, thần tiên, chúng ta làm gì còn con đường sống? Mẹ của tôi ơi, chỉ có thể cầu xin cô ấy buông tha cho chúng ta. Chúng ta thử dập đầu xem sao, nghe nói huyết cương còn có chút lương thiện đấy. Trong lúc này thất gia hơi nhát gan một chút, giọng nói run rẩy. Ông đi dập đầu sao, cô ấy cũng không phải người, cũng chỉ như người chết thôi, ông có dập đầu cô ấy cũng không hiểu đâu. Gõ một cái vào tinh hoàn. Ngoài ra lúc trước có một tên bị một cái tát khiến máu trong mồm chảy ra. Một tiếng kêu to, kẻ đánh người bị huyết cương tát một cái cả người bắn vào trong quan tài. Đột nhiên, mọi người trợn tròn mắt. Cô, hình như cô gái có thể nghe hiểu được những lời chúng ta nói. Bị đả giả vuốt đầu của mình, vẻ mặt hoảng sợ, nói. Không hiểu Diệp Phàm đang làm trò quỷ gì, khống chế huyết cương kiểu gì mà lại xảy ra chuyện này, chính thất gia cũng không hiểu được. Bởi vì, cái Diệp Phàm dùng là thuật khống cương. Nhìn thấy không, có thể cô gái không phát lực, đó tuyệt đối là tiên thiên cường giả. Chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến đã, chớ có chọc cô ấy. Chỉ có thể mong nàng đi trở lại vào trong quan tài. Như vậy tất cả chúng ta đều có chỗ ngồi. Giọng thất gia lạnh lùng,
đây là đang nhắc nhở những người ở dưới đừng có lộn xộn. Ông nội huyết cương, không, bà nội huyết cương, bà là người rộng lượng, hãy buông ta cho kẻ tiểu nhân vô dụng chúng tôi đi. Ngưu bá nghĩ là huyết cương có thể hiểu được, nhanh chóng chạy tới chắp tay cười nịnh nọt nói. Huyết cương vừa nghe, tự nhiên là từ từ đi đến phía Ngưu bá, khiến sắc mặt anh ta nhất thời trắng bệch ra, kêu lên. Tôi không có trêu chọc bà đâu, bà nội, vừa rồi là tôi chào bà, thật sự không phải là thất kính đâu. Lão bà muốn tiểu nhân tôi làm gì, tôi sẽ làm theo được không, chỉ cầu xin bà đừng tới đây. Thiếu chút thì Diệp Phàm cười ra tiếng, còn Vương Nhân Bàng liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, biết là hắn đang giở trò quỷ. Huyết cương đi chậm chậm đến trước mặt Ngưu bá, còn sờ lên trên trán anh ta một cái. Ngưu bá sợ tới mức té xỉu, cứng rắn chống lại, nhìn Diệp Phàm. Đừng sợ, xem ra cô ấy đối với anh không có ác ý gì đâu. Tuy nhiên, tốt nhất anh đừng có nhúc nhích, nếu cử động e rằng. Diệp Phàm cười cười an ủi. Tôi, có thể bị cô ấy ăn sống không? Ngưu bá run rẩy nói. Việc này có thể hay không cũng không rõ, nghe nói có nhiều khi huyết cương cũng rất thích người sống. Nhưng Ngưu bá lại to con, rất thích hợp. Vẻ mặt Vương Nhân Bàng vui vẻ thêm lời. Các anh có phải là người hay không? Tôi bị như vậy các anh còn cười được. Đúng là đồ chó, để cho em gái huyết cương ăn các anh đi. Lột ra móc tim, nuốt trọn lấy. Ngưu bá tức giận trừng mắt, nhưng mà lại không dám hoạt động. Lúc này, huyết cương xoay người đi về phía hổ sỉ. Người này thấy huyết cương bước tới gần, trên thái dương đầy mồ hôi. Anh ta chuẩn bị tư thế công kích, càng ngày huyết cương càng đến gần. Mồ hôi hổ sỉ toát ra, vẻ mặt thất gia nghiêm túc, tuy nhiên, không dám cử động. Người anh em chịu đựng một tí đi, đừng cử động, vừa rồi Ngưu bá không cử động cũng không sao, cho nên. Cứ mặc kệ cô ấy làm gì thì làm, ngàn vạn lần anh đừng có nhúc nhích. Hùng bàn tử nói để động viên tinh thần cho hổ sỉ. Tuy nhiên, huyết cương đi vài chục bước sau đó lại dừng lại. Nguyên nhân là ở giữa nhóm thi ngao mà đám người của Diệp Phàm có một khoảng cách trống, lúc này. Ở chỗ trống đột nhiên có một hình ảnh quỷ dị, giống như một người. Diệp Phàm dẫn đầu đi theo, phát hiện hình như là bóng dáng của một người. Huyết cương tiến lên đi trước, cùng hướng về phía bóng hình kia. Tuy nhiên, ở trên không trung, vừa xoay người lại đã thấy cái bóng đứng ở trên đầu huyết cương. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối lưng của cái bóng kia đều hướng về phía bọn người Diệp Phàm. Chúng ta giúp cô ấy đi. Diệp Phàm kêu lên. Tất cả mọi người đều để chú ý đi đến cái bóng. Ra sức tấn công, tiếng gió truyền đến, khiến tất cả quan tài nằm ở dưới đất đều bay lên. Cái bóng kia di chuyển kỳ lạ, tất cả phi tiêu ở trên quan tài đều giống như đang hướng về phía mọi người. Diệp Phàm hiểu được, quan tài này cùng hợp sức tấn công, phỏng chừng hắn cũng không thoát khỏi liên quan. Băng! Tiếng đao truyền lại, mọi người đều bị quan tài đán cho phải lui lại mấy chục mét. Còn huyết cương và cái bóng chiến thành một đoàn. Diệp Phàm thực sự cố hết sức để khống chế, biết huyết cương có phần không ngừng được. Vì thế khi khống chế được, Diệp Phàm thu huyết cương quay trở về. Tuy nhiên, phát hiện cái bóng kia hình như đang xuyên qua mình. Tự nhiên lưng lại quay lui về phía mình. Trong lòng Diệp Phàm đang kinh hãi chết khiếp, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cái bóng kia từ từ đi tới, cho đến khi chỉ cách Diệp Phàm khoảng 3 thước. Cuối cùng hắn cũng xoay người lại. Mẹ của Tô ơi, xấu quá, thảm quá. Trong lòng Diệp Phàm kêu thảm thiết một tiếng, căn bản là không phải là khuôn mặt của người, trên mặt giống như là con giun. Một con vờn ở xung quanh, hơn nữa, hình như còn đang bò xung quanh, là một sinh vật sống. Một mùi khó chịu bay đến khiến người ta buồn nôn. Tự nhiên ngón tay của người nọ chỉ vào Diệp Phàm, một người dừng lại, còn bọn họ hoạt động. Chúng ta không đi, sẽ cùng nhau chết ở đây. Vương Nhân Bàng kêu lên. Bá bá bá. Tất cả những người ở bên này Diệp Phàm đều thấy một cái bóng ngã lăn xuống đất, mà thất gia vừa thấy, đã vội vàng nháy mắt ra hiệu, tất cả người của ông ta đều chuồn mất. Lúc này, thất gia không nói gì đến đạo đức, cùng với cái bóng thần bí khó lường, cũng không khác so với chết là mấy. Chính huyết cương cũng không có bản lĩnh để có thể chịu đựng. Chúng ta vây giết nó đi. Vương Nhân Bàng kêu lên, từ mặt đất bắn lên để giết. Bá bá bá. Lúc này cái bóng thần bí kia xuống nặng tay, toàn bộ người của Diệp Phàm ngã xuống đất không có động tĩnh gì. Tuy nhiên, Diệp Phàm biết, bọn họ còn chưa có chết, trong lòng có phần cảm thấy tốt hơn một chút. Tỏ vẻ cái bóng này cũng không hề có dụng ý xấu gì. Nếu không, với thân thủ của anh ta,
phỏng chừng đám người Vương Nhân Bàng đã sớm đến âm phủ báo tin. Gì vậy? Rốt cuộc Diệp Phàm nhìn không được, huyết trích tử két một tiếng tựu ra đến đây. Lần này công lực của Diệp Phàm tăng nhánh, cánh hoa sen càng mở ra càng lớn, không khác gì chân bó bổn lắm. Cánh hoa sen huyết trích tử càng lớn, đương nhiên càng có thể trú ngụ ở đó nhiều. Tự nhiên, càng ngày lực công kích càng tăng. Tuy nhiên, đây là cuộc tấn công các dây thần kinh rất khốc liệt, nếu như chỉ là siếc ảo thuật bình thường căn bản là không có tác dụng. Người ta vung tay lên, Diệp Phàm kêu to một tiếng thiếu chút nữa huyết trích tử bay một ảnh. Diệp Phàm không có cách nào, đành phải thu hồi huyết trích tử trở về.